quá nhiều đệ tử vào đầu, quá bao dài lão nhíu lông mày. Tuyệt sẽ không nhận sai, đây tuyệt đối là vĩnh hằng thể dị tượng. Thế nào cái ý tứ? Triệu Bân tại hắn đạo ra. Đúng, chắc chắn là Triệu Bân. Không ít người nhớ lại đêm đó, đạo tiên từng mang một cái hắc bào nhân trở về tông, chưa có người có thể nhìn xuyên mặt mũi, bây giờ đến xem, được hắc bào cái kia hàng, chính là Triệu Bân. Ngươi thật đúng là đến chỗ nào chỗ đó náo nhiệt a. Mưa bụi xoa nhẹ lông mày, động tĩnh gây có chút lớn. Như vậy mình mông vĩnh hằng dị tượng, giấu là không giấu được. Khá lắm vĩnh hằng thể, coi là thật bất phàm. Quá nhiều lão bối vuốt sợi râu, trong mắt khó che giấu là sợ hãi thán phục. Nhìn hư không dị tượng, liền biết Triệu Bân đối đạo lĩnh hội rất sâu. Ngay cả lão bối đều như vậy, càng chớ nói đạo gia đệ tử, như chín đại chân truyền, bao quát Ngao Thiên ở bên trong, đều tràn ngập kiêng kỵ, đổi lại là hắn, có thể diễn không ra như vậy dị tượng. Tiểu tử kia sao tìm ta đạo gia ngộ đạo? Nhìn phương vị, vẫn là tại đạo quân Sơn Phong. Sợ hãi thán phục bên trong, cũng không thiếu được nghi hoặc thanh âm. Nghi hoặc thì nghi hoặc, chưa có người dám lên núi xem xét. Đạo quân bế quan Sơn Phong, ai dám dễ dàng đặt chân a? Cũng không phải ít lão bối, muốn leo núi xem xét, làm gì đạo Sơn có kết giới cách trở. Hắn tại ngộ cái kia chữ đạo, lão bối nhóm nhiều nhíu mày. Không cần hắn nhóm nói, đạo gia người cũng đều có thể đoán. Bọn hắn bất ngờ là, đạo quân lại dẫn ngoại nhân tới ngộ đạo chữ. Phải biết, rất nhiều đệ tử đến nay đều không có bực này vinh hạnh đặc biệt đâu. Thần tử đã từng ngộ qua, nhưng cùng Triệu Bân so sánh, có vẻ như còn kém nửa phần. Đạo gia đệ tử top 5 top 3, tụ tập nghị luận. Vẻn vẹn luận dị tượng mà nói, Triệu Bân so thần tử ngộ sâu. Ngươi thật đúng là không nhàn rỗi a. Dừng chúc phía trước, đạo tiên đã thức tỉnh. Lớn như thế dị tượng, nghĩ không thấy cũng khó khăn. Hiếm thấy Triệu Bân đốn ngộ, hắn không tận lực quấy dày. Hô! Chẳng biết lúc nào, Triệu công tử mới từ trong xa vào tỉnh lại. Ý hắn thức là trở về, nhưng người còn xử ở đó không động. Mưa bụi một bước tiến lên, mới gặp Triệu Bân trong mắt, lại cũng có dị tượng đang diễn hóa. Vạn vật! Nàng một tiếng lẩm bẩm ngữ, rất nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên sau, chính là vẻ tự giễu cười. Luận tìm hiểu thiên phú, nàng kém Triệu Bân quá xa. Diệu a! Chờ trong mắt dị tượng thu lại, Triệu Bân mới chính thức thanh tỉnh. Chữ đạo cất vạn vật, ý cảnh một nhóm thật đúng là cái đại tạo hóa. Cảm giác có còn tốt, mưa bụi cười đưa tới một bầu rượu. Nhất thiết phải hảo, Triệu Bân cười ha ha, toàn bộ vinh quang đầy mặt. Tới! Hướng rừng trúc, truyền đến đạo tiên lời nói. Chờ hai người trở về, đạo tiên đang mang theo bầu rượu thảnh thơi tự tại uống rượu, thương thế hắn đã khôi phục, nhưng con mắt giống như không chữa khỏi, nhìn Triệu Bân lúc cũng là nghiêng mắt thấy. Triệu Bân một tiếng gượng cười, lại là toàn thân mất tự nhiên. Dù sao, hắn là tại đạo gia tự nhiên kiếm được một cái cơ duyên. Thất thần làm gì, giao tiền, đạo tiên dứt khoát duỗi tay. Ngày xưa, hắn để cho mưa bụi khứ thiên tông bác tạo hóa, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Bây giờ Đại La Thánh Tử tại hắn đạo ra được cơ duyên, hắn phải từ tiểu tử này trên thân làm thịt điểm trở về. Sự tình chính là loại chuyện này. Logic của hắn có vẻ như cũng không mau bệnh. Dễ nói. Triệu Bân một mặt cười ha hả, quy củ hắn tất nhiên là hiểu. Xong việc, hắn liền gỡ một nắm lá cây lấp đi qua. Đây chính là tạo hóa chi diệp, tùy tiện một mảnh đều đáng giá thật nhiều tiền. Chữ đạo bên trong cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiền tài không cách nào đánh giá. Ân, trẻ con là dễ dạy. Đạo tiên từ không khách khí, cười đều cười vẻ mặt ôn hòa. Có lẽ là tối nay tâm tình không tệ, hắn cũng cho Triệu Bân một vật. Đó là một tia quang, chính xác nói, là một tia vàng óng ánh nguyên thần chi lực, mưa bụi nhìn không có gì, Triệu Bân nhìn, nguyên thần chân thân không khỏi run lên, ngay cả bản nguyên cũng sao động. Đây là, Triệu công tử trơn tru xông tới. Vĩnh hằng thánh thể nguyên thần chi lực, đạo tiên chậm chậm nói. Này làm sao có ý tốt, Triệu Bân trên miệng nói, tay lại không nhàn rỗi, tại chỗ nhận lấy, lắp ráp vĩnh hằng thể đi. Thiếu chính là linh kiện, đây chính là linh kiện, đừng nhìn chỉ có chút hít một tia, nhưng cái này nguyên thần chi lực, lại là tinh thuần dị thường bành trướng. Cái nào làm cho, Triệu Bân một bên nhìn một bên hỏi. Đạo tiên không nói gì, cũng chỉ tiện tay chỉ mờ mịt. Triệu công tử theo con mắt nhìn lại, biết đạo tiên là chỉ nơi nào.
nhất định là hắc động, trong bóng tối ách nạn cùng tạo hóa là cùng tồn tại. Siêu! Hắn nhìn thẳng lúc, đạo quân đột nhiên hiển hóa. Cùng với một đạo, còn có ba đạo nhân ảnh, một cái nữ tử áo trắng, một cái áo tím đạo nhân, một cái ngân bào trung niên, đều nói uẩn tự nhiên mà thành, thanh nhất sắc bán thần cấp, trong đó có một cái, Triệu Bân còn nhận ra, cũng chính là cái kia áo tím đạo nhân, đó là Côn Luân Tiên Quân, Côn Luân Thánh Địa Lão Tổ. Xin ra mắt tiền bối, mưa bụi mang mang hành lễ. Triệu Bân cũng không làm đứng, cũng là chắp tay cúi người, đây đều là đại lão. Không cần đa lễ, Côn Luân Tiên Quân nở nụ cười. Nữ tử áo trắng còn tốt, thần tư nhẹ nhàng, như mộng như ảo, không có chút nào tiền bối giá đỡ. Ngược lại là ngân bào trung niên, nhìn Triệu Bân lúc, ánh mắt như đuốc, là đỏ. Lỏa lỏa nhìn lén, nhìn Triệu Bân toàn thân lạnh lẽo, bán thần cấp A. Tu vi bực nào cỡ nào tồn tại, vẻn vẹn ánh mắt, đều đủ hắn hô hấp khó khăn. Đây không phải tâm cảnh vấn đề, là trong cảnh giới tuyệt đối áp chế. Chớ dọa người hài tử, đạo tiên mắt liếc ngân bào trung niên, giải rác một lời, giúp Triệu Bân tháo xuống áp lực. Vĩnh hằng thể, quả là nhân trung long phượng, ngân bào trung niên nhạt đạo. Mạc nhàn lấy, đi theo ta. Đạo quân nở nụ cười, đi đầu vừa bước vào rừng trúc, ba tôn bán thần nhẹ phẩy ống tay áo, như gió đi qua. Cái kia hai ai vậy? Triệu Bân đi vào lúc, chọc chọc mưa bụi. Cái kia bạch y nữ tiền bối, chính là Khổng Tước nhất tộc lão tổ, thế xưng Khổng Tước lão tổ, ngân bào cái vị kia, nên trời xanh chân tổ, lệ thuộc trời xanh một mạch. Trời xanh chân tổ giống như nhìn ta rất khó chịu. Hắn từng tại trong trường sinh tiên thủ bị đánh bại. Thì ra là thế, Triệu Bân hít sâu một hơi. Rất rõ ràng, cái kia trời xanh chân tổ thủ rất dai, đem đối với trường sinh tiên nộ khí, toàn bộ chồng chất tại trên người hắn, vừa mới nếu không phải đạo tiên giải vây, hắn không bị đè ra nội thương mới là lạ. Vào rừng trúc, lại là một phen khác cảnh tượng. Trong đó tự thành càn khôn, càng là một mảnh tinh không. Mưa bụi tựa như sớm biết, cũng không nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại là Triệu công tử, như cái đầu nhà quê, trên dưới trái phải mong nhìn, nơi này mỗi một viên tinh thần, cũng là một khỏa chữ đạo, cùng hắn tại trong vô tự đạo kinh thấy, không có sai biệt, thế nhưng hư ảo đạo kinh, cùng nơi đây căn bản không thể so tính chất. Lên! Nhưng nghe đạo quân nhàn nhạt một lời, một tòa cổ lão tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Triệu Bân vô ý thức ngửa con mắt, tế đàn thật sự lớn, như tự sơn nhạc, đông nam tây bắc tứ phương, tất cả đứng vững vàng một cây đồng trụ, khắc đầy đạo gia phù văn, vẻn vẹn khí chàng này, đều đụng hắn đứng không vững. Phong ấn tế đàn, Triệu Bân trong lòng nói. Đã phong ấn tế đàn, tất nhiên là vì ma vương chuẩn bị. Chính là không biết, cái này bốn tôn bán thần có thể hay không ép lại đại ma vương. Bốn tôn bán thần cùng lên tế đàn, riêng phần mình đứng ở một phương. Đạo tiên tắc đem thuốc mưa thu vào tử phủ, mang theo Triệu Bân lên rồi. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, đạo quân thể nội có một đạo thần quang ngút trời mà lên. Đó là một chiếc gương đồng cổ lão, nhuộm thần chi khí uẩn, nghiền tinh không lắc lư. Thần khí, Triệu Bân tâm cảnh run lên. Hắn kinh dị trong nháy mắt, lại có ba đạo thần hồng ngút trời. Côn Luân Tiên Quân tế một ngụm chuông lớn, Khổng Tước lão tổ thì triệu hoán một tòa tiên tháp, còn có trời xanh chân tổ, thúc dục nhưng là một ngụm ngân đao, đều là hàng thật giá thật cực đạo thần binh. Oanh! Ầm ầm! Bốn tôn thần khí uy thế quá kinh khủng, nghiền tinh không lắc tới lắc lui. Ngửa con mắt nhìn bầu trời Triệu Bân, tâm thần có chút hoảng hốt, bốn thần khí như bốn vòng thái dương, hào quang sáng chói, chiếu rọi toàn bộ tinh không, mỗi một vị thần khí, đều có thần minh pháp tắc bay múa, đều có thần đạo khí uẩn rủ xuống tràn, tựa như cửu thiên ngân hà, khí thế rộng rãi. Thân ở đạo tiên tử phủ mưa bụi, tâm cảnh cũng có chút rung động. Bốn tôn bán thần, cộng thêm tứ đại thần khí, bực nào đội hình. Đạo tiên coi như bình tĩnh, cũng sớm đã có đoán trước. Hỗn thiên đại ma vương cũng không là bình thường ma đầu, từ vạn cổ tới nay liền hung danh hiển hách, không làm một cái đại trận chiến, như thế nào xứng đáng danh hào của hắn, lại như thế nào có thể đem chân áp. Mở cửa, đạo quân nhàn nhạt một tiếng. Đạo tiên hội ý, một tay dính vào Triệu Bân phía sau lưng. Ngươi được hay không a? Triệu Bân từ hư không thu con mắt, hắn hai lần trước mở ra vĩnh hằng chi môn, đều là tam đại đỉnh phong tiên vương liên thủ. Đạo tiên không đáp lời nói, chỉ cuồn cuộn bản nguyên tràn vào. Triệu Bân kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy sức mạnh bàng bạc. Là hắn đánh giá thấp đạo tiên nội tình, lúc này mới bao lâu không thấy,
không ngờ thuế biến không thiếu, bằng này bá đạo huyết mạch chi lực, đủ có thể một người trèo chống hắn mở vĩnh hằng chi môn. Tới, Triệu Bân trong lòng một quát, bỗng nhiên thông suốt vĩnh hằng tiên tàng. Theo hắn dứt lời, một tòa kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, cửa lớn liền ầm vang mở ra. Giết! Sớm đã xúc thế đãi phát ma vương, trước tiên bước ra vĩnh hằng chi môn, lại còn mang theo cuốn ngập trời ma sát bên trong dị tượng diễn hóa, đều là hắn ma chi đạo bề ngoài. Mạnh như vậy, ma vương uy thế như thế cùng khí chàng, chớ nói đạo tiên, liền bốn tôn bán thần đều cho mày. Thật đúng là, Thái Dương thần chưa từng giết kẻ yếu, có thể chôn ở trong tay hắn, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại ngoan nhân, bây giờ đại ma vương, chính là hiển nhiên ví dụ. Chiến lực như vậy, mấy người tại chỗ bên trong, độc chiến không một người là đối thủ của hắn. Đi! Đạo tiên trong nháy mắt tiêu thất, cùng nhau biến mất còn có Triệu Bân, cùng với vĩnh hằng chi môn. Ma vương đã xuất, bọn hắn liền không cần lưu lại tế đàn, chờ tại cái này cũng là thêm phiền. Chân áp! Đạo quân một tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục cực đạo thần binh. Gương đồng ngừng lại thần uy đại thịnh, lực lượng hủy diệt như biển mãnh liệt. Lan! Ma vương vừa quát chấn tiên khung, càng là một trưởng vung mạnh lật ra thần khí. Một màn này, nhìn Triệu Bân âm thầm nuốt nước miếng, cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bức. Ngô! Đạo quân kêu đau một tiếng, đạp đạp lui lại. Hắn trong mắt tràn đầy hãi nhiên sắc, tay không đối cứng thần binh, tôn này bán thần quả là ma uy ngập trời. Đi đâu? Trời xanh chân tổ quát to một tiếng, cũng ngự động thần khí. Hắn một đao đủ hủy diệt, đánh cho ma vương nửa bước lảo đảo. Phá! Ma vương như một tôn cái thế ma thần, ma lực tùy ý bay múa, cưỡng ép đẩy lui thần đao, kèm thêm trời xanh chân tổ, cũng suýt nữa rơi xuống. Cùng lúc đó, Khổng Tước lão tổ cùng Côn Luân tiên quân công phạt cũng đến. Hai tôn thần khí tất cả từ trên trời giáng xuống, tiên tháp cùng chuông đồng cộng minh, hai loại thần minh pháp tắc, xen lẫn bay múa, diễn xuất thần minh chi lực, như một đạo thiên hà rủ xuống. Giết! Ma vương oanh một bước đứng vững. Một trường đánh lùi thần khí tiên tháp, lật tay một đạo ma vương, đánh lui Côn Luân tiên quân cùng chuông thần. Hắn không ham chiến, muốn đăng thiên bỏ chạy. Đạo quân vượt qua càn khôn, thần khí gương đồng quét ra hủy diệt thần mang. Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự chính là trời xanh chân tổ, thần đao nở rộ sáng như tuyết hào quang. Khác hai tôn bán thần, cũng là trong nháy mắt trở về. Vẫn là liên hợp công phạt, đánh ra cũng là tuyệt diệt đại thuật. Phốc! Hỗn thiên ma vương đẫm máu, không diệt ma thân thể suýt nữa bị nghiền nát. Không đợi hắn đứng vững, liền nghe trên tế đàn có xích sắt hoa lạp âm thanh. Vẫn là đông nam tây bắc tứ phương, đều có pháp tắc xích sắt bay tán loạn mà ra, khóa tay của hắn cùng chân, xích sắt rất quỷ dị, khắc tại trên đó thần minh bí văn, như tự tươi sống đồng dạng, thông qua tay của hắn cùng chân, tuyên vào hắn thể phách, phong hắn thân thể, cũng vây lại hắn nguyên thần. Cho ta, mở! Đại ma vương gào thét, ngập trời ma sát bao phủ. Trừ này, còn có một tôn cực lớn ma tượng ầm vang trống lên. Khóa lại hắn xích sắt, bị dãy hoa hoa tác hưởng, rất có đứt đoạn điềm báo. Phong, vẫn là đạo quân, lấy thần khí rủ xuống pháp tắc, ra chỉ xích sắt. Mà trời xanh chân tổ, thì lại lấy thần đao trấn áp càn khôn, sinh sinh bổ diệt ma tượng. Phốc, ma vương thân thể lại một lần nổ tung, liên miên ma sát tán loạn. Hắn muốn ngạnh chiến bốn tôn bán thần, làm gì gánh không được tứ đại thần binh vây công. Nói đến thần binh, đã là thần mang đại thịnh, cùng nhau từ hư không đè ép xuống, rủ xuống pháp tắc, thẳng tắp rơi xuống, lại theo thứ tự sắp xếp, tụ trở thành một tòa pháp tắc lồng giam. Đến nước này, ma vương đã lớn thế đã đi. Chờ lồng giam rơi xuống, hắn tại chỗ bị nhốt vào trong đó. A, à, hắn không cam lòng gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn là hỗn thiên đại ma vương A, vạn cổ phía trước từng đấu qua Thái Dương thần, làm gì tuế nguyệt tang thương, ma lực đánh mất hầu như không còn, sa đọa hôm nay, lại bị bốn cái hạng giá áo túi cơm chân áp. Phong, đáp lại ma vương, chính là bốn tôn bán thần hét to. Bốn tôn thần khí lại bao phủ thần lực, ra chỉ tế đàn phong ấn, liền đen nhánh ma sát, cũng cùng nhau cuốn vào trong đó, từ trong ra ngoài, triệt triệt để phong cấm ma vương. Đến nước này. Hỗn loạn tinh không, cuối cùng là quay về bình tĩnh. Bốn tôn bán thần tất cả một bước lảo đảo, cực điểm thôi động thần binh, gần như lấy hết tiên lực. Bản vương không phục. Trong lồng giam,
Ma Vương hung hăng xé rách xích sắt. Nhưng, mặc hắn như thế nào thi lực, cũng không lay động được phong ấn nửa phần, bị thần minh xích sắt, cưỡng ép quăng vào tế đàn, cường đại phong ấn, liền hắn gào thét cùng nhau ngăn cách. Lưu họa hại, đồ diệt chấm dứt hậu hoạn, trời xanh chân tổ lạnh lùng nói. Chúng ta ra ngoài nói, đạo quân thu thần binh, thứ nhất bước ra tinh không. Ba tôn bán thần cũng riêng phần mình thu pháp, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tinh không mênh mông, chỉ còn dư Triệu Bân cùng đạo tiên. Hắn sẽ không xông phá phong ấn a, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Ra không được, đạo tiên cũng chuyển thân, đi. Triệu công tử cuối cùng liếc mắt nhìn, trơn tru đi theo đạo tiên. Không biết vì sao, hắn cuối cùng cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng, còn nói không ra có gì khác thường. Bằng các ngươi, cũng nghĩ phong bản vương. Như thế một lời u cười, cũng không phải là truyền lại từ thần minh tế đàn, mà là tại vĩnh hằng cánh cửa bên trong vang vọng. Chỉ có điều, không người nghe thấy. Bởi vì bốn tôn bán thần chấn áp, căn bản cũng không phải là ma vương chân thân, chân chính ma vương, còn tại vĩnh hằng chi môn, đơn giản một cái chướng nhãn pháp, lừa gạt thế nhân. Cái này, mới là hắn bịt đại chiêu. Ngược lại cũng không ngốc. Hướng cái này nhìn tiên giới chế tài giả, ý vị thâm trường vuốt sâu một cái. Hắn cũng là quần chúng, cũng thuộc về hắn nhìn rõ ràng nhất. Chờ xem, đằng sau có Triệu Bân khó chịu. Triệu Bân cùng đạo tiên ra rừng chút lúc, bốn tôn bán thần đã ở đỉnh núi đình nghỉ mát ngồi xuống, thân là đạo gia lão tổ một trong, đạo quân sao có thể không hết chủ nhà tình nghĩa, đơn giản là thỉnh những thứ này hảo hữu, uống chén rượu ăn chén trà, thuận tiện. Trò chuyện tiếp một trò chuyện ngộ đạo tâm đắc. Đến nỗi đại ma vương, đạo quân tự có an bài. Ba người tuy có tính toán, cũng không tiện nói thêm cái gì. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Trấn áp đại ma vương, đằng sau liền không có bọn hắn cái gì vậy. Bán thần tụ hội, từ không có người quấy rầy. Không có người quấy rầy, không có nghĩa là không có người mong nhìn. Như Triệu công tử, ngay tại ngửa mặt nhìn đỉnh núi. Bán thần a, chỉ kém nửa bước liền có thể phong thần. Như tiên tông cũng có bán thần, gì đến bị tứ phương ức hiếp. Nói đến ức hiếp, hắn nhìn về phía đạo tiên. Bát đại thánh địa là không đều có bán thần cấp. Đó là tự nhiên, đạo tiên ực một hớp rượu. Nếu đều có bán thần, bát đại thánh địa liên hợp hủy diệt đại la tiên tông, không khó lắm cái nào. Triệu Bân khiêm tốn thỉnh giáo. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều biết trường sinh tiên đã chết. Đạo tiên lời nói ung dung, năm đó, hắn năng lực xoay chuyển tình thế. Liền biết hắn đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần bát đại thánh địa đối với hắn còn có kiêng kỵ, thì sẽ không dễ dàng xuất binh, hủy ngươi tiên tông đạo thống dễ dàng, nhưng muốn đem truyền thừa triệt để giết hết, lại khó khăn vào đăng thiên, vô luận không niệm thiên vẫn là trường sinh tiên, đều từng nói qua một câu nói, tiên tông như diệt, bọn hắn sẽ xách theo thần binh, tới một hồi kéo dài ngàn năm ám sát. Một phen, nghe Triệu Bân ánh mắt lóe sáng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thử nghĩ. Nếu không niệm thiên mang theo cực đạo thần binh, mỗi ngày nhìn chằm chằm bát đại thánh địa người làm đánh lén, ai mẹ nó chịu được, có này cố kỵ, bất luận cái gì nhất mạch thánh địa tại xuất binh phía trước, đều phải cân nhắc một chút, bằng không, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta ngày xưa mà nói, vẫn như cũ giữ lời. Đạo tiên thản nhiên nói. Ta tại tiên tông rất tốt, Triệu Bân nở nụ cười, từ đỉnh núi thu con mắt. Ta từng thôi diễn qua, tiên tông con đường phía trước một vùng tăm tối. Ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng thế lực đối địch, sẽ không cho ngươi trưởng thành thời gian, bát đại thánh địa còn có thể liên hợp, chiến trận có lẽ là vô tiền khoáng hậu, sẽ dùng tuyệt đối chiến lực áp chế, đem ngươi, đem không niệm thiên, đem toàn bộ đại la tiên tông, triệt để hủy diệt. Nếu như thế, hai ta nhà kết cái minh thôi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ đại la tiên tông có cửu gia a. Đạo tiên cười nói, mạnh như đạo gia, cũng có thế lực đối địch, Triệu Bân nhíu mày. So trong tưởng tượng của ngươi càng kinh khủng, đạo tiên nói, ngửa đầu nhìn về phía Thương Miểu, cùng ta đạo gia kết minh, chưa chắc là chuyện tốt, khó tránh khỏi, còn có thể gia tốc tiên tông hủy diệt. Triệu Bân không có lại nói, cũng đi theo nhìn phía bầu trời. Khó có thể tưởng tượng, liền nói nhà đều kiêng kỵ tồn tại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, như thế, đạo gia không cùng tiên tông kết minh, có lẽ đối với hai nhà đều hảo, là hắn nghĩ quá nông cạn. Thực lực, cường giả vi tôn thế giới. Còn phải dùng nắm đấm nói chuyện. Nghĩ tới đây, hắn đối đạo tiên chắp tay cúi đầu, ma vương chuyện, vãn bối liền như vậy cáo từ, đạo gia ân cứu giúp, ta nhất định cả đời ghi khắc. Nói đi,
hắn quay người liền muốn đi. Thời gian không thể sống uổng, hắn phải đến một hồi khắc khổ tu hành. Đi đâu, đạo tiên lại cho hắn túm trở về. Còn có việc, Triệu Bân hỏi. Mặc Thiên Ban chỉ ta mượn dùng một chút, đạo tiên chậm chậm nói. Triệu Bân không keo kiệt, tiện tay lấy ra. Không cần đến hỏi, liền biết tiên cũng đối thần minh pháp tắc cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, nhưng phàm là thần khí, hoặc nhiều hoặc ít đều nhuộm thần minh pháp tắc, nhưng Mặc Thiên trong nhẫn pháp tắc, không phải bình thường, nó hình như có linh trí, hơn nữa có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hồng hoang thể đạo thương được chữa trị, chính là ví dụ rất tốt. Đạo tiên cầm ban chỉ, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn thả ra mưa bụi. Đi ta sơn phong đi loanh quanh, mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Dễ nói, Triệu Bân từ không khách khí, cũng không thể tại bực này. Hắn đi theo mưa bụi, cái lưng mệt mỏi duỗi có phần thoải mái. Thả ra ma vương, tựa như tháo gông xiềng, rất cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhiệt tình 10 phần, đã đối với mênh mông hành trình tràn đầy chiến ý. Nếu như tiên tông đúng như sư tôn nói như vậy, ngươi làm như thế nào? Mưa bụi hỏi. Ta không tin sâu xa thăm thẳm định số. Triệu Bân cười nói, trong mắt lóe lên là tên là chấp niệm hào quang. Dù là tiên tông con đường phía trước hắc ám, hắn cũng muốn đọ sức một cái ban ngày ban mặt. Mưa bụi muốn nói lại thôi, kết thúc chỉ còn dư mông lung thần sắc. Nàng giống như khai hóa, tiên lộ vốn là nghịch thiên, nói thế nào e ngại. So sánh đạo quân chỗ ở, thần nữ sơn phong, liền lộ ra phá lệ xinh đẹp, khắp núi đều trồng vào hoa đào, tung bay cánh hoa, chiếu đến ánh trăng trong ngần, có một phen đặc biệt phong cảnh. Thực sự là Triệu Bân cái nào? Vĩnh hằng dị tượng còn có thể là giả. Không thiếu đệ tử trưởng lão trộm đạo lên núi, cách thật xa mong nhìn. Nhà ai còn không có mấy cái đậu bức a? Tựa như lên núi tới mấy cái này nhân tài, đều có cho Triệu công tử lấy máu ý niệm, cái gọi là nhập gia tùy tục, bái cái cẩm cũng rất bình thường. Xét thấy cái này một số người không ra thế nào an phận, thân là đạo gia thần nữ mưa bụi, hơi hành xử một chút thần nữ quyền lợi, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Bên này, Triệu công tử đã tìm một cái u tĩnh chi địa. Hắn lấy cái kia sợi nguyên thần chi lực, treo ở lòng bàn tay nhìn lén một hồi lâu. Vĩnh hằng thánh thể đi, cũng thuộc về vĩnh hằng thể một mạch chi nhánh. Nguyên nhân chính là có nguồn gốc này, hắn mới đối với hắn nguyên thần chi lực cảm thấy thân thiết. Không suy nghĩ nhiều, hắn đem nguyên thần chi lực sáp nhập vào thể phách, tùy theo mà đến cảm giác, vô cùng tươi đẹp, đó là đến từ sâu trong linh hồn ấm áp, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trừ này, chính là một loại cực kỳ lực lượng thuần túy. Lực lượng kia như hạt giống, ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn cái này lắp ráp vĩnh hằng thể, lại hướng phục cổ bước một bước. Đêm khuya, ba tôn bán thần mới đạp thiên mà đi. Lướt qua mưa bụi sơn phong lúc, ba người đều từng tròng mắt xem xét. Trời xanh chân tổ nhìn Triệu Bân ánh mắt, vẫn như cũ rất nhiều địch ý, chỉ vì, hắn từ Triệu Bân trên thân, thấy được trường sinh tiên cái bóng, hai bọn họ là ngang hàng kinh diễm, cũng là ngang hàng nghịch thiên. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này, sẽ luôn để cho hắn nhớ tới chuyện cũ. So sánh hắn, Côn Luân Tiên Quân cùng Khổng Tước lão tổ thần sắc cũng rất ôn hòa. Bọn hắn cười, là đối với tiểu bối sợ hãi thán phục, kẻ này sau này tất thành đại khí. Ba tôn bán thần đi, đạo quân còn sừng sững ở đỉnh núi, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Không lâu, đạo tiên từ trên trời giáng xuống, thật muốn giữ lại Hỗn Thiên Ma Vương. Chúng ta cũng nên cho hậu thế lưu một cái bảo đảm. Đạo quân cười nói. Cầm ma vương hộ đạo nhà. Nếu hắn nhả ra, lập cái hứa hẹn có cái gì không được. Sư huynh đây là chơi với lửa. Đạo tiên nhíu mày. Tàn khốc thế đạo, cái nào không phải tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, thật đến truyền thừa táng tận ngày đó, ai còn hiểu đạo nghĩa biết chính tà. Đạo quân lời nói mờ mịt, người là sẽ biến đổi, xin hỏi thế gian, không quên sơ tâm có mấy cái. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, càn khôn có đại đạo. Vạn cổ phía trước Nguyệt Thần, đã từng có này chấp niệm. Người có thể hỏi qua hậu nhân, trong thần thoại lịch sử, là thiên đạo diệt thế, vẫn là nàng liều mình cứu thương sinh. Đạo tiên trầm mặc, thật lâu không nói. Đạo quân cũng trầm mặc, như gió đi qua. Đi ngang qua đạo tiên lúc, hắn còn vỗ vỗ đạo tiên bả vai, ngươi lại nhớ sơ tâm, chuyện ác ta làm, đợi ngươi năm nào phong thần, tiểu sử của ta. Người tới viết, Triệu Bân ngồi xuống, chính là 3 năm ngày. Huyết mạch phục cổ, vì hắn dựng lên một cây cầu lương. Hắn cuối cùng là trông thấy thái hư cảnh môn, chỉ kém một cái cơ duyên,
liền có thể đạp đất phá quan. Sao chả bất tỉnh lạc? Âm thầm, có không ít tụ tập nói thầm. Vẫn là đám người kia mới, cuối cùng suy nghĩ cho Vĩnh Hằng thể đổ máu. Ai? Mọi người thấy lúc, chợt thấy Thương Miểu có một đạo tiên hồng hoạch thiên mà qua. À không đúng, đây không phải là tiên hồng, mà là một đạo bóng người màu tím. Thần tử cuối cùng là trở về tông. Đám người ánh mắt sáng như tuyết, nhao nhao lui xuống sơn phong. Bởi vì đạo gia thần tử trở về, dưới ánh trăng đạo gia tiên sơn, náo nhiệt không thiếu, đặc biệt là lão bối nhóm, sớm đã tụ tập mà đến, gặp thần tử có thuế biến, tất cả lộ vui mừng sắc. Ngươi trở lại rồi, họ cuồng chạy tới khiêu chiến ngươi. Chúng ta nhìn không được tràng diện, chín đánh một lại bị quét ngang. Đạo gia đệ tử cũng là ô ương một mảnh, cười đều cười lúng túng. Nhắc lên chuyện này, chúng lão bối nhóm cũng là phá lệ mặt không nén giận được. Đạo gia truyền thừa vạn cổ, bị người đánh đến tận cửa, còn bị đánh một cái đại bại, quả thực cho liệt đại tiền bối mất mặt, không biết, thật đúng là cho là bọn họ đạo gia không người đâu. Chúng ta hắn tới chiến, đạo gia thần tử nhàn nhạt một lời. Nếu không thì trước tiên tìm Vĩnh Hằng thể luyện một chút. Có người nhỏ giọng đạo. Vĩnh Hằng thể tại ta đạo gia. Đạo gia thần tử lông mi trao lên. Đã tới nhiều ngày. Liền ở tại thần nữ Sơn Phong. Cái kia hàng rất bất phàm, ngộ ta tiền bối chữ đạo, diễn xuất hùng vĩ dị tượng, càng lớn năm đó ngươi, còn nhớ kỹ đêm đó, Vĩnh Hằng hào quang tung tóe nửa cái đạo gia tiên sơn. Bọn tiểu bối lại thành nói nhiều, líu díu một mảnh. Đạo gia thần tử không nói, chỉ theo con mắt nhìn về phía một phương. Hắn tầm mắt cực cao, ánh mắt cũng thật tốt làm cho, có thể cách đông đảo dãy núi, trông thấy xếp bằng ở dưới cây già Triệu Bân. Tiểu tử kia nên đang làm ác mộng, sắc mặt rất thống khổ. Hắn nhìn một chút cũng không kém, Triệu Bân đích xác đang làm ác mộng. Trong mộng, có một tấm vặn vẹo không chịu nổi mặt quỷ, khi thì đối với hắn gào thét, khi thì đối với hắn gào thét, khi thì lại mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem hắn thôn phệ, thậm chí tâm thần xa vào hắn, khó mà ổn định tâm cảnh. Chờ bản vương khôi phục, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hỗn thiên đại ma vương mà nói. Vô hạn vang vọng tại Vĩnh Hằng Chi Môn. Đáng tiếc, vẫn như cũ không người nghe được. Ma vương tại nghẹn đại chiêu, cũng tại hèn mọn phát dục. Cái gọi là hèn mọn phát dục, chính là đang hấp thu sức mạnh, hấp thu ai sức mạnh đâu. Bị phong tại thần minh tế đàn vị kia, đó là hắn lấy hao tổn tuổi thọ làm đại giá, hóa ra bản nguyên ma thân, hấp thu như vậy, đơn giản là đem hắn vốn có sức mạnh thu hồi lại. Quá trình này tuy chậm, nhưng hắn chờ được. Dù sao cũng tốt hơn chân thân bị phong. Chờ góp đủ sức mạnh, cái kia liền chờ một cái cơ hội, chờ Triệu Bân lại mở Vĩnh Hằng Chi Môn, hắn sẽ ở tất cả mọi người đều không biết chuyện điều kiện tiên quyết, cường thế giết ra tới. Trúc Lâm Tinh khoảng không, thần minh tế đàn. Đạo quân đột nhiên hiển hóa, trong tay còn mang theo hai bầu rượu. Tiền bối, tâm sự vừa vặn rất tốt, đạo quân cười nói. Lan, bản nguyên ma thân gầm lên giận dữ. Nóng nảy như vậy. Không sợ chế bối diệt ngươi. Giết bản vương, ngươi cam lòng. Đích xác không nỡ lòng bỏ. Đạo quân buông xuống bầu rượu, đạp tay ngồi ở bên rìa tế đàn, có lẽ. Người ta có thể làm cái giao dịch, không ảnh hưởng toàn cục cái chủng loại kia. Hạng giá áo túi cơm, ngươi có tư cách gì? Bản nguyên ma thân cười gần nói. Vậy không bằng, nói một chút tiền bối chân thân. Đạo quân lời nói ung dung. Lời này vừa nói ra, bạo ngược bản nguyên ma thân. Ngừng lại hai mắt híp lại. Mà thân ở Vĩnh Hằng Chi Môn Ma Vương, lúc này cũng là chau mày. Đạo gia đa nhân tài a, cũng không hoàn toàn là mù lòa, tựa như phản lão hoàn đồng vị này. Trong bóng tối giao dịch, chỉ tồn tại ở trong bóng tối. Không người biết được đạo quân cùng bản nguyên ma thân hàn huyên gì, chỉ biết là quân gia dừng chút lúc, gặp ác mộng Triệu công tử, tản đi thần sắc thống khổ, ngủ bình tĩnh an tường. Ác mộng không còn. Hắn làm một cái mộng đẹp, mộng thấy thành tiên lộ mở ra, thế gian thân bằng cố hữu, tất cả vũ hóa thành tiên, hắn cởi ra cô tinh mệnh cách, sống lại phụ thân, người một nhà vây quanh viên viên. Là mộng, cuối cùng cũng có khi tỉnh lại. Chờ ánh sáng ban mai huy, giải đầy tiên sơn, hắn chậm rãi mở con mắt. Đủ hai ba trong nháy mắt, hắn mới xoa mi tâm ngồi dậy, có chút choáng. Tỉnh, mưa bụi như hóa bướm nhẹ nhàng mà đến. Ta ngủ mấy ngày. Triệu Bân còn tại nhào nặn mi tâm. Đã có nửa tháng. Lại hoang phế thời gian. Triệu Bân đứng lên, tâm thần còn chưa đã ngứa. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn lại nhớ nhà.
Triệu Bân, ta tại chiến đài chờ ngươi. Ngoài núi có lời nói truyền đến, bình thản mà mờ mịt. Triệu công tử nghe xong, vô ý thức nhìn về phía mưa bụi. Là ta đạo gia thần tử, mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Sau đó, nàng mới bổ nửa câu sau, đã đợi ngươi nhiều ngày. Dễ nói, Triệu Bân bước lên trời, từng bước đi ra khỏi núi phong. Tới sớm, không bằng đuổi kịp xảo. Cuồng Anh Kiệt không có bắt kịp, hắn cái này đúng dịp. Đạo gia chiến đài, đã là biển người phun trào, đều biết thần tử trở về, đều biết Triệu Bân tại đạo gia, đều biết hai người chiến lực không tầm thường, như vậy lên đài hẹn đánh nhau, há có không nhìn lý lẽ. Trên đài, đạo gia thần tử nghiễm nhiên mà đứng. Có thể làm thần tử, có thể đánh lên hồng hoang tiên bảng, không có một cái là hạng người qua loa, như hắn, chính là tương đối người siêu quần bạt tụy, chỉ dựa vào khí uẩn, đạo gia thiên tự bối đệ tử, liền không một người có thể so sánh, dù là đệ nhất chân truyền Ngao Thiên, cũng cùng chi tướng kém rất xa. Ngươi nói, thần tử cùng Triệu Bân ai mạnh ai yếu? Hai người kém một cái đại cảnh giới, cái này còn cần đoán. Lấy thần tử bản tính, chắc chắn áp chế cảnh giới một trận chiến. Còn chưa khai chiến, dưới chiến đài đã là ồn ào một mảnh, có thể nói chúng thuyết phân vân, Triệu Bân chiến tích không tầm thường, nhà hắn thần tử cũng không phải dựng, tiên bảng đệ bát bằng thế nhưng là thực lực. Thật là náo nhiệt, tiểu bối tới không thiếu, sao có thể thiếu lão bối? Hôm nay đạo gia các trưởng lão, đều rất có tư tưởng, đều đã chọn tốt chỗ ngồi xuống, vài ngày trước, bị họ Cuồng cứ vậy mà làm nổi giận trong bụng, lần này hắn đạo gia nhất định có thể lật về nhất thành. Tới. Không biết ai hô một tiếng, gây toàn trường người trách mắt. Triệu Bân lững thững tới chậm, tựa như kim quang từ thiên xuống. Khách xem ánh mắt, đều tụ hướng về phía chiến đài, trong đó chừng hơn chín thành, cũng là đầu hẹn gặp lại Triệu Bân, Đại La Tiên Tông Thánh Tử, gần một chút thời gian thế nhưng là hỏa lượt hồng hoang. Vĩnh hằng thể chính xác bất phàm. Như lời này, trưởng lão đệ tử đều tại nói. Truyền thuyết không giả, vĩnh hằng một mạch tất cả nhân tài. Đạo gia thần tử cũng tại nhìn, lông mi có hơi nhíu, Triệu Bân huyết mạch để cho hắn kiềm chế, mà Triệu Bân khí uẩn, cũng làm cho hắn nhìn không thấu, bình thường dạng này người, đều rất khủng bố. Là cái đại tài. Cái này, là Triệu Bân đối đạo gia thần tử phân tích. Tiên bảng đệ bát, không phải tiểu kim luân vương những cái kia có thể so sánh. 10 chiêu, điểm đến là dừng. Đạo gia thần tử chậm chậm nói. Dứt lời, thì thấy khí thế của hắn đột nhiên phía dưới. Vẫn thật là tự hạ bản mệnh tu vi, đem tự thân cảnh giới, hạ xuống cùng đối thủ cùng cấp bậc, hắn cao ngạo không cho phép hắn chiếm tiện nghi. Điểm đến là dừng, như thế thì tốt, Triệu Bân nở nụ cười. Giải rác một lời, hai người đều không nói nhảm, tất cả chiến lực toàn bộ triển khai. Cùng một trong nháy mắt, có một đạo khổng lồ kết giới, bao lại chiến đài. Đệ tử trưởng lão tất cả tinh thần tỉnh táo, nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ đặc sắc tên vở kịch. Trong đó còn có không ít, đã dọn xong ký ức tinh thạch, muốn đem trận chiến này toàn bộ vỗ xuống. Oanh! Đạo gia thần tử động trước, một bước đạp chiến đài ầm ầm. Hắn một trường quét ngang, vô tận biến hóa diễn thành một cái chữ đạo. Triệu Bân thì xông tới mặt, tiếp thiên một quyền bá liệt vô song. Phanh! Quyền cùng trường va chạm, nhất thời một mảnh sấm chớp mưa bão. Dưới đài người nhìn rõ tích, vùng không gian kia đều chiếu rọi hỗn loạn sấm sét. Càng có một tầng vầng sáng, hướng tứ phương hoành phô, nghiền chiến đài băng liệt, cũng đâm đến kết giới lắc lư. Nhìn đối chiến hai người. Đạo gia thần tử chữ đạo băng diệt, Triệu Bân thì quyền cốt nhuốm máu. Làm nóng người chiêu thứ nhất, hai người chiến có thể nói cân sức ngang tài. Đạo gia thần tử nhíu mày, quả thật, hắn không động toàn lực, nhưng đối phương lực lượng trong cơ thể, có vẻ như cũng không toàn bộ ra, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu vĩnh hằng thể, rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Chanh! Thấy hắn huy kiếm chỉ thiên, diễn xuất ngôi sao đầy trời, a à không đúng, đây không phải là tinh thần, mà là từng khỏa cổ xưa hư ảo chữ, nhuộm đạo chi quang, rực rỡ mà lóa mắt. Ngôi sao đầy trời không chỉ lộng lẫy, uy lực cũng cường hoành. Chữ cổ nở rộ đạo quang, đều cực điểm tuyệt diệt chi lực. Dưới đài rất nhiều đệ tử, đều xuống ý thức hướng về sau lui một bước, liền sợ thần tử đánh chật. Trên thực tế, có kết giới cách trở, không có uy thế còn dư tiết ra ngoài, sở dĩ e ngại, hơn phân nửa là được chứng kiến pháp này lực sát thương, một chút mất tập trung sẽ bị đánh thành tro. Đạo gia thần tử ra chiêu, Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị đánh. Nhưng ngửi hư vô một tiếng sấm rền vang dội,
ức vạn sấm sét tàn phá bừa bãi. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, tại chỗ có không ít trưởng lão vuốt sợi râu. Triệu Bân thông hiểu lôi thần một mạch thần thông, đây không phải bí mật, bọn hắn không hiểu là, vì sao Triệu Bân đưa tới lôi bên trong, ẩn giấu thiên uy, có thiên uy lôi, liền không là bình thường bá đạo. Sự thật, cũng đúng như bọn hắn đoán gặp. Đầy trời chữ cổ đối với ức vạn sấm sét, rõ ràng không ra thế nào đủ nhìn, liên miên bị đánh diệt, thành một túm túm khói lửa, tại Thương Miểu ngạo nghễ nở rộ, nhìn nữ tử thần sắc mê ly. Chiều thứ hai, có người đặt cái kia đếm lấy đâu? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng gào thét vang vọng cửu thiên. Đầy trời chữ cổ mặc dù sập, thế nhưng ức vạn sấm sét còn tại. Vạn chúng chú mục phía dưới, sấm sét tụ trở thành một đầu lôi đình kỳ lân, mang theo cuốn lôi uy cùng rộng rãi chi thế, từ thiên lao nhanh xuống, đạp hư không từng đợt ầm ầm. Thật lớn a! Quá nhiều đệ tử ngửa con mắt nhìn, con mắt có vẻ kinh hoàng. Bây giờ, liền nói nhà chín đại chân truyền đều tràn ngập kiêng kỵ. Vĩnh hằng thể một chiêu này lôi đình kỳ lân, cùng giai sợ là chưa có người dám ngạnh kháng. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo gia thần tử một lời mờ mịt, tùy theo vung cánh tay lên một cái. Kiếm ngân vang thanh âm lóe sáng, có vạn kiếm đạo quang vọt lên tận trời. Hắn nên đối với kiếm đạo rất có lĩnh hội, mỗi một đạo kiếm mang đều nhuộm đạo hào quang, kiếm uy vô song, kiếm ý cũng bẻ gãy nghiền nát, riêng là đem lôi đình kỳ lân, chém ẩm vang giải thể, chỉ còn dư từng sợi sấm sét, tiêu trừ cho hư không. Hảo kiếm pháp, Triệu Bân một tiếng sợ hãi thán phục, thuấn thân tiêu thất. Ba chiêu đã qua, làm nóng người cũng đến đây là kết thúc. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đạo gia thần tử càng là có thể đuổi kịp thuấn thân tốc độ, thậm chí hắn cái này thuấn thân nhất kiếm bị nhẹ nhõm né qua, chẳng những tránh khỏi, đối phương lại vẫn biến mất. Không đúng, là không gian chi pháp. Triệu Bân trong lòng một lời, một bước đạp lên trời. Cùng một trong nháy mắt, đạo gia thần tử từ không gian giết ra. Cực khoảng không đạo cấm. Đạo gia thần tử một tiếng lạnh quát. Triệu Bân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ ra thân, như tự gông xiềng, khóa hắn thể phách. Là không gian lực lượng không thể nghi ngờ. Đối phương đối không gian tạo nghệ không cạn. Thấy vậy cục diện, không thiếu lão bối đều ngồi ngay ngắn. Thần tử phương pháp này vẫn có chút huyền ảo, rất khó phá vỡ, dù rằng phá vỡ, cũng chưa chắc có thể đỡ phía sau nhất kích, một cái làm không tốt, một chiêu này liền có thể quyết ra thắng bại. Phá! Triệu Bân thể phách một cái chớp mắt cự chiến, lấy hộ thể thiên cương mạnh xóa bỏ lệnh cấm cố. Cùng một trong nháy mắt, đạo gia thần tử giết tới, đạo pháp nhất kiếm sâu trường hồng. Triệu Bân cũng không trốn, lại là mắt vận kim quang, trong mắt có màu trắng ngọn lửa đang tỏa ra. Bốn mắt đối mặt, đạo gia thần tử gặp huyễn thuật. Cái này một cái hoảng thần không sao, kiếm đạo trạch hướng. Triệu Bân nhẹ nhõm né qua, trở tay chính là một đạo chu tiên quyết. Thật là bá đạo huyễn thuật, đạo gia thần tử thì thào một lời, tự học đạo đến nay, cùng thế hệ người đối chiến, hắn đây vẫn là lần thứ nhất tại trên huyễn thuật ăn quả đắng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn một trường bổ diệt chu tiên quyết kiếm mang. Chờ Triệu Bân một trường từ trên trời giáng xuống lúc, hắn lại một lần tiêu thất. Hiện thân, Triệu Bân một cước bỗng nhiên đạp xuống, tứ phương không gian ẩm vang sụp đổ. Đạo gia thần tử tại chỗ bị buộc ra, mi tâm lại mở thứ tam nhãn. Triệu Bân nhìn lên, đang gặp thứ tam nhãn lôi quang chém ra, không nhìn không gian cách trở, chớp mắt liền bổ đến phụ cận, nhục thể của hắn phòng ngự tất cả bài trí, đây là nhằm vào nguyên thần công phạt. Phốc, hắn tránh không kịp, tại chỗ chịu một đao. Phía sau một vòng huyết quang, xuất từ đạo gia thần tử, hắn chặt Triệu Bân nhất đao, lại chịu Triệu Bân nhất kiếm, cũng chính là Long Uyên, có thể vượt qua không gian, đánh cho hắn không có đứng vững. Oanh! Hắn một bước định thân, trong nháy mắt khổ sách mệnh dị tượng. Đó là một phương đại thế giới, thành đạo nhà tiên thổ, vạn vật vào trong đó diễn hóa, vô luận sông núi cỏ cây, đều quanh quẩn đạo chi quang, hơn nữa tự động diễn biến, đại đạo thiên âm khuấy động, hắn đứng ở trong đó, tựa như một tôn cổ lão thần minh, trên đầu lơ lửng tinh không, chân đạp vạn vật. Mở! Triệu Bân không rơi vào thế hạ phong, chống ra vĩnh hằng tiên vực. Hai người dị tượng giống nhau đến mấy phần, hắn vĩnh hằng tiên vực, cũng có vạn vật, cùng với bất đồng chính là, hắn diễn xuất dị tượng, mộc lấy vĩnh hằng quang huy, càng có sinh linh khí, hắn đọa thân trong vạn vật, phảng phất một tôn chiến thần, chiến chi đạo tâm cảnh cùng đạo âm thành cộng minh. Qua! Phía dưới đệ tử tất cả ngửa con mắt,
nhìn thần sắc ngơ ngẩn. Hư không mênh mông, sững sờ bị chia làm hai cái đại thế giới. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, hai đại dị tượng ầm vang va chạm. Vô luận là vĩnh hằng tiên vực vẫn là cái kia đạo gia tiên thổ, đều tại từng khúc sụp đổ, diễn hóa ra vạn vật, liên miên nổ nát, hóa thành đạo chi quang cùng vĩnh hằng quang vung vãi. Kết giới lại không yên, bởi vì hai dị tượng va chạm mà lắc lư. Quần chúng tất cả nhìn không chớp mắt, đó là đạo cùng đạo đối kháng a. Phá! Triệu Bân vừa quát âm vang, cưỡng ép tan vỡ đạo gia tiên thổ. Đạo gia thần tử thì một kiếm phát hỏa tinh hà, hủy vĩnh hằng tiên vực. Không khó nhìn thấy, hắn mi tâm khắc một đạo bí văn, lấy đạo gia chuyên trúc, theo này bí văn khắc vẽ, chiến lực của hắn kéo lên, quanh thân chữ đạo vần quanh, không gian lực lượng ngang dọc. Hư vô không gian tức thì nổ tung, vết rách như thiểm điện xé rách. Vẫn là không gian chi pháp, đặt mình vào trong đó, ắt gặp không gian lực lượng. Ngửa con mắt nhìn chúng đệ tử, đều cảm thấy mất tự nhiên. Thần tử không gian chi pháp, cũng là rất có hủy diệt, nhảy không ra không gian, lại là vết rách sấm sét bia sống. Mở. Triệu công tử mở tuyệt cảnh, cũng diễn xuất một tôn vương tỏa. Gặp chi, không thiếu lão bối nhíu mày, cái kia mẹ nó vĩnh sinh vương tỏa. Là gì tạm thời không trọng yếu, trọng yếu là, cái kia vương tỏa tặc cường hoành, càng là định trụ không gian, vuốt lên vết rách sấm sét, kèm thêm đạo gia thần tử cũng một bước lảo đảo. Càng là vĩnh sinh vương tỏa. Đạo gia thần tử kinh ngạc. Không đợi hắn phản ứng, vĩnh sinh vương tọa liền đã từ thiên nện xuống. Đừng nhìn là hư ảo, nhưng vương tọa cực kỳ nặng, còn chưa chân chính rơi xuống, liền đã ép sập không gian, mạnh như đạo gia thần tử thể phách, đều nhìn không được cường hãn uy áp. Nát! Đạo gia thần tử cưỡng ép đứng vững, lấy đạo hóa tiên kiếm. Vương tọa uy thế tận diệt, bị thứ nhất kiếm chém thành băng diệt. Chiêu thứ 9, không thiếu đệ tử lẩm bẩm nói. Còn sót lại một chiêu, nhà hắn thần tử sợ là bắt không được Triệu Bân. Đại La Thánh tử nội tình tặc mạnh, hơn nữa tuyệt chiêu còn không ít. Có lẽ là cùng ăn ý, Triệu Bân cùng đạo gia thần tử đều dừng lại. Một chiêu cuối cùng, cái kia phải phóng cái đại chiêu, bằng không thì có lỗi với cái này nhìn nhiều khách. Oanh! Đạo gia thần tử như tự kinh hồng, một bước lên trời mà đi. Đến Thương Miểu đỉnh, mới thấy hắn định thân, rút kiếm tại phía trước. Kiếm minh vang vọng, hắn trên thân kiếm từng đạo bí văn, tất cả đang lưu chuyển, đó là dấu vết của đạo, hắn diễn đạo tại kiếm, ra chỉ đạo môn thần thông, lại điêu khắc không gian lực lượng, tùy ý bay múa kiếm khí, đánh cho không gian nổ tung, buông xuống hư vô chính là một đạo ngân hà. Đạo gia đệ tử tất cả đã biến sắc, tâm thần nhịn không được rung động. Thần tử một kiếm này, đủ có thể dây bất cứ một người đệ tử nào. Ông! Triệu Bân cũng động, điều động huyết mạch chi lực. Hắn lấy bản nguyên hóa đại cung, lại lấy tiên lôi hóa trường tiễn, dương cung như trăng tròn, ra chỉ tạo hóa luân hồi, cũng dung lực chi pháp tắc, đồng dạng diễn đạo tại tiễn, tụ lực chờ phân phó. Chanh! Đạo gia thần tử huy kiếm, từ thiên chỉ phía xa phía dưới. Tử sắc kiếm quang như kinh mang, hoành quán cửu thiên vân tiêu. Ông! Triệu Bân lôi đình một tiễn, cũng tại này trong nháy mắt xông lên trời. Đám khán giả tất cả đứng lên, ngước nhìn thiên khung. Kiếm mang màu tím từ thiên xuống, màu đen lôi tiễn thì nghịch thiên mà lên, trong hư không hoạch xuất ra hai đạo màu sắc, phá lệ chói mắt. Phanh! Kiếm cùng tiễn va chạm, vầng sáng nhất thời nổ tung. Vùng hư không kia không gian, cũng là ầm vang sụp đổ. Không ít người bị lung lay mắt, nhưng sau tiếng tạch tạch, lại rõ ràng có thể nghe, kiếm mang màu tím vỡ nát, lôi tiễn thì như một tia ô quang, xuyên thủng đạo gia thần tử thể phách. Hiện trường là tĩnh mịch. Huyết quang là chói mắt. Mãi đến hai người rơi vào chiến đài, quần chúng mới thu thần. Triệu Bân bình ổn rơi xuống đất, đạo gia thần tử lại không đứng vững. Ta thua. Đạo gia thần tử ho ra máu, con mắt ảm đạm không thiếu. Dù cho hắn chỉ xuất 10 chiêu, lại đầy đủ hắn kiến thức vĩnh hằng thể nội tình, dù là tái chiến 800 hiệp, hắn đồng dạng không phải Triệu Bân đối thủ, Đại La Thánh tử quá kinh khủng. Gặp lại. Triệu Bân thu kiếm xuống đài. Từng bước một càng lúc càng xa. Nói thực ra, hắn nhìn đạo gia thần tử vẫn là rất thuận mắt, nếu đổi lại thái thượng thần tử cái kia số, sợ là sớm giải tu vi phong cấm, không đánh tới ta không tin, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng giai không thua trận, quả nhiên không phải thổi. Đạo gia người hít sâu một hơi, là một đường đưa mắt nhìn Triệu Bân đi. Kết cục này,
mặc dù có chút để cho người ta khó mà tiếp thu, nhưng hắn đạo gia thua được. Trong dữ liệu, cùng là khách xem đạo quân cùng đạo tiên, đều có một câu nói như vậy. Bại bởi vĩnh hằng truyền thừa không mất mặt, toàn bộ làm như ma luyện một chút tâm cảnh. Nhìn đạo gia thần tử, tuy là bại, nhưng ánh mắt lại là dị thường kiên định, thắng bại chuyện thường binh ra, ngược gió mà lên mới là dũng giả, hắn tu đạo chi lộ, còn dài đằng đẵng. Người nào, đi ra. Đạo gia nhân ý còn chưa hết lúc, ngoài núi truyền đến tiếng hò hét. Vẫn là cái kia cá tính cuồng, hai tay để trần khiêng đao, ngăn ở trước sơn môn gọi chiến. Ai nha? Nghe ngoài núi gào to, yên lặng đạo gia người, cũng đều tinh thần tỉnh táo, đều đồng loạt nhìn phía nhà mình thần tử, họ cuồng lại tới, dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng rất rõ ràng, không phải tìm chín đại chân truyền. Ngươi thật đúng là tới. Triệu Bân lên núi bên ngoài liếc mắt nhìn, có thể gặp cuồng anh kiệt. Hắn không ra ngoài, thẳng đến đạo tiên sơn phong muốn mặc thiên ban chỉ. So sánh hắn, đạo gia người liền phá lệ phấn khởi, đặc biệt là trẻ tuổi nóng tính đệ tử, như ong vỡ tổ giết hết ra ngoài, còn có tư lịch còn thấp trưởng lão, cũng là top 5 top 3. Lúc trước thần tử không có ở, chín đại chân truyền nhịn không được tràng diện. Bây giờ thần tử vừa vặn ở nhà, còn có thể lại bại một hồi hay sao? Tới chiến. Chờ ngươi rất lâu. Đều là tiên bảng nổi danh nhân tài, vô luận là cuồng anh kiệt, vẫn là đạo gia thần tử, đều không phải lề mề chậm chạp chủ, nói nhảm một câu không nói nhiều, tại chỗ khai kiền. Đại chiến tạo ra oanh minh, rất nhanh vang vọng. Từ không thiếu hò hét tiếng trợ uy, truyền khắp sơn giã. Triệu Bân lúc lên núi, đạo tiên đang ngồi tại đình nghỉ mát uống trà, giống như đối với ngoài núi đại chiến, ai cũng quan tâm hữu dụng. Nhà hắn thần tử chiến qua bá thiên thần thể. Xin ra mắt tiền bối. Triệu Bân chắp tay thi lễ. Ngồi, đạo tiên ung dung nở nụ cười. Vãn bối là tới từ giã. Triệu công tử có phần biết chuyện, không có ngồi xuống, mà là để ấm trà, cho vị đại lão này châm một ly trà. Lời nói bên trong ngụ ý cũng rõ ràng, mặc thiên ban chỉ dùng hết rồi, liền trơn chu trả lại, ta tốt lên đường. Vật này, mang cho không niệm thiên. Đạo tiên phất tay áo. Một phong thơ bay ra. Thư tình, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Đạo tiên không nói chuyện, trên dưới mắt liếc hàng này. Chờ xem, tiên tông tập tục sớm muộn sẽ bị tiểu tử này mang đi trạch. Hắn coi như đáng tin cậy, thật đem mặc thiên ban chỉ trả. Nghiên cứu nhiều ngày, bên trong thần minh pháp tắc, là thật sự bất phàm. Chỉ tiếc, thần minh pháp tắc nhận thức, từ đầu đến cuối đều không chào đón hắn. Xét thấy tâm tình không ra thế nào thoải mái, hắn đem Triệu công tử nhấn đó, đem hắn thiên cơ thuật, đường đường chính chính phế đi sạch sẽ, đạo gia có tổ huấn, không phải đạo gia người, tuyệt đối không thể tu thiên cơ thuật, tựa như tiên tông vạn pháp trường sinh quyết, từ xưa chính là bí mật bất truyền. Ai? Triệu Bân ra vẻ một tiếng thở dài, ỉu xìu không đáng chú ý đi. Sau lưng, đạo tiên cũng là một tiếng thở dài, hắn từng tính qua Triệu Bân con đường phía trước, cũng như tiên tông. Là một vùng tăm tối, nhân tài như vậy, sợ là không sống tới quật khởi ngày đó. Ta tiễn đưa ngươi. Trong núi góc rẽ, mưa bụi đứng trước dưới tảng cây chờ đợi. Gặp Triệu Bân thiên cơ thuật bị phế, nàng không khỏi một tiếng ho khan. Sự tình không lớn, Triệu Bân ổn ép một cái. Ngươi ngược lại là lạc quan. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười, cho Triệu Bân mấy đạo phù, đây là đạo gia thiên cơ phù, đạo quân tự mình tế luyện, hòa vào thể nội có thể ngăn cách thôi diễn. Đa tạ sư tỷ. Triệu công tử không phải khách sáo người, trơn tru đón lấy. Châm ngôn nói rất hay, đến mà không trả phi lễ vậy. Hắn cũng cho mưa bụi một vật, chính là một khỏa màu vàng linh châu, chất liệu quý hiếm, tỏa sáng lấp lánh, chủ yếu là lớn, so dưa hấu còn béo một vòng. Mưa bụi thấy, không khỏi một tiếng gượng cười. Người khác tiến đưa nữ tử bảo vật, phần lớn là xinh xắn linh lung. Vị này ngược lại tốt, chuyển ra cái đại gia hỏa như vậy. Hơn nữa nặng dị thường, thậm chí nàng tiếp linh châu lúc, bị rơi một bước không có đứng vững, như thế, lấy ra thưởng thức rõ ràng không thích hợp, dọn ra ngoài đập người, nên rất tiện tay. Oanh, phanh, đạo gia trước sơn môn đại chiến, phá lệ nhiệt hỏa. Triệu Bân cùng mưa bụi rời núi lúc, đang gặp đạo gia thần tử đẫm máu hư không. Không tệ, hắn lại bị nện cho, bị sách đao vị kia, một đường đánh đứng không vững. Thân là đạo gia thần nữ. Mưa bụi phá lệ lúng túng. Thân là khách xem đệ tử trưởng lão, cũng là ho khan không ngừng. Vẫn là Triệu Bân bình tĩnh,
lão cuồng chiến lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Phiền muộn nhất thuộc về đạo gia thần tử, trước đó không lâu, mới trong núi bại bởi vĩnh hằng thể, đối đầu bá thiên thần thể, lại bị một trận bạo trùy, hôm nay nhất định liên tiếp bại hai trận. Không huyền niệm một trận chiến, tự có không huyền niệm kết cục. Cuồng anh kiệt dũng mãnh phi thường vô cùng, cường thế chiến bại đạo gia thần tử. Tiểu tử này, hạ thủ so Triệu Bân ác hơn nhiều. Mắt thấy thần tử máu me khắp người, đạo gia đệ tử tất cả nhếch miệng chặt lưỡi. Nhìn một đám trưởng lão, đã là mặt mo đen kịt, thần tử bị đánh, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ta thua. Đồng dạng một câu nói, đạo gia thần tử còn nói một lần. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là hắn tài nghệ không bằng người. Bất quá, hắn thua được, tu đạo chi tâm cũng càng vì kiên định. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn thấy vĩnh hằng thể cùng bá thiên thần thể đánh nhau. Không biết vì sao, đạo gia đệ tử lúc này đều manh động như thế cái ý niệm kỳ quái. Vĩnh hằng thể tại, cuồng anh kiệt cũng tại. Hai người bọn họ không hẹn một trận. Ngươi xếp hạng, thuộc về ta. Cuồng anh kiệt lưu lại một ngữ, quay đầu chạy. Không chạy không được a. Đám kia dựng râu trợn mắt lão gia hỏa, đã mang theo gia hỏa đuổi theo tới. Đến nỗi Triệu Bân, sớm đã biến mất ở trong bóng người. Lại một trận chiến kết thúc, lưu cho đạo gia chỉ còn dư lúng túng. Đạo gia thần tử khó thực hiện a, một ngày bị đánh hai hồi. Siêu, bá thiên thần thể mở lên độ tới, một đường phong lôi treo sấm sét. Đạo gia trưởng lão đuổi hơn nửa ngày, đến cứ thế không đuổi kịp. Đến màn đêm buông xuống, cuồng anh kiệt mới chui vào một tòa u ám sơn cốc. Mục lấy ảm đạm tinh huy, hắn xách ra một cái quyển sổ nhỏ, bên trên viết 8 cái tên người, thanh nhất sắc tiên bảng đệ tử, hơn nữa còn là 8 người đứng đầu, đạo gia thần tử thình lình xuất hiện. Hắn cầm bút lông, dùng đầu lưỡi liếm liếm, rất tự giác đem đạo gia thần tử tên lau đi, đến nỗi còn lại 7 cái đi. Hắn sẽ lần lượt đi hẹn đánh nhau, mãi đến làm đến tên thứ nhất. Này, ăn cướp! Cùng với một tiếng gào to, trong bóng tối nhảy ra một người. Cuồng anh kiệt vô ý thức trách mắt, lọt vào trong tầm mắt thì thấy Triệu công tử. Hắn sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, không nghĩ tới sẽ ở con chim này không gảy phân núi góc, gặp được hắn ngày xưa bạn gai tốt, theo như hắn trong trí nhớ như vậy, bức cách tràn đầy, ngoại trừ không có hắn lớn lên đẹp trai, khác đều rất tốt. Oanh, phanh, đêm tối lờ mờ, lại bị tiếng oanh minh đánh vỡ. Đạo gia tâm nguyện của người ta, cuối cùng là tại cái này đã đạt thành, họ Triệu cùng họ Cuồng, thật sự làm, đẹp hắn nói, nhiều ngày không thấy. Lão phu rất là tưởng niệm. Cuồng, ta nhường ngươi Cuồng. Tiểu biết độc tử, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Không khách xem một trận chiến, làm là khí thế ngất trời. Thật tốt một cái sơn cốc, sững sờ bị hai người gây hỗn loạn không chịu nổi. Thậm chí là, xa vào Triệu Bân tử phủ kiếm thánh tàn hồn, đều bị đánh thức. Hắn trở thành duy nhất quần chúng, nhìn lâu, tiên vương tâm cảnh cũng không khỏi thổn thức cùng cảm khái, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, bây giờ thời đại này. Chân thực bất phàm, tiếng ầm ầm chẳng biết lúc nào chôn vùi. Phế tích bên trên giấy lên một đống lửa. Trước đó không lâu còn tại vật lộn hai người mới, bây giờ đã là hai anh em hảo. Không khí hiện trường có chút lúng túng, ngày bình thường cuối cùng vui trách trách hô hô cuồng anh kiệt, bây giờ phá lệ an phận, đang chôn lấy đầu to. Cách quần áo thận trọng vuốt ve tiểu anh kiệt, người nào đó một cước, hơi kém cho hắn đạp thành thái giám. Người cái này đánh mặt tật xấu, phải sửa đổi một chút. Triệu công tử cũng không nhàn rỗi, đối diện tấm gương trái nhìn nhìn phải. Quá soái tức giận khuôn mặt cái nào, cứ thế bị người nào đó cho mắng sai lệch. Hai cái này đậu bức. Kiếm thánh đối với hai người đánh giá, vẫn là rất đúng trọng tâm. Cùng chung chí hướng người, nói chuyện cũ phương thức quả nhiên khác loại. Ngươi lúc nào đi đạo gia? Cuồng anh kiệt nhe răng trợn mắt đạo. Ngươi bảo trùy chín đại chân truyền lúc, ta cũng là quần chúng. Triệu công tử nói, cuối cùng là đem mặt tách ra, cái kia rắc một thanh âm vang lên, nghe đều mẹ nó đau. Ta nói thế nào tìm không ra ngươi? Cuồng anh kiệt nói thầm, nghiễm nhiên quên đau đau. Này đêm rất là dài dằng dặc, cùng với ngọn lửa hừng hực, hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, tự thuật lấy riêng phần mình kinh nghiệm, nếu không phải một đường liều mạng kinh trảm cức. Làm sao có một thân này phong trần. Đến nửa đêm, Triệu Bân mới chậm rãi đứng dậy. Giang hồ đường xa, năm nào gặp lại. Triệu Bân lưu lại một ngữ, đăng thiên mà đi. Ta nói, ngươi tiên bảng phúc lợi có thể lĩnh.
Cuồng Anh Kiệt cũng đứng lên, hướng thiên hô hét to. Thật sao, vừa nói lời từ biệt Triệu Bân, lại gạt trở về, cái nào lĩnh phúc lợi? Thần Minh Đảo. Cuồng Anh Kiệt tiện tay ném đi bầu rượu. Sau đó, hắn mới bổ nửa câu sau. Lại không lĩnh, năm nay nhưng là không lãnh được. Khó trách người mỗi ngày tìm tiên bảng bên trên người khô trận chiến. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói, cuối cùng là biết Cuồng Anh Kiệt mục đích. Tiên bảng mỗi năm đều có phúc lợi, xếp hạng cao phúc lợi nhiều a. Đi, ta cũng không lĩnh đâu. Cuồng Anh Kiệt vung tay lên, tế truyền tống trận đài. Vẫn là Triệu công tử bước cách cao, oanh một tiếng mở vực môn. Không hổ là Đại La Tiên Tông thánh tử, người cái này trang bị chính là tinh lương. Cuồng Anh Kiệt thu trận đài, đi theo vào vực môn, cái đồ chơi này rất đắt, người bình thường mua không nổi. Phúc lợi đều có gì? Triệu Bân hỏi. Chính mình nhìn, Cuồng Anh Kiệt cho bí quyển. Triệu công tử tiện tay mở ra, bên trên phần lớn là chữ viết, các cấp độ đoạn xếp hạng, đối ứng các cấp độ đoạn ban thưởng, đơn giản là đan dược, pháp khí, phù chú cùng với bí quyển những thứ này. Trừ này, chính là thần minh lệnh. Cái gì là thần minh lệnh? Triệu Bân gương mặt hiếu kỳ. Thần minh lệnh là nhập thần minh di tích cổ chìa khóa. Cuồng Anh Kiệt đạo. Thần minh di tích cổ. Tương truyền, thời đại cổ xưa từng có 9 vị thần minh, đàm kinh luận đạo, lưu lại không thiếu áo nghĩa trên thế gian, trải qua tuế nguyệt biến thiên diễn thành một mảnh tiên thổ, là cái gọi là thần minh di tích cổ, trong đó ý cảnh rất nhiều, đạo âm cũng cả ngày vang vọng không dứt, chính là tu luyện thánh địa, không biết bao nhiêu người chèn phá ra đầu muốn đi vào, đáng tiếc, không phải ai cũng có cấp độ kia tư cách, từ xưa cũng chỉ tiên bảng nổi danh người, mới có thể cầm thần minh lệnh đi vào tu hành. Chỉ có điều, có thời gian hạn chế, mỗi tấm lệnh bài thượng đô có viết số, xếp hạng càng cao thời hạn liền càng dài. Nghe người ý tứ này, thần chữ lót, đế chữ lót, chữ đạo bối tiên bảng người, đều có thể chui vào trong. Triệu Bân tính thăm dò hỏi. Chỉ cần trên bảng nổi danh, chỉ cần thần minh lệnh còn có thời hạn, đều có thể vào. Cuồng Anh Kiệt nhún vai. Cái kia đi vào như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm, huyền tự bối tiên bảng, cao nhất không quá thái hư cảnh, chữ đạo bối tiên bảng, yếu nhất cũng là tiên vương cấp. Càng chớ nói thần chữ lót cùng đế chữ lót những cái kia, không sợ giết người cướp của. Có tu vi giam cầm, mặc kệ là ai, cho dù là thần minh, đi vào cũng sẽ bị đè đến tiên nhân cảnh, đương nhiên, chế tài giả ngoại trừ. Cuồng Anh Kiệt lại xách ra hắn quyển sổ nhỏ, rất tự giác đem Triệu Bân tên viết lên đi, đánh bại tiên bảng đệ nhất không nhiêu bức, mục tiêu của hắn, là đem hàng này quật ngã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông. Vực môn oanh run lên, trong nháy mắt tiêu thất. Cuồng Anh Kiệt như cái du khách, ở trong đường hầm vừa đi vừa về tản bộ, khi thì còn đưa tay vỗ một cái, vực môn chính là vực môn, nhìn lối đi này, có thể so sánh trận đài kiên cố nhiều. Chờ ta góp đủ tiền, ta cũng mua một tòa. Cuồng Anh Kiệt sờ lên cằm nói nhỏ, đã ở suy nghĩ, nhà ai thánh tử cột tiện tay, làm nhiều mấy phiếu, chắc là có thể phát tài. Bên này, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng. Thiên cơ thuật bị phế. Hắn phải khôi phục. Đại bằng nhất tộc bí pháp, vẫn là rất thực dụng. Hắn triệu hoán tạo hóa cùng luân hồi chi lực, tại thể phách bên trong rong chơi, yên tĩnh khắc ấn ngấn lộ, khôi phục qua một lần, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen, đơn giản chính là tốn thời gian. Cuồng Anh Kiệt cũng ngồi xuống, ôm đao của hắn, trà sát lại xoa. Đi lĩnh tiên bảng phúc lợi người, chắc có không thiếu, khó tránh khỏi còn có thể đụng vào bài danh phía trên mấy vị kia. Lại quật ngã mấy cái, thứ tự còn có thể dịch chuyển về phía trước một chuyển. Xếp hạng càng cao ban thưởng càng phong phú. Đây mới là trọng điểm. Đủ dùng nửa tháng, Triệu Bân mới hoàn toàn khôi phục đạo gia thiên cơ thuật. Như hắn sở liệu, như vậy khôi phục một lần, hắn lại nhiều cảm ngộ, liền thâm thúy con mắt, đều nhiễm một tầng huyền dị chi quang, bấm ngón tay như vậy tính toán, bức cách đều biết kỳ không thiếu. Không tệ. Triệu Bân cười ha ha. Lật tay lấy kim luân bảo hộ thiên giáp. Đây chính là đồ chơi hay, mặc lên người, không cần tiên lực quán thâu, liền có thể khôi phục tiên vương chi uy, có thể nói phòng ngự tuyệt đối. Hắn tế bản nguyên, hướng chết rèn luyện. Tiên vương lạc ấn rất ương ngạnh, luyện chi có phần tốn sức. Hắn tằng khán Cuồng Anh Kiệt, hàng này huyết mạch tại thuế biến, lại bản nguyên bên trong, tựa như còn có một cỗ ẩn núp sức mạnh, muốn xông ra giam cầm gông xiềng, liền hắn đều rất cảm thấy tim đập nhanh. Trái lại hắn, lắp ráp huyết thống có vẻ như không có ưu thế này. Cũng hoặc, là hắn bản nguyên quá mỏng manh, không cách nào khai quật cất giấu sức mạnh.
hai người lại xuất vực môn lúc, trước mắt đã là một mảnh thiên hải. Đây cũng là thần minh hải, thần minh đảo cùng với thần minh di tích cổ đều ở trong đó. Triệu Bân vô tận thị lực nhìn ra xa, cũng mong không thấy phần cuối của biển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo, mông lung tại trong mây mù, kèm theo một loại thần bí cùng cổ lão. Hai người tất cả phủ áo bào đen, dẫm lên trời. Trong lúc đó, không ngừng có từng đạo tiên hồng hoạch thiên mà qua, động hư cảnh đến tiên vương đều có, hơn phân nửa cũng như bọn hắn, được một kiện áo bào đen, toàn thân che cực kỳ chặt chẽ. Không biết tới không có. Cuồng Anh Kiệt mang theo quyển sổ nhỏ, một đường đều ở bên trái nhìn nhìn phải. Kém một cái thứ tự, ban thưởng kém thật nhiều đâu. Hắn không có tìm được hắn muốn tìm người, nhưng Triệu công tử, lại nhìn thấy một cái người quen, Dấu Thiên lão đạo. Lão đầu nhi kia cũng không tận lực che giấu, đạp tay ngồi ở một cái hội bay trên hồ lô rượu, ổn ép một cái. Đi ngang qua Triệu Bân lúc, Dấu Thiên lão đạo còn trách mắt liếc mắt nhìn. Làm gì, Triệu Bân che lấp quá nhiều, trong lúc nhất thời khó gặp chân dung. Ngoại trừ Dấu Thiên lão đạo, còn có cái không đứng đắn chữ đạo bối, yếu ớt lão đạo. Phượng Ngâm Tiền bối tỉnh, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Đúng, chắc chắn tỉnh. Bằng không thì, thân là Phượng Ngâm đồ nhi yếu ớt lão đạo, cũng sẽ không chạy cái này tản bộ. Như Dấu Thiên lão đạo, hàng này đi ngang qua lúc, đã từng trách mắt xem xét. Chỉ có điều, hắn nhìn không phải Triệu công tử, mà là Cuồng Anh Kiệt. Vị đạo hữu này thật lạ mặt a. Yếu ớt lão đạo hữu mồ hữu dạng vuốt râu, trên dưới quét lượng Cuồng Anh Kiệt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chính là nhìn không thấu chân tướng. Khách qua đường mà thôi. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên nói, tiếng nói có phần già nua. Yếu ớt lão đạo tự giác mất mặt, quay người đi. Đợi hắn đi xa, Cuồng Anh Kiệt mới thở dài một hơi. Như thế nào, hai người có khúc mắc? Triệu Bân cười nói. Sư tôn ta đánh qua hắn. Cuồng Anh Kiệt một tiếng ho khan. Sư tôn ngươi, bá đao, ngươi càng là bá đao đồ nhi. Triệu Bân nghe xong thổn thức, có chút ngoài ý muốn. Bá đao đi, hắn tại Côn Luân Thịnh Hội lúc gặp qua, chiến lực tuyệt không yếu kiếm thánh. Rất xứng đôi. Triệu Bân một lời thâm trầm. Hai sư đồ đều là chơi đao cao thủ a. Lại nói khí chất, cũng đều là vạn người không được một bá khí ầm ầm. Sư tôn ngươi đã tới. Triệu Bân chọc chọc Cuồng Anh Kiệt. Hắn đối với thần minh di tích cổ không có hứng thú. Cuồng Anh Kiệt tùy ý nói. Lời này, Triệu Bân vô điều kiện tin tưởng. Bá đao thế nhưng là một đao chặt qua bán thần ngoan nhân, bản thân chiến lực liền bá thiên tuyệt địa, đối đạo lĩnh hội, từ cũng sẽ không nông cạn, chướng mắt thần minh di tích cổ cũng bình thường. Đang khi nói chuyện, càng nhiều người hoạch thiên mà qua. Triệu Bân cảm giác rõ ràng, có rất nhiều đặc thù huyết mạch. Phần lớn là thiên tự bối cùng huyền tự bối, hiếm thấy chữ đạo bối, cho dù là có, hơn phân nửa cũng là tới đi ngang qua sân khấu một cái, đơn giản lĩnh cái tiên bảng phúc lợi, tiết kiệm lãng phí. Oanh, phanh, đi tới một phương, chợt nghe có oanh minh. Nghe thanh âm, nên đại chiến động tĩnh. Có người hẹn đánh nhau. Cuồng Anh Kiệt có phần tới tinh thần, vèo một tiếng chạy thẳng tới phương kia. Hiếu chiến chủ đi, liền ưa thích tham gia náo nhiệt. Chuẩn xác hơn nói là ưa thích làm trận chiến. Triệu Bân chân đạp phong thần bộ, tốc độ cũng không chậm. Đánh thật xa, thì thấy một mảnh ô ương ương bóng người. Những cái kia đều là quần chúng, không thiếu hò hét chịu uy người. Chào đón đại chiến giả, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đều chọn lấy lông mày, Lăng Tuyệt. Không tệ, là Lăng Tuyệt, không lo tiên tử đồ nhi, ngày xưa ra ngoài tầm sư tôn, cũng tới Hồng Hoang Đại Lục. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đều tại trên tiên bảng gặp qua tên của hắn. Thật tốt mấy ngày này không gặp hắn. Cuồng Anh Kiệt nói, liếc về phía Lăng Tuyệt đối thủ. Đó là một cái ngân bào thanh niên, tay cầm một thanh kim sắc tiên kiếm. Người này chiến lực không tầm thường, chính là tướng mạo âm nhu một chút, chợt nhìn như cái cô nàng. Có thể nhận ra, Triệu Bân truyền âm hỏi. Hẳn là Đỗ Minh, Thái Thanh Điện đệ tử. Khó trách chiến lực cường hoành. Triệu Bân liếc mắt nhìn tiên bảng, có thể ở trên đó tìm được kỳ danh, lại xếp hạng còn không thấp, hắn thật bất ngờ, Lăng Tuyệt cùng với đánh, lại ổn chiếm thượng phong, xem ra, bọn hắn cùng nhau đi tới, không chỉ hắn đụng tạo hóa, Lăng Tuyệt cũng cơ duyên không cạn. Hai người bọn họ thế nào làm? Cuồng Anh Kiệt liếc mắt nhìn hai phía. Còn có thể vì sao, Thái Thanh Điện khi dễ người thôi. Một lão đầu nói, ỷ vào người trong nhà nhiều, muốn ép mua Lăng Tuyệt bé con bản mệnh tiên kiếm.
người chỉ định không bán a. Là thật nhiều. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đều một mặt thâm trầm, nhìn Trung Thiên Tự Bối, Thái Thanh Điện bên trên tiên bảng người nhiều nhất, kết bạn tới lĩnh phúc lợi, cũng không phải chính là người đông thế mạnh đi. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, Lăng Tuyệt nhất kiếm đem Đỗ Minh chém dụng hư không. Một cái chớp mắt này, không thiếu lão gia hỏa cũng làm khục, là vì Đỗ Minh mà lúng túng, phải biết, Đỗ Minh tại tiên bảng xếp hạng không thấp, bây giờ ép mua ép bán không thành, lại bại bởi xếp hạng dựa vào sau Lăng Tuyệt, bại trận này không quan trọng, hắn tiên bảng phúc lợi muốn giảm một nửa, mà Lăng Tuyệt, bởi vì xếp hạng lên cao, ban thưởng tất nhiên là thêm một nửa. Một phương khác, Lăng Tuyệt đã thu kiếm, quay người liền muốn đi. Đi đâu, không đợi hắn đi xuống hư không, thì thấy một người giết tới, đó là một cái thanh niên áo bào trắng, trên đầu lơ lửng bảo ấn, uy thế lẫm liệt, bản mệnh dị tượng diễn đầy hư không. Thái Thanh Điện thứ hai chân truyền, có người nói, thứ hai chân truyền có thể so sánh Đỗ Minh mạnh hơn nhiều, đặc biệt là khí tràng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng, để cho thế nhân mở rộng tầm mắt là, quá rõ ràng thứ hai chân truyền lại cũng chiến không được Lăng Tuyệt. Sư tôn bất phàm, đồ nhi há có thể yếu đi. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đều xách ra bầu rượu, không có ý định hỗ trợ. Cái này đều tình cảnh nhỏ, lấy Lăng Tuyệt chiến lực, hoàn toàn có thể đối phó. Hai người bọn họ biết gốc biết rễ, ngoại nhân lại không biết, thậm chí tại chỗ không thiếu lão bối, đều tại nhìn lén Lăng Tuyệt, muốn tử huyết mạch phân biệt lai lịch, lại là không một người nhìn ra. Chanh! Cùng với một tiếng kiếm minh, lại một người giết vào hư không. Vẫn là Thái Thanh Điện người, mà lại là đệ nhất chân truyền. Ai nha! Cuồng Anh Kiệt tiện tay ném đi bầu rượu, mang theo đao liền lên đi. Quá rõ ràng đệ nhất chân truyền trở tay không kịp, không đợi công phạt Lăng Tuyệt, liền bị một đao đánh bay ra ngoài, ước chừng tại hư không lật ra mười mấy cái té ngã, mới cưỡng ép định thân. Bá thiên thần thể, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi dị. Đây chính là cái danh nhân, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, mỗi ngày tìm người đánh nhau, không chỉ đánh lên tiên bảng, còn một đường làm đến hạng 8, hắn cùng với đạo gia thần tử một trận chiến, sớm đã truyền khắp hồng hoang. Cùng hắn hẹn đỡ giả, cơ bản đều là bỏ đi. Thật đúng là ngươi. Cùng là khách xem yếu ớt lão đạo, ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Hắn tiên triều tứ phương liếc nhìn, không thấy bá đao, lúc này mới yên tâm. Bá đao không đến, hắn phải đem cái này tiểu nhân đánh một trận. Cuồng Anh Kiệt, ngươi lại dám đánh lén ta, quá rõ ràng đệ nhất chân truyền trong mắt hàn mang lóe sáng. Ngươi đơn đấu đâu, ngươi khỏa cái gì loạn, Cuồng Anh Kiệt mắng. Nghĩ như vậy chết, thành toàn ngươi, quá rõ ràng đệ nhất chân truyền hét to. Tức thì chiến lực toàn bộ triển khai, đặc biệt là trong tay hắn thanh kiếm kia, nở rộ là hủy diệt chi uy, nhìn đông đảo lão bối đều ánh mắt rạng rỡ, kiếm là một thanh hảo kiếm, đúc kiếm chất liệu, cũng là thế gian ít có. Muốn ăn đòn, Cuồng Anh Kiệt tay cầm thiên đao, đạp không mà đến. Phía sau một màn, rất tốt vì thế nhân trình bày một câu nói. Nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, chịu vô cùng tàn nhẫn đánh. Quá rõ ràng đệ nhất chân truyền bị đánh, từ khai chiến. Liền bị một đường đánh đứng không vững. Đối với cái này, đám khán giả không có chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là bá thiên thần thể, trước đó không lâu vừa đánh bại đạo gia thần tử. Liền cái này, còn có không có mắt sông đi lên, như mê tự tin. Cũng không sao, Thái Thanh Điện còn có người, gặp đệ nhất chân truyền không địch lại bá thiên thần thể, liên tiếp lục đạo bóng người trùng tiêu mà lên, tính cả lúc trước thua Đỗ Minh, quá rõ ràng chín đại chân truyền đều ở đây. Một đám bọn chuột nhắt. Cuồng Anh Kiệt tiếng quát chấn thiên, mang theo đao đại khai đại hợp. Hắn đích xác chiến lực vô song, lại khí thế bá liệt, một người ác chiến quá rõ ràng bảy đại chân truyền, lại vẫn tuyệt đối áp chế, quả thực kinh ngạc một đám quần chúng. Đây là muốn bị quét ngang a, tứ phương thổn thức không ngừng. Thái Thanh Điện người cũng là nghĩ không mở, bá thiên thần thể cũng không phải bình thường nhân vật, ngày xưa tại đạo gia trước Sơn Môn, đạo gia chín đại chân truyền đều bị đánh phế đi. Oanh! Đại chiến nhiệt hỏa lúc, lại một người đăng tràng. Đó là một cái thanh niên mặc kim bào, mắt sáng như sao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rơi xuống đất trong nháy mắt, đạp hư không sụp đổ, cuồn cuộn khí huyết, có cửu thiên ngân hà, từ thiên khung trút xuống. Quá thanh thần tử, kinh ngạc âm thanh lại nổi lên. Đây chính là kẻ hung hãn, chữ thiên tiên bảng xếp hạng đệ thất. Không trách Thái Thanh Điện khi dễ người, nhân ra đích xác người đông thế mạnh. Ngay cả thần tử đều tới, nào có không kiên cường đạo lý. Chanh!
Quá Thanh thần tử vừa mới ra sân, liền một kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Hắn công phạt chính là Cuồng Anh Kiệt, nhà hắn đệ nhất chân truyền, rõ ràng không phải Bá Thiên thần thể đối thủ. Ông! Không đợi tinh hà rơi xuống, liền bị một đạo kim sắc kiếm quang chặt đứt. Xuất thủ tất nhiên là Triệu Bân, nghĩ như vậy đánh đoàn chiến, cái kia liền đến thôi. Oa xoa, Vĩnh Hằng thể. Vẫn một mảnh kinh ngạc, đám khán giả cũng đứng phá lệ ngay ngắn. Dám tham chiến, không có một cái là hạng người qua loa a. Phía trước có Bá Thiên thần thể, sau có Quá Thanh thần tử, bây giờ, liền Đại La Thánh tử cũng dính vào. Triệu Bân, người có làm đối thủ của ta tư cách. Quá Thanh thần tử thản nhiên nói, thần sắc đạm nhiên bình tĩnh. Thần tử chính là thần tử, giọng nói chuyện cũng không giống nhau, giải rác một lời, mang theo cuốn lấy ảo diệu đạo âm, vô hạn vang vọng minh mông thiên khung, sừng sững cửu thiên hắn, tựa như một tôn quân vương, quan sát tứ hải bát hoang. Tại thế nhân nghe tới, đây cũng không phải là nói mạnh miệng. Hồng Hoang Thiên bảng xếp hạng đệ thất A, ngoại trừ 6 vị trí đầu, Quá Thanh thần tử sợ là ai cũng chướng mắt, có thể giết cho tới bây giờ cái hạng này, bằng cũng không phải mồm mép. So với vị này, tại chỗ người cũng không coi trọng Đại La Thánh tử, lại bất luận khác, tu vi đặt cái kia bầy đâu. Quá Thanh thần tử so Triệu Bân ước chừng cao một cái đại cảnh giới đâu. Đắc đạo hữu thưởng thức, quả thực vinh hạnh. Triệu Bân hoạt động một chút cổ tay, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, hàng này hẳn là rất kháng đánh, ít nhất so đạo gia thần tử muốn mạnh, Hồng Hoang Tiên bảng xếp hạng, đối với đại đa số người, tại phần lớn thời gian, vẫn rất có tiêu chuẩn. Thế nhân tất cả lời, người Vĩnh Hằng một mạch cùng giai chưa từng thua trận, ta cũng không tin. Quá Thanh thần tử từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, tu vi liền sẽ hạ xuống nhất trọng, dù vậy, bước tiến của hắn vẫn nặng nề như cũ, bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, đều đạp càn khôn chấn động. Thế nhân gặp chi tất cả nhíu mày, Quá Thanh thần tử đây là muốn hàng giai một trận chiến cái nào. Đây là cao ngạo một loại biểu hiện, đã cùng thế hệ đối chiến, đã đơn đả độc đấu, từ không chiếm tiện nghi, cũng tiết kiệm bị người nói thành thắng mà không võ. Triệu công tử liền tùy ý, hàng không hàng giai với hắn mà nói, cũng không có cái gì khác nhau. Vĩnh Hằng thần thoại bất bại, ta tới đánh vỡ. Quá Thanh thần tử một bước vượt qua hư không, một trường hôm sau đánh tới. Nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực có vô tận biến hóa diễn trong đó, rộng rãi trưởng lực, bàng bạc trưởng uy, nghiền không gian đều sụp đổ. Can đảm lắm, Triệu Bân chỉ nhàn nhạt bốn chữ. Thấy hắn kim quyền nắm chặt, bàn tay ở giữa có bí văn lưu truyền, một quyền đánh xuyên càn khôn. Xong, thế nhân liền tập thể ngửa ra con mắt, là mắt thấy Quá Thanh thần tử hoành lật ra đi, bị Triệu Bân một quyền oanh lật, tại Thương Miểu liên tục ngã 7, 8 cái té ngã, đập sập từng mảnh không gian. Ngạch, tại chỗ tiểu bối, lắm miệng ba hé mở, vốn cho rằng Quá Thanh thần tử đã đủ mạnh, không nghĩ, Vĩnh Hằng thể càng kinh khủng, nếu bằng một chiêu này luận thắng bại, vậy Quá Thanh thần tử, chính là thất bại thảm hại. Thật lúng túng a. Lão bối nhóm ho khan, phá lệ chỉnh tề. Ngay tại phía trước mấy cái nháy mắt, Quá Thanh thần tử còn uy thế lẫm liệt, để tránh thắng mà không võ, còn không tiếc hàng tu vi, kết quả là, góp nhặt bức cách, bị một quyền đánh nát một chỗ. Nói tóm lại, trang bức chưa thỏa mãn. Oanh! 800 ngoài trượng, Quá Thanh thần tử rơi xuống đất, đạp hư vô sấm sét vang dội. Hắn lại không khoan thai tư thái, trong mắt nhiều kinh hãi, nên bị một quyền đánh cho hồ đồ. Ngươi đáng giá ta động toàn lực. Quá Thanh thần tử hừ lạnh, mi tâm bí văn điêu khắc. Hắn con mắt biến sắc, biến vàng óng ánh, chợt nhìn, giống như là hai vòng mặt trời nhỏ, phát ra ánh mắt, tựa như thái dương quang huy. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn một câu toàn lực không sao, đám khán giả đều tới tinh thần. Liền nói đi, Quá Thanh thần tử nội tình hùng hậu đây, sao có thể nói bại liền bại lạc. Oanh, Quá Thanh thần tử bao phủ ngập trời khí huyết mà đến, lại là cách không một trường. Vẫn là bình thường không có gì lạ, nhưng thế nhân rõ ràng từ trong hắn trưởng uy, ngửi được một loại lực lượng thần bí, cực kỳ bá liệt, cái kia nên đạo chi nhất lực, lấy bản mệnh pháp tắc ngưng luyện. Triệu Bân con mắt không hề bận tâm, kim quyền hoàn toàn như trước đây cương mãnh. Tùy theo, thế nhân lại đồng loạt ngửa ra đầu, lần thứ hai đưa mắt nhìn Quá Thanh thần tử hoành lật ra đi, so lần thứ nhất bay càng xa, cẩn thận lắng nghe, còn có thể được ngửi xương cốt tiếng tạch tạch, quỷ hiểu được Triệu Bân một quyền, đánh tan hắn bao nhiêu gân mạch. Toàn lực có vẻ như cũng không đáng chú ý. Đám khán giả nói chuyện, vẫn là rất kín đáo. Nói bóng gió đi, người nào đó trang bức lại chưa thỏa mãn.
làm sao có thể? Cùng Lăng Tuyệt đối với chiến quá rõ ràng thứ hai chân truyền, lộ vẻ khiếp sợ. Đồng dạng khó có thể tin, còn có vây công cuồng anh kiệt mấy vị kia chân truyền, tại trong ký ức hắn, thần tử cùng ngoại nhân cùng cấp bậc đối chiến, chưa từng bị người một quyền lật úp qua, hôm nay, lại là liên tiếp bị Đại La Thánh Tử hai lần đánh bay, vĩnh hằng thể coi là thật như vậy mạnh. So sánh bọn hắn, cuồng anh kiệt cùng Lăng Tuyệt liền phá lệ bình tĩnh. Thật sự cho rằng vĩnh hằng một mạch cùng giai vô địch, là bịa đặt đi ra ngoài. Càng là khủng bố như thế. Quá thanh thần tử lại định thân, lúc trước là mộng bức, lúc này là hoài nghi nhân sinh, thân là đấu chiến giả một trong, hắn có thể tinh tường cảm giác được, Triệu Bân quyền uy bên trong ẩn giấu sức mạnh, là bực nào bá đạo. Phanh! Triệu Bân giết tới, nói nhảm một câu không nói nhiều, cường thế ra quyền. Quá thanh thần tử thông suốt đứng vững, lấy một ngụm kim trung cháo ở thể phách. Sau đó tiếng tạch tạch, tại thế nhân nghe tới, liền phá lệ rung động. Nhìn như cứng rắn vừa dày vừa nặng kim trung, tại Triệu Bân quyền uy phía dưới, có vẻ như không ra thế nào đủ nhìn, yếu ớt như giấy trắng, bị một quyền đánh cái vỡ nát, bị bảo hộ trong đó quá thanh thần tử, cũng mở ra hắn lần thứ ba bay tứ tung hành trình, bá liệt quyền uy, đem hắn nửa cái thể phách đều đánh tan trống. Thế nhân đã không muốn nhiều lời, hôm nay có vẻ như không thích hợp người nào đó trang bức. Vĩnh hằng thể mạnh quá bất hợp lý, liên tiếp ba quyền cho người ta đưa tới thiên. Ngươi, chọc giận tới ta. Không đợi Triệu Bân giết đến, thì thấy quá thanh thần tử đạp thiên mà quay về. Thấy hắn đỉnh đầu, có một đạo quang hoàng trùng tiêu, cho thương miểu đều chọc lấy cái đại lỗ thủng, vốn là động hư cảnh khí thế, một đường tiêu thăng đến thái hư cảnh, chấn hư không lôi điện xé rách. Không tệ, hắn giải tu vi giam cầm. Không hiểu không được a, không hiểu chơi không lại vĩnh hằng thể a. Gì cái chiếm tiện nghi, gì cái thắng mà không võ, bây giờ đều không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái kết cục, đánh bại Triệu Bân, lấy tại vạn chúng chú mục phía dưới, vãn hồi hắn mặt mũi. Kẻ này, tâm cảnh đã khuyết giác. Lão bố nhóm tụ tập, nhiều tại vuốt sợi râu. Cái gọi là tâm cảnh khuyết giác, là chỉ thời khắc này quá thanh thần tử, đã mất một khỏa lòng cường giả, không dám cùng giai chiến vĩnh hằng thể, liền lòng sinh vẻ sợ hãi, cho dù hắn thắng Triệu Bân. Cũng không che giấu được sự thật này, năm nào, tất thành tâm thần ma chướng. Tới chiến, quá thanh thần tử rút kiếm mà đến, chém ra một đạo tinh hà. Triệu Bân lên như diều gặp gió, trèo lên đi cửu tiêu, tránh khỏi tinh hà, lật tay chính là một đạo dấu năm ngón tay, từ thiên nắp rơi, đại la thiên tay chi uy, không thể so với tiếp thiên quyền yếu. Quá thanh thần tử nghịch thiên mà đến, một kiếm xuyên thủng thiên thủ. Cùng một trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn có một đen một trắng hai đạo kiếm khí chém ra. Hai đạo kiếm khí uy lực mặc dù không tầm thường, lại không mệnh chung Triệu Bân, hoặc có lẽ là, Triệu Bân đột nhiên biến mất, lại hiện thân nữa đã là quá thanh thần tử phụ cận, thỏa đáng tiên nhãn thuấn thân. Phương pháp này đối với ta vô dụng. Quá thanh thần tử cười lạnh, quanh thân không gian một hồi vặn vẹo. Triệu Bân chợt cảm thấy trọng lực đột nhiên tăng, tiên nhãn thuấn thân tại chỗ bị phá. Rất rõ ràng. Đây cũng là một kiêm tu không gian cao thủ, lại còn tạo nghệ không ít. Diệt! Quá thanh thần tử vừa quát âm vang, nguyên thần kiếm muốn bổ ra. Hết lần này tới lần khác, tích tắc này hắn nhìn nhiều Triệu Bân một mắt, thậm chí không để ý, đã trúng Triệu Bân huyễn thuật, muốn bổ ra nguyên thần kiếm, cũng là trong nháy mắt băng diệt. Hắn nguyên thần kiếm hủy, nhưng Triệu Bân nguyên thần kiếm, lại chém tấm tấm ròng rã. Động hư cảnh nguyên thần kiếm, không có gì đáng sợ. Đáng sợ là, này một kiếm xuất từ vĩnh hằng thể. Hắn nguyên thần không phải bình thường, là tan qua tuyệt trần thiên mệnh. Ngô! Quá thanh thần tử kêu rên, đầu ông tác hưởng. Hắn phản ứng vẫn là không chậm, một bước lên trời mà đi. Đâm đầu vào, chính là một đầu lôi đình kỳ lân, từ thiên lao nhanh xuống. Vẫn là thái sơ thiên lôi quyết, Triệu công tử dùng tặc lưu, cũng làm cho tại chỗ quần chúng, mở rộng tầm mắt, tiềm ẩn thiên uy lôi đình. Cũng không là bình thường sấm sét có thể so sánh. Lan! Quá thanh thần tử huy kiếm, chém vỡ kỳ lân. Hắn cũng như một đạo rực rỡ kinh mang, xuyên thẳng thiên tiêu, đầy trời sấm sét, không làm gì được hắn, lấy hắn yêu nghiệt cấp bậc, chớ nói tiềm ẩn thiên uy, liền xem như chân chính thiên kiếp, một dạng có thể chính diện ngạnh kháng. Phanh! Triệu Bân đạp nát hư không, cũng đi theo giết đánh tới. Đúng lúc gặp quá thanh thần tử định thân thương miểu, đã là vung cánh tay lên một cái, tung xuống một mảnh tinh quang bên trong, cuốn lấy từng tôn pháp khí, tiên kiếm, bảo ấn, lư đồng,
linh cảnh. Đầy trời cũng là, mỗi một cái đều quang huy nở rộ, tựa như từng khỏa tỏa sáng lấp lánh tinh thần. Chúng pháp khí uy thế tương liên, áp sập nửa bầu trời. Quần chúng bên trong tiểu bối, đều ở trong tối từ nuốt nước miếng, quá thanh thần tử khí huyết, là có nhiều bàng bạc a. Có thể một hơi ngự động nhiều pháp khí như vậy, nếu là bọn họ chịu, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành một bãi thịt nát. Mở. Triệu Bân tức thì mở tuyệt cảnh, một mái tóc vàng óng phiêu đãng. Hắn cũng mở ma đạo, bồng bềnh tóc vàng nhiễm ma quang. Quá thanh thần tử không phải bình thường nhân vật, bất động chút át chủ bài vẫn thật là đặt xuống không ngã hắn. Kiếm tới. Tay hắn xách Long Uyên kiếm, nghênh thiên xung bên trên. Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng trợ uy, thành một mảnh lôi hỏa chi hải, hướng trời lật lăn. Chấn áp. Quá thanh thần tử tiên lực mãnh liệt, tiếng quát chấn thiên. Bằng những thứ này, ép lại ta. Triệu Bân huy kiếm, chém nát một phương bảo ấn, lật tay một quyền, đánh tan một ngụm lư đồng, phía sau một cước, thì đem một mặt sán sán linh cảnh, dẫm trở thành một mảnh bã vụn. Còn chưa xong. Quá thanh thần tử tiên khu run lên, một tôn bảo tháp phá không xuống. Đó là tiên vương binh, tia sáng cực nóng, rũ xuống mỗi một sợi tiên khí, cũng như núi trầm trọng. Ngươi cho ta không có. Triệu Bân cười lạnh. Theo hắn dứt lời, phệ tiên đao cùng thiên vũ tiên lô tất cả ra. Hắn lấy hồn ngự đao, nhất kích đánh bay bảo tháp, thiên vũ tiên lô thì đỉnh lò mở rộng, đem tung bay bảo tháp, cuốn vào, chờ đỉnh lò đắp lên, chỉ còn dư bịch thanh âm. Đó là bảo tháp ở trong lò va chạm, muốn giết đem đi ra. Làm gì Triệu Bân phong cấm, cưỡng ép đem hắn vây khốn vào trong đó. Cực pháp, thần nhãn chiếu thế. Quá thanh thần tử một tay bóp ấn quyết, một cái hư ảo đồng tử, tại thiên khung diễn hóa mà ra, to lớn như núi cao, phổ chiếu ánh mắt, rất có lực lượng hủy diệt. Ta nhường ngươi chiếu. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, diễn xuất vĩnh hằng vương tọa. Vương tọa ông một tiếng rung động, là hướng thiên đụng vào. Hư ảo đồng tử không địch lại, tại chỗ bị đụng diệt, nổ thành một mảnh tiên quang. Phốc, quá thanh thần tử bị phản phệ, tại chỗ phun máu. Long Uyên trước tiên giết tới, một kiếm đem hắn đánh bay. Sau đó chính là Triệu công tử, suýt nữa cường xách hắn thể phách. Tê, mắt thấy đầy trời huyết cốt bắn bay, tiểu bối quần chúng tất cả hít khí lạnh. Vĩnh hằng thể như bức a, kém một cái đại cảnh giới, lại vẫn như vậy dũng mãnh phi thường. Trái lại quá thanh thần tử, có vẻ như từ khai chiến, vẫn bị nện. Người a, liền không thể đem chính mình bày quá cao, bằng không thì sẽ té rất đau. Như quá thanh thần tử, trang bức tư thế liền không có dọn xong. A, quá thanh thần tử kêu gào, kéo lấy nửa tàn thể phách phi thân sau đột. Vô luận thắng bại, hắn hôm nay đều chú định mất hết mặt mũi, hắn đường đường thái hư đỉnh phong, tu vi tuyệt đối áp chế, lại bị một cái động hư cảnh, đánh thê thảm như vậy. Chảm. Triệu Bân lại ngự động Long Uyên kiếm, vượt qua không gian bổ tới. Quá thanh thần tử thì ném ra một ngụm tiên đao, cưỡng ép ngăn lại. Ăn ta một ngón tay. Triệu Bân đầu ngón tay quanh quẩn kim mang, cách không đâm tới. Nhưng, không đợi hắn mệnh chung quá thanh thần tử, liền nghe tà chắc một tiếng kiếm minh, có một thanh nhỏ dài hắc kiếm, từ trong không gian đâm ra, kiếm huy bẻ gãy nghiền nát, có thể xưng tuyệt sát. Phốc. Huyết quang nở rộ. Sán sán kim quang chiếu rọi hư không. Là Triệu Bân đẫm máu, mặc dù tránh khỏi tuyệt sát, cũng là bị đối phương một kiếm, hất bay một khối xương sọ, máu tươi trôi tràn, theo khuôn mặt chảy tràn, kinh khủng sát ý cùng kiếm ý, từ hắn đỉnh đầu rót vào, xâm nhập thần hải, đang hỏa loạn hắn nguyên thần. Lại còn có người tham chiến, tiểu bối đám khán giả kinh ngạc. Vẫn là lão bối nhóm ánh mắt cay độc, sớm biết có người giấu tại không gian. Bọn hắn bất ngờ là... Chuyên chú công phạt quá thanh thần tử Đại La Thánh Tử, có thể né qua tuyệt sát, chỉ cái này năng lực phản ứng cùng đấu chiến tâm cảnh, chữ thiên một đời liền chưa có người có. Bên này, Triệu Bân đã định hạ thân hình. Trường sinh quyết tự động vận chuyển, tái tạo xương sọ. Đến nỗi còn sót lại thể nội sát ý, từ cũng khó trốn khử diệt. Hắn con mắt tả hữu chuyển động, có thể mơ hồ bắt giữ người đánh lén dấu vết, tu nên không gian chi đạo, như một cái màu đen quỷ mị. Ở trong không gian tới lui xuyên thẳng qua. Hắn chính là huyết hồn. Cửu u luyện ngục thần tử. Ngoại vi dấu thiên hỏa yếu ớt lão đạo, nhao nhao truyền âm. Triệu Bân hai mắt híp lại, đối với huyết hồn không xa lạ gì. Trên bảng nổi danh nhân tài đi, tên kia xếp thứ 6. Vừa tu không gian chi đạo,
hiển nhiên là một ám sát cao thủ. Lúc trước một kiếm kia, may hắn tránh nhanh, bằng không thì nhất định bị trọng thương. Phanh! Quá Thanh thần tử cũng ngừng, lại đạp không gian nứt ra. Hắn lúc trước thản nhiên thần thái, đã là không còn sót lại chút gì, hắn cao ngạo, tất cả đã thành dữ tợn huyết quang, diễn tại trong hai con ngươi, đó là đối với Vĩnh Hằng thể oán hận cùng phẫn nộ. Hắn không lại trốn chạy, cũng không cần lại trốn chạy. Huyết hồn đã tham chiến, liên thủ nhất định diệt Triệu Bân. Người đâu? Bọn tiểu bối đều vô tận thị lực, lại tìm không đến huyết hồn bóng dáng. Lão bối mặc dù có thể bắt giữ, nhưng cũng khó gặp chân tướng, chỉ thấy tối sầm ảnh. Nhìn trung tiên bảng bên trên nhân tài, huyết hồn chiến lực có lẽ không phải tối cường, nhưng hắn vẫn là để cho người đau đầu một cái, chỉ vì đối không gian rất có tạo nghệ, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa cực kỳ am hiểu ám sát, như bị loại người này để mắt tới, ngủ cũng không dám nhắm mắt. Triệu Bân, tới chiến. Có huyết hồn trợ chiến, Quá Thanh thần tử lực lượng 10 phần. Hắn lại rút kiếm đánh trở lại. Một kiếm đem thiên khung hoạch xuất ra một vết nứt, cuồn cuộn tiên khí từ bên trong mãnh liệt tuôn ra, lại còn cuốn lấy một tòa khổng lồ cung điện, lăng không xuống. Hắn gào to vang dội, nhưng Triệu Bân căn bản không nhìn hắn. So sánh Thái Thanh Điện thần tử, hắn càng muốn bắt được cái kia huyết hồn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quỷ hiểu được tên kia lúc nào giết ra. Oanh! Khổng lồ cung điện đã phía dưới, nặng như 8.000 trượng cự nhạc. Triệu công tử nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh cái nát bấy. Cũng là tích tắc này, huyết hồn đột nhiên từ không gian giết ra. Ăn qua một lần thua thiệt, Triệu Bân đương nhiên sẽ không hai lần trước làm. Chân hắn đạp phong thần bộ phi đột, phật tay một đạo chu tiên quyết. Chu tiên kiếm mang mặc dù không chậm, nhưng huyết hồn không gian chi pháp có vẻ như càng nhanh, chỉ là một cái không gian xuyên toa, liền tránh khỏi Triệu Bân nhất kích, lại tìm hắn lúc, đã mất tung ảnh. Thôn tính tiêu diệt, Quá Thanh thần tử tế một mảnh tiên hải, tịch thiên quyển địa mà đến. Triệu Bân muốn đi gấp, làm gì âm thầm huyết hồn, lấy giam cầm chi pháp gò bó, thậm chí thân pháp nhận hạn chế, tại chỗ bị tiên hải nuốt hết, bàng bạc khí huyết, bị hắn hóa diệt không thiếu. Mở, Triệu Bân như một đầu dao long, từ bên trong vọt người mà ra. Đâm đầu vào, liền đụng vào huyết hồn nhất kiếm, kiếm ý vô song. Tới đây cho ta a. Triệu Bân hừ lạnh, tại chỗ cùng Quá Thanh thần tử đổi vị trí. Không biết cái nào cùng cái nào Quá Thanh thần tử, bị huyết hồn nhất kiếm xuyên thủng. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân một chưởng đè xuống, bao trùm vùng không gian kia. Quá Thanh thần tử tránh không kịp, bị nghiền thân thể sụp đổ. Đến nỗi huyết hồn, chân liền trơn tru, sớm đã chạy trốn mảnh không gian này, nhưng hắn lúc trước một kiếm kia, quả thực để cho đồng đội cực kỳ khó chịu, suýt nữa đem Quá Thanh thần tử dây. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân huy kiếm chỉ thiên, ức vạn sấm sét tê minh. Chờ quần chúng ngửa đầu nhìn lên, đầy trời lôi đình kiếm mang đã từ thiên xuống, như mưa trút xuống, lực sát thương có lẽ hơi kém ý tứ, lại là không khác biệt công phạt, mục đích đi. Chính là vì bước ra huyết hồn chân thân, đem không gian đánh cái nhão nhoẹt, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Quần công đại chiêu. Phương pháp này thật tốt làm cho. Lại nói Quá Thanh thần tử, chân trước vừa đứng vững. Chân sau liền chịu sét đánh, nếu không phải thể nội có cường đại bí bảo bảo hộ lấy, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh thành thịt nát nát vụn cốt. Lại nói huyết hồn, cũng không tốt gì. Hắn vốn đang trong không gian du tẩu, chuẩn bị tùy thời mà động. Hết lần này tới lần khác, đầy trời cũng là lôi đình kiếm, đem hư không chạm cảnh hoang tàn khắp nơi, không gian là liên miên băng liệt, mặc dù không đả thương được hắn thể phách, lại hủy hắn chỗ ẩn thân. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải sớm thoát ra. Hắn vẫn thật là một cái bóng đen, tựa như một đạo quỷ dị linh hồn, thể phách khi thì ngưng thực lại khi thì hư ảo, phần lớn thời gian đều vặn vẹo không chịu nổi, lại giống như ngầm hiện. Nhìn xem đều tà dị. Tiểu bối nhiều lẩm bẩm ngữ, cực điểm thị lực nhìn lén. Bọn hắn đủ hơn 9 thành, cũng không thực sự thấy qua huyết hồn trông như thế nào, chỉ biết hắn chiến tích huyết lâm, thế gian sớm đã có nghe đồn, hắn từng suýt nữa một kiếm tuyệt sát tiên bảng đệ nhất. Cuối cùng chịu đi ra. Triệu Bân như một tôn quân vương sừng sững cửu thiên, quan sát huyết hồn. Hắn song quang thiểm xạ, tại huyết hồn trên thân khắc truy tùng ấn ký. Siêu. Huyết hồn không nói, lại mẹ nó chui vào vết nứt không gian. Quá Thanh thần tử thì điều động bản nguyên dị tượng, hướng thiên mà đến. Tìm bổ. Triệu Bân vung cánh tay lên một cái,
lôi đình kiếm lại từ trên trời đi xuống. Lần này, hắn cho lôi đình giao cho tạo hóa cùng luân hồi chi lực. Có tạo hóa cùng luân hồi gia trì, lôi uy bá đạo hơn, không khác biệt công phạt, đánh cho quá rõ ràng dị tượng từng khúc băng diệt, cũng chém không gian nổ nát vụn, lần thứ hai bước ra huyết hồn, làm đánh lén là hắn tuyệt chiêu, chính diện cứng rắn làm, hắn nội tình thiếu chút nữa đạo hạnh. Nhưng vào lúc này, có một vòng màu đen thái dương từ từ bay lên không. Ánh mặt trời là màu đen thùi lùi, chiếu một phiến thiên địa lờ mờ. Quỷ dị hơn, nhiễm ánh mặt trời, triệu bân lôi đình lại tất cả giải tán, cho dù thiên lôi quyết còn tại yên lặng vận chuyển, vẫn như cũ không cách nào dẫn động sấm sét, dường như bị ngăn cách. Giấu đầu lộ đuôi, triệu bân một lời băng lãnh cô quạnh, huy kiếm chém về phía một phương. Âm vang một thanh âm vang lên phá lệ thanh thúy, một kiếm bị ngăn lại. Hư không lại nhiều một người, là cái mang theo mặt nạ màu đen thanh niên áo bào tím, tay cầm một cây chiến mâu. Quanh thân tả hữu đều có một đạo màu đen hắn quanh quẩn, lại lôi tức tại rong chơi. Trời ạ, khôi đều, tiểu bối đệ tử kinh hô một tiếng. Thật muốn quần ẩu vĩnh hằng thể a, lão bối nhiều tại thổn thức. Triệu Bân không nói, liếc qua huyết hồn, liếc mắt nhìn quá thanh thần tử, ánh mắt cuối cùng rơi vào khôi đều trên thân, đọa thế hoàng tuyền thần tử đi. Hồng hoang tiên bảng có kỳ danh. Phanh, phanh, khôi đều tay cầm chiến mâu mà đến, đạp hư không phanh phanh vang dội. Không hổ tiên bảng xếp hạng đệ ngũ chi nhân, vô luận là khí chàng vẫn là uy thế, tất cả không phải quá thanh thần tử cùng huyết hồn có thể so sánh, thêm nữa mang theo mặt nạ, càng nhiều một vòng cảm giác thần bí. Là cao thủ. Cái này, là Triệu công tử đối với khôi đều đánh giá. Có thể đánh gãy thái sơ thiên lôi quyết, há lại là nhân vật bình thường. Thật là tươi đẹp vĩnh hằng khí huyết. Khôi đều u cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ chét. Mà ngoại vi quần chúng. Đặc biệt là một đám tiểu bối, thì đều tại dụi mắt, đều nghĩ nhìn một chút khôi đều, lúng túng chính là, khối kia mặt nạ có quái lực, hoảng hai mắt bốc lên kim tinh. Hỗn độn huyết thống. Triệu Bân nói nhỏ, hôm sau nhìn lén khôi đều. Hai ba trong nháy mắt sau, hắn mới phủ định ngờ tới. Không phải hỗn độn huyết thống, nhưng khôi đều chắc chắn nhiên nuốt qua không ít đặc thù huyết mạch, nhiều loại huyết mạch trộn lẫn dung hợp, hơn nữa còn cũng không có bài xích, mới có một tia hỗn độn khí tức. Ông, khôi đều đã ra tay, một mâu xuyên thủng càn khôn. Triệu Bân cường thế ra quyền, tay không ngạnh hám chiến mâu. Tiếng ầm ầm tùy theo vang vọng, kèm thêm một vòng kim sắc huyết quang. Khôi đều bị đẩy lui, Triệu Bân quyền cốt cũng nổ tung. Không đợi Triệu Bân thở một ngụm, quá thanh thần tử liền giết đi lên. Thấy hắn tay áo bỗng nhiên vung lên, thành một mảnh sấm chớp bao phủ mà ra, lôi bên trong tiềm ẩn rất nhiều đao quang, nhuộm quỷ quyệt u mang. Lôi uy cùng đao khí tất cả thành lực lượng hủy diệt. Phá! Triệu Bân nhất kiếm cắm vào trong lôi, hữu lực chi pháp tác ra trì. Sấm sét bị tiêu diệt, dấu tại trong đó đao quang cùng nhau vỡ nát. Chanh! Trốn vào không gian huyết hồn, không có chút nào điểm báo giết ra. Triệu Bân tránh không kịp, đầu vai bị chọc lấy cái lỗ máu. Cùng một trong nháy mắt, khôi đều sách mâu giết đến, đập bể hắn xương sống lưng. Lan! Triệu Bân vừa quát âm vang, mạnh mở thần long bãi vĩ. Huyết hồn vẫn như cũ rất khê tặc, trước đó chạy trốn không gian. Ngược lại là khôi đều cùng đánh tới quá thanh thần tử, nhào nhào đụng cái ngay ngắn, một trái một phải bị đuôi rồng vung lật, khôi cũng còn tốt, phòng ngự bá đạo, quá thanh thần tử liền thảm rồi, vừa mới khép lại không lâu thể phách, lại một lần nứt ra, nhìn thế nhân đều khô khốc một hồi khục. Oanh, phanh, giao phong ngắn ngủi, bốn người một trước một sau giết vào cao thiên. Tiên bảng đệ tử chuyên trúc chiến trường, ngừng lại thành một mảnh hỗn loạn chi địa, ngửa mặt nhìn thiên khung, lôi đình cùng sấm sét bay múa, mà còn có vết nứt không gian, mộc lấy màu đen ánh mặt trời tàn phá bừa bãi. Đặc sắc, ngoại vi quần chúng mở rộng tầm mắt, tiếng hò hét rất nhiều. Tiên bảng đệ tử không phổ biến, càng chớ nói xếp hạng trước 10. Đại La Thánh Tử quá cường hãn, một người đơn đấu đệ ngũ đệ lục đệ thất, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hiện trường chấn kinh âm thanh rất nhiều, bởi vì Triệu Bân chiến lực mà tâm cảnh hãi nhiên. Sớm muộn có một trận chiến, yếu ớt lão đạo hít sâu một hơi. Bên cạnh thân giấu thiên lão đạo, bây giờ thần thái cùng hắn không có sai biệt. Đại La Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ, cũng không phải thế nhân tại nói ngoa, ngoại trừ cái kia tám đại thánh địa, trong bóng tối còn rất nhiều, mà cửu u luyện ngục, đọa thế hoàng tuyền, thái thanh điện, chính là một trong số đó, bốn nhà thần tử đối đầu. Không tụ tập vật lộn mới là lạ.
Đây là cái gì cái quái thai? Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là ba nhà thần tử. Mạnh Như Đệ, Ngũ Khôi đều sắc mặt khó coi. Vĩnh Hằng thể quá mạnh quá kinh khủng thì thôi, tu vi còn thấp, bọn hắn ba tôn thái hư cảnh liên thủ, lại cũng ép không được hắn một cái, lại đối phương còn càng đánh càng mạnh. Lưu cho ta một cái, mẹ nó. Đại chiến đang lửa nóng lúc, một phương truyền đến hét to âm thanh. Trách mắt một nhìn, mới biết là Cuồng Anh Kiệt, đã mang theo tiên đao giết tới, mà cùng hắn đối chiến bảy đại chân truyền đệ tử, đã bị toàn bộ quật ngã, đang tại trong biển bay nhảy đâu. Đồng dạng bị quật ngã, còn có quá rõ ràng thứ hai chân truyền. Lăng Tuyệt cũng đã rảnh tay, đang rút kiếm chạy về phía cái này phương. Lưu lại, Lăng Tuyệt còn chưa giết tới, liền bị một người ngăn cản đường đi. Vẫn là cái tiên bảng đệ tử, Bạch Y Huyết Phát có phần yêu dị, lại ra tay tàn nhẫn, đâm đầu vào một đạo huyết mang, chém Lăng Tuyệt nửa cái thân thể, sát ý thẳng bức nguyên thần chân thân. Mở, tâm trí kiên định như Lăng Tuyệt, trong mắt đều nhiễm huyết quang. Hoặc có lẽ là, hắn là mở cấm pháp, tóc dài thành trắng như tuyết. Hai người chiến vào thiên khung, đánh hư không không gian từng khúc sụp đổ. Còn chưa xong, Bạch Y Huyết Phát người kia sau đó, còn có ba, năm người giết tới, rất có liên hợp đem hắn chu diệt tư thế, đại chiến động tĩnh quá lớn, lại là một mảnh sấm sét vang dội. Bá thiên thần thể, tới chiến. Cuồng Anh Kiệt tao ngộ, cùng Lăng Tuyệt không sai biệt lắm. Hắn ngược lại là muốn cho Triệu Bân trợ chiến. Làm gì nửa đường có chướng ngại vật. Đó là một cái thể phách anh hùng hãn người, tay cầm một thanh nhuốm máu tiên đao, quanh thân có dị tượng phối hợp, lại sát khí cuồn cuộn, còn có cái kia hai con ngươi, tựa như minh khắc địa ngục, có oán linh vào trong dãy giụa, gian ác âm trầm ánh mắt, rất có mê hoặc tâm thần con người ma lực. Hắn, chính là La Sát cung thần tử. Tiên bảng xếp hạng đệ tứ, chính là hắn. La Sát, ta tìm ngươi rất lâu. Thấy người tới. Cuồng Anh Kiệt ánh mắt bắn ra bốn phía. So sánh hắn, thân là khách xem tiểu bối, sắc mặt liền phá lệ tái nhợt, chớ nói gặp chân nhân, vẻn vẹn nghe La Sát tên, liền không cầm được run sợ, người kia rất đáng sợ, tương truyền ăn người không nhả xương, chôn ở trong tay hắn sinh linh, thế nhưng là đếm không hết. Tới, Cuồng Anh Kiệt khí tức bá liệt, nghênh thiên vũ động tiên đao. Cũng là chơi đao cao thủ, La Sát đương nhiên sẽ không yếu đi. Hai người sợ là có thù, gặp mặt liền hết sức đỏ mắt, một đường chiến vào thương miểu, đánh thiên băng địa liệt, tàn phá bừa bãi sấm sét, có đang bay múa xen lẫn, phá lệ chói mắt. Liền cái này, còn có người giết tới tham gia náo nhiệt. Phần lớn là tiên bảng yêu nghiệt, tu vi đều không tầm thường. Hội đồng, tên như ý nghĩa chính là một đám người đánh nhau. Mà bây giờ thần Minh Hải, chính là một cái cỡ lớn hội đồng hiện trường. Phương Đông. Triệu Bân một người ác chiến quá thanh thần tử ba người, làm khí thế ngất trời. Phương Tây, Cuồng Anh Kiệt đơn đấu La Sát bọn người, đánh hừng hực khí thế. Phương Nam Lăng Tuyệt, cũng tay cầm huyết kiếm, chiến huyết quang bay đầy trời. Một phiến thiên địa, ba cái chiến trường, cho thần Minh Hải gây hỗn loạn không chịu nổi. Như thế một cái cảnh tượng hoành tráng, sao có thể thiếu đi quần chúng. Từ xa nhìn ra xa, đó chính là bóng người tụ thành hải triều. Liền thần Minh Đảo, cũng không ít người chạy tới tham gia náo nhiệt. Trẻ tuổi chính là tốt. Thần Minh ở trên đảo, có một lão nhân tóc trắng ý vị thâm trường nói. Lão đầu nhi này không đơn giản, chính là thần Minh Đảo chủ nhân, thế xưng thần Minh Đảo chủ. Hắn cũng là quần chúng, khi thì vẫn không quên ngoái nhìn một chút. Phía sau hắn, treo một bức tranh, toàn thân tiên quang lấp lóe. Cái kia, chính là Hồng Hoang Tiên Bảng. Chính xác nói. Là thiên tự bối tiên bảng. Nó giống như một đầu ngân hà, từ cửu thiên rủ xuống, không chỉ tang thương cổ lão, còn rộng rãi bàng bạc, viết tại bên trên mỗi một cái tên người, cũng như bí văn điêu khắc, vàng óng ánh. Chỉ có điều, người trên bảng tên bây giờ đều đang qua lại xê dịch. Như Triệu Bân, như Điên Anh Kiệt, thứ tự đều tại siêu siêu vọt lên. Mà như Thái Thanh Điện đám kia chân truyền đệ tử, thứ tự thì tại xoát xoát hạ xuống. Đối với cái này, thần Minh Đảo chủ đã không thấy kinh ngạc. Từ xưa đến nay, mỗi khi gặp lĩnh phúc lợi mấy ngày nay, thần Minh Hải liền phá lệ náo nhiệt, đơn giản chính là đánh nhau, lão bối tiểu bối đều có, nói dễ nghe một chút là luận bàn, nói khó nghe một chút, chính là tranh xếp hạng. Xếp hạng càng cao, ban thưởng càng nhiều đi. Ngoại trừ tranh danh lần, đó chính là thù riêng cùng ân oán. Như Đại La Tiên Tông người, cái nào trở về thần Minh Hải,
không phải là bị đặc thù nhằm vào, Trường Sinh Tiên như thế, Không Niệm Thiên như thế, thế hệ này Đại La Thánh Tử, diễn ra cũng là đồng dạng tên vở kịch. Hảo! Thần minh trên biển tiếng hò hét, là một mảnh vượt trên một mảnh. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, gọi tốt giả chỗ nào cũng có. Tiên bảng xếp hạng, muốn đại tẩy bài. Lão bố nhóm tụ tập, nói một câu nói nhảm. Rõ ràng, bị quần ẩu mấy vị kia, xếp hạng đều sẽ có tăng lên, mà tổ đội không giảng võ đức những cái kia đi. Xếp hạng chắc chắn có chỗ hạ xuống, tiên bảng rất là công bình, cũng mặc kệ ngươi là nhà nào, cho dù là thần minh đồ nhi hoặc dòng dõi, cũng sẽ không cho ngươi lo lót. Một câu nói, bằng trên thực lực bảng, nội tình không tốt giả, cái nào mát mẻ cái nào đợi. Tràng diện này sợ là không thu lại được, dấu thiên lão đạo cất tay, vòng liếc mắt nhìn tứ phương, như quá thanh thần tử những cái kia, tại chỗ cũng không chỉ là tiểu bối, còn rất nhiều lão gia hỏa, cái này như xông lên, Triệu Bân bọn hắn chỉ định bị đánh, đánh cũng là nhẹ, làm không tốt giết người cướp của. Có vị kia đè lên, bọn hắn không dám quá làm loạn. Yếu ớt lão đạo một lời lời nói ý vị sâu xa. Xong, hắn còn bổ nửa câu, đây chính là thần Minh Hải. Oanh! Hai người lúc nói chuyện, lại ngửi đông phương thiên khung một tiếng oanh minh. Ngửa mặt lên trời đi xem, mới biết là Triệu Bân bốn người mở bản mệnh dị tượng, riêng là đem cái kia phiến hư thiên, chia cắt trở thành tứ phương đại thế giới. Triệu Bân lấy một địch ba, tung vĩnh hằng tiên vực đoạt thiên tạo hóa, cũng không chịu nổi quần ẩu, trong đó sơn sơn thủy thủy, đều chiếu đến vĩnh hằng quang huy, từng khúc băng diệt. Chu diệt! Khôi đều vừa quát âm vang, tế một ngụm huyết đao. Đao này cực kỳ khủng bố, nghênh không chém vào vĩnh hằng tiên vực. Chanh! Triệu Bân thì ngự động Long Uyên, đánh bay huyết đao. Tùy theo mà đến, chính là một mảnh khô diệt tiên hải, xuất từ Thái Thanh Điện thần tử, rất có xâm lược tính chất đánh vào vĩnh hằng tiên vực, tùy ý nuốt hết lấy sơn hà vạn vật. Vĩnh hằng chi môn, mở! Triệu Bân trong lòng một quát. Cùng với vù vù, kình thiên cửa lớn từ hư không kiên quyết ngoi lên mà ra. Vẫn là cái cửa này dễ dùng, sinh sinh chấn diệt khô diệt tiên hải. Vì thế, vĩnh hằng chi môn cũng gặp hủy diệt nhất kích, chính là huyết hồn nhất kiếm, lấy bản nguyên phác họa một đạo tinh hà, dựa vào không gian lực lượng, đánh vĩnh hằng chi môn ẩm vang nổ tung. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, gặp cái lớn phản phệ. Thấy hắn tổn thương, ba người tất cả lộ vẻ dữ tợn, tất cả tiên lực lăn lộn, thôi động bản mệnh dị tượng, hướng Triệu Bân đè xuống, rất có một hơi, đem Triệu Bân chu diệt tư thế. Tam phương thế giới uy áp, dù là Triệu Bân đều một hồi lảo đảo. Quần chúng thì tâm cảnh thẳng run, vĩnh hằng thể sợ là không chịu nổi. Bước ta mở lớn, Triệu Bân con mắt như lửa bó đuốc, mở vĩnh hằng kim thân. Nguy nga kim sắc cự nhân, sao cái bá khí cao minh. Tiếc thiên, Triệu Bân một quyền vô song, oanh diệt huyết hồn dị tượng. Dị tượng bị phá mang tới phản phệ, tuyệt đối đủ lực đạo. Huyết hồn tại chỗ phun máu, nửa bên thân thể đều nổ thành thịt nát. Sau đó chính là quá thanh thần tử, tàn phá dị tượng, cũng gánh không được kim thân Triệu Bân công phạt, bị một cước đạp cái nổ nát vụn, cường đại phản phệ, suýt nữa đem hắn mang hộ đi. Đến ngươi, Triệu Bân vượt ngang càn khôn, một đạo phách thiên chảm lăng không xuống. Mấy trăm trượng kim sắc kiếm mang, riêng là đem khôi đều bản mệnh đại thế giới. Đánh thành hai nửa, nếu không phải khôi đều tránh rất nhanh, bị sinh đánh cho cũng không chỉ dị tượng đại giới. Thật là bá đạo kim thân. Thế nhân nhiều sợ hãi thán phục, tên đại gia hỏa kia khí chàng quá mạnh. Kim thân nào chỉ là khí chàng mạnh, công phạt còn rất hung hãn đâu. Thân là Triệu Bân đối thủ khôi cũng chờ người, lần này cảm giác nhất là rõ ràng, cái kia rõ ràng là một người, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, lại tựa như một tòa 8.000 trượng cự nhạc. Triệu Bân sử dụng mỗi một loại bí pháp, đều phải kim thân gia trì, sức sát thương cực mạnh hoành. Bên kia cái kia, cũng có đủ dọa người. Không ít người mong nhìn phương Tây, cũng có một đại gia hỏa. Đó là cuồng anh kiệt bá thể, kích thước không giống như kim thân tiểu. Cùng với ác chiến la sát cùng chúng yêu nghiệt, cũng là phá lệ khó chịu. Vị đạo hữu này, vội đi đầu thai sao? Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, lăng thiên một trưởng bao trùm thương miểu. Thân ở vùng hư không kia huyết hồn, bị một trưởng hủy nhục thân. Gặp chi, quá thanh thần tử lộ vẻ hoảng sợ, bay trên trời liền đột. Trở về. Triệu Bân dò xét đại thủ, năm ngón tay mở ra hướng phương kia, động thôn thiên quyết. Đáng sợ thôn phệ chi lực, lại đem trốn chui quá thanh thần tử, cuốn trở về. Hắn cũng như một cái tiểu con cóc,
bị Triệu Bân siết ở trong tay. Nhưng hàng này đại thần thông, lại trong nháy mắt thoát ly kim thân đại thủ giam cầm. Cũng không sao, hắn mặc dù trốn ra giam cầm, lại không né qua Triệu Bân công phạt. Phốc, quá thanh thần tử nhục thân cũng hủy, nổ thành một mảnh xương máu. Chờ Triệu Bân giết tới, hắn đã trốn vào hư không, nhanh như thiểm điện. Đi ngươi! Triệu Bân một cước này, ngắm chúng là khôi đều. Đường đường tiên bảng đệ ngũ, bị một cước đá ngã lăn ra ngoài. Xéo đi! Cuồng Anh Kiệt một cái đại xuất bi thủ, lại đem đánh trở về. Triệu công tử cũng là có ý tứ, nhào lên liền bổ một cái tát. Thật sao, lại là một đóa hoa máu nở rộ, khôi đều thân thể cũng nổ thành bùn máu. A! À, khôi đều phẫn nộ gào thét hình như có hồi âm, truyền lại từ phương Tây thiên khung. Là La Sát tên kia, bá đạo nhục thân cũng thành thịt nát nát vụn cốt. Một đám bọn chuột nhắt. Cuồng Anh Kiệt vung cánh tay lên một cái, một đao quét ngang hư không. Liền La Sát đều thua, còn lại tiên bảng yêu nghiệt, từ khó khăn cản công phạt, một cái tiếp một cái rơi xuống, đập thần hải sóng lớn cuồn cuộn, nội tình kẻ yếu, nhục thân kèm thêm nguyên thần, cùng nhau nổ thành cho bụi. Đông Tây hai phương huyết tinh, phương Nam từ cũng không rơi danh tiếng. Lăng Tuyệt tuy không bá thể cùng kim thân, nhưng cũng mãnh liệt đến cực hạn. Vây công hắn giả, như từng khỏa sao băng, một viên tiếp nối một viên rơi xuống, tung tóe máu tươi, nhuộm đỏ thần hải, ngày thường hàm xúc lạnh nhạt hắn, ở đây một trận chiến, cứng rắn giết trở thành một tôn đẫm máu tu la. Cỡ lớn hội đồng hiện trường, cuối cùng là thay đổi hướng gió. Lúc trước là quần ẩu, bây giờ đi, là bị đuổi giết. Triệu công tử mang theo Long Uyên, Cuồng Anh Kiệt nắm tiên đao. Lăng Tuyệt sách lấy huyết kiếm, một đường truy một đường đánh, riêng là đem một đám tiên bảng đệ tử, giết đầy trời chạy trốn. Chậc chậc chậc, đám người đứng ngoài xem cũng là chặc lưỡi âm thanh, bức tranh này mặt quá mẹ nó đẹp mắt. Ngày bình thường khó gặp tiên bảng đệ tử, bây giờ tụ tập, lại là tập thể bị đánh, tiên bảng đâu chỉ muốn đại tẩy bài, chiếu giết tiếp như vậy, rất nhiều người định bị giết đến xóa tên. Lão tổ cứu ta, nếu không thì thế nào nói là tiên bảng đệ tử? Gào đều gào phá lệ vang dội. So với trước đó không lâu, bị đuổi giết mấy cái này, nào còn có nửa phần cao ngạo. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Bọn tiểu bối gánh không được, đám lão già này gầm thét, cuối cùng là vang dội thần hải. Tất cả tiên bảng nổi danh, ai khí thế đều không kém. Chủ yếu nhất là, đám lão già kia tu vi cao. Tối nay, ánh trăng không tồi. Triệu công tử thấy thế, quay đầu liền chạy. Họ Cuồng hiếm thấy sợ một lần, cũng là một đường phong lôi treo sấm sét. Một màn kia cũng đẹp mắt, vô luận là kim thân vẫn là bá thể, nhìn xem đều rất dọa người, cho dù là mở đồn, cũng giống vậy bá khí ầm ầm, một đường đạp hư không liên miên sụp đổ. Vẫn là Lăng Tuyệt hàm xúc, một cái không gian na di chui ra khỏi hỗn loạn chi địa. Ba người ngược lại không ngốc, còn biết hướng về thần minh đảo chạy, ở trên đảo là cấm đánh nhau. Trên thực tế, không chỉ thần minh đảo, ngoài đảo phương viên 8.000 trượng, cũng là cấm khu, một khi vào cái phạm vi này, ai dám không an phận, ắt gặp lôi đỉnh oanh sát. Siêu, siêu, Triệu Bân ba người, chẳng phân biệt được tuần tự trốn vào. Sau lưng, một đám kẻ đuổi giết sau đó liền đến. Để mạng lại, giận dữ mắng mỏ chính là Thái Thanh Điện trưởng lão, cũng thuộc về hắn đuổi hung ác nhất. Cũng đang bởi vì đuổi hung, mới không chút phanh lại xe, như thế nào thu tay được. Hắn che lấp một trường, nặng như đại sơn cự nhạc, nghiền Triệu Bân kim thân cùng Cuồng Anh Kiệt bá thể, đều có nổ nát vụn điềm báo, bọn hắn bên cạnh thân Lăng Tuyệt càng thê thảm hơn, nhục thân đã ở băng diệt. Oanh! Đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng, thiên khung giáng xuống một đạo thiểm điện. Xong việc, Thái Thanh Điện trưởng lão liền hưởng thọ 800 tuổi, bị đạo thiểm điện kia, tại chỗ đánh thành cho bụi, đó là một đạo tuyệt sát, nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau hủy diệt. Lui! Đuổi vào cấm khu chúng lão ra hỏa, mang mang lui ra ngoài. Không lùi không được a, lại đến một đạo thiểm điện, còn có thể là tuyệt sát. Thần khí, Triệu Bân lay động một chút mới đứng vững, vô ý thức mong nhìn hư không. Hắn nhìn rõ ràng, vừa mới cái kia một đạo thiểm điện, xuất từ thần khí. Lăn ra đến, chúng lão bối gầm thét. Có loại đi vào, Cuồng Anh Kiệt chỗ thủng liền mắng. Chúng lão bối cũng là thật sự tiến vào. Đi vào cũng vô dụng, không một người dám ở cái này động thủ. Kết quả là, ồ ương ương một đám người lớn, đem Triệu Bân ba cái vây ở cái kia, không dám động thủ, không có nghĩa là không thể mắng to,
nghiễm nhiên một đám chửi đồng đàn bà đanh đá. Chờ đám khán giả đuổi tới, hai phe đang mắng hăng hái. Trẻ tuổi chính là hảo, địch nhiều ta ít cũng giống vậy không sợ. Mộc lấy Nguyệt Quang, Triệu Bân ba người leo lên Thần Minh Đảo. Bên ngoài đại chiến một trận, ba người đều trạng thái không tốt, che lấy eo khập khiếng. Tư thế đi mặc dù không ra thế nào lịch sự, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người vạn chúng chú mục. Cái này ba nghiêu bức a, tiên bảng 50 vị trí đầu yêu nghiệt nhân giới, bị bọn hắn đánh cho tàn phế còn hơn một nửa, trong đó có không ít còn tại trong biển đâu. Đến nay đều không tìm được người. Nghiêu bức nhất, vẫn là Thái Thanh Điện Đỗ Minh. Ép mua ép bán không quan trọng, dẫn xuất một hồi hội đồng. Dẫn xuất một hồi hội đồng cũng không quan trọng, tiên bảng bị tẩy bài. Thần Minh Đảo quả là bất phàm, Triệu Bân một đường đi một đường mong nhìn. Ở trên đảo linh lực dồi dào, mây mù nhiễu, có thiên âm vang vọng, có dị tượng diễn hóa, nói là một hòn đảo, nhưng càng giống là một mảnh tiên thổ, trong núi góc rẽ, thấy nhiều quầy hàng bày ra, còn có quán trà tử quán, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Người tới lui không thiếu, có lão bối cũng có tiểu bối, hoặc tại trước gian hàng đi dạo, hoặc đứng tại cầu hình vòm bên trên thưởng thức phong cảnh, cảnh sắc an lành cảnh tượng, không ai dám tại cái này làm loạn, cũng sẽ không có người ở đây làm loạn, thần khí công phạt, người bình thường có thể gánh không được. Người huyết mạch này, so sánh Triệu Bân, Cuồng Anh Kiệt càng hiếu kỳ bên cạnh Thân Lăng Tuyệt. Tiểu tử này không hiện sơn bất lộ thủy, đánh nhau bỗng nhiên ép một cái A. Đặc biệt là kỳ huyết thống, dù hắn tầm mắt cũng nhìn không ra lịch. Trước kia từng ngộ nhập một tòa di tích, được tạo hóa. Lăng Tuyệt nở nụ cười. Ngày khác, hẹn một trận, Cuồng Anh Kiệt một mặt cười híp mắt. Không cùng ngươi đánh, Lăng Tuyệt cười khoát tay, tự biết mình. Đi đâu lĩnh phúc lợi, Triệu Bân chọc chọc Cuồng Anh Kiệt. Lớn như vậy một cái tiên bảng, không nhìn thấy. Cuồng Anh Kiệt chỉ phía xa một phương. Là thật lớn, Triệu Bân vô ý thức ngửa ra con mắt. Ba người đều nuốt đan dược, bước nhanh hơn. Thần Minh Đảo khắp nơi có thể thấy được bóng người, bọn hắn ba đi đến đâu, đều có thụ chú mục, lão bối nhóm là sợ hãi thán phục, bọn tiểu bối là kiêng kỵ, cái này ba đánh nhau, một cái so một cái mãnh liệt. Trừ những thứ này, chính là cửu gia. Từ nhập Thần Minh Đảo, sau lưng liền có một đám người xa xa theo đuôi, đa số lão gia hỏa, đa số thế lực đối địch, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, quỷ hiểu được âm thầm còn có bao nhiêu. Đối với cái này, Triệu Bân bọn hắn toàn bộ làm như không có nhìn thấy. Tại Thần Minh Đảo, không ai dám tại cái này làm loạn. Ai cũng có thể tại cái này bày quầy bán hàng. Triệu Bân hỏi. Cái này, cũng là Lăng Tuyệt muốn hỏi, con đường đi tới này, thấy quá nhiều quầy hàng, bán bảo vật cũng là đủ loại, trong đó có không ít, cũng là ngoại giới không có. Nếu đều tới này bày quầy bán hàng, Thần Minh Đảo chẳng phải là bị no bạo. Cuồng Anh Kiệt ực một hớp rượu. Phải bỏ tiền mua quầy hàng mới được. Rất đắt a, không là bình thường quý. Chẳng biết lúc nào, ba người mới đến tiên bảng phía dưới. Nhìn từ đằng xa tiên bảng, nhưng khoảng cách gần mong nhìn, cảm giác là không giống nhau, cũng là đầu trở về Triệu Bân cùng Lăng Tuyệt, đứng ở đó, ngửa đầu nhìn một lúc lâu, cái này không phải tiên bảng a. Rõ ràng chính là một đầu từ thiên rủ xuống ngân hà, khí thế rộng rãi bàng bạc, để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế. Ai? Ta sắp xếp thứ tư, Cuồng Anh Kiệt cười ha ha. Rất tốt, Triệu Bân cũng liếc mắt nhìn chính mình xếp hạng, ân, đệ ngũ. Lăng Tuyệt hơi kém ý tứ, tại tên thứ 10 bồi hồi. Nhưng ba người đều biết, tiên bảng không có nghĩa là toàn bộ, có rất nhiều ngọa hổ tàng long hạng người, căn bản cũng không thèm tại tới, cũng khinh thường tại tranh cái này tiên bảng xếp hạng. Tới lĩnh phúc lợi không thiếu, đều là thiên tự bối. Gặp ba người đi lên, đều rất tự giác nhường đường. Cái này ba đều ác người, Thần Minh Hải một trận chiến có thể nói điếu tạc thiên. Thần Minh Đảo chủ là ở, ngồi tại bàn phía trước, cười ôn hòa hiền lành, tới lĩnh phúc lợi, cũng là nhân tài, đặc biệt là gần trước ba vị này, dùng đột nhiên xuất hiện để hình dung, cũng không đủ, hướng phía trước đẩy hơn nửa năm, nghe đều không nghe qua. Lão đầu nhi, lại gặp mặt. Cuồng Anh Kiệt thứ nhất xẻ tới, một mặt cười ha hả. Thần Minh Đảo chủ nở nụ cười, tiện tay lấy túi chữ vật. Xếp hạng đệ tứ ban thưởng, đều ở bên trong, vốn là La Sát, bây giờ, đều thuộc về Cuồng Anh Kiệt. Đa tạ tiền bối, Cuồng Anh Kiệt cười càng vui vẻ. Chờ Triệu Bân tiến lên lúc, Thần Minh Đảo chủ đã đem túi chữ vật chuẩn bị tốt. Đừng nhìn Vĩnh Hằng thể xếp tại Bá Thiên Thần thể đằng sau, nhưng cái này gọi Triệu Bân tiểu tử, là so Cuồng Anh Kiệt mạnh, xếp hạng cũng không đại biểu toàn bộ,
đằng sau sắp xếp mấy trăm tên, cũng nhiều ngoan nhân tại. Ngươi so Trường Sinh Tiên kinh diễm, Thần Minh đảo chủ cười nói. Tạ tiền bối tán dương, Triệu Bân có phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay cúi đầu, mới cầm túi chữ vật. Sau đó chính là Lăng Tuyệt, cũng là khiêm tốn hữu lễ. Thần Minh đảo chủ nhìn hắn ánh mắt, có điểm lạ, đặc biệt là huyết mạch của hắn, rất là cổ lão, rất là tà dị, cũng không biết là nhà ai đồ nhi, thiên phú quả thực nghịch thiên. Cái này, chính là thần minh lệnh. Triệu Bân đã giật ra túi chữ vật, xách ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kim lắc lư, phải có mấy trăm cân trầm trọng, chế tạo chất liệu của nó cũng rất bất phàm, thuộc thiên ngoại huyền thiết một loại, cầm trong tay, cực nóng cảm giác như hỏa diễm thiêu đốt. Trên lệnh bài, khắc lấy 30 chữ mắt. Rất rõ ràng, đây chính là thời hạn, đại biểu hắn có thể tại thần minh di tích cổ tu hành 30 ngày, đi nhìn Cuồng Anh Kiệt cùng Lăng Tuyệt, cũng cơ bản không sai biệt lắm. Trước tạm chữa thương, ba người không đi thần minh di tích cổ, thuê lại một cái vườn nhỏ. Bọn hắn thương thảm trọng, bị đánh những cái kia, thương thảm hại hơn. Như quá thanh thần tử cùng huyết hồn những cái kia, đi lĩnh phúc lợi lúc, đều vẫn là nguyên thần trạng thái, thậm chí, chỉ còn dư một tia tàn hồn, vẫn là lão bố nhóm mang theo đi lĩnh. Dưới ánh trăng, Triệu Bân ngồi xếp bằng, rất nhiều đan dược thôn phệ. Khác còn tốt, càng thuộc kim thân tiêu hao, quá làm cho người ta khó chịu. Lắp ráp vĩnh hằng thể, chính là cái này sao tai hại, còn phải tìm thêm linh kiện. Dưới ánh trăng thần minh đảo, bóng người vẫn là đến đi một chút. Không ít người nhận phúc lợi, liền lại rời đi, đơn giản là đem lệnh bài bên trên thời hạn tích góp lại, sau này một khối dùng xong, không có cách nào, tu sĩ một khi tâm thần sa vào, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm, nếu tại đốn ngộ lúc bị ném ra, chẳng phải là rất lúng túng. Dừng lại ở đây người, từ cũng không ít, nhưng đa số tiểu bối. Đặc biệt là lần đầu tiên lên tiên bảng người, đã nhập thần minh di tích cổ, toàn bộ làm như giải cái kiến thức. Cho ta nhìn chăm chú vào bọn hắn. Vườn nhỏ bên ngoài, nhiều bóng đen bay tán loạn. Đều là các cửu gia, thanh nhất sắc lão bối, số lượng còn không ít. Liền cái này, còn có càng nhiều người lên đảo, cũng là bọn hắn triệu hoán đến, có phần điện cường giả, cũng có bản tông đại năng, không định phóng ba người này rời đi, còn có thể cả một đời chờ tại thần minh đảo. Sợ là muốn nhập thần minh di tích cổ, không ít người do dự. Như thế, vậy liền tại thần minh di tích cổ thu thập. Lời nói lạnh lùng, như tự ma chú, vô hạn vang vọng trong bóng đêm. Nhiều người có nhiều người chỗ tốt, thần minh đảo không để ẩu đấu, thần minh di tích cổ cũng không nảy cấm, chỉ cần bọn hắn chân người đủ nhiều, nhập thần minh di tích cổ, cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Bọn hắn tiểu tâm tư, Triệu Bân bọn hắn tự biết. Không quan trọng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy thôi. Thần minh di tích cổ tu vi áp chế, cùng cấp bậc đối chiến, ai đánh ai còn không nhất định chứ. Sáng sớm, Triệu Bân sớm mở con mắt, lưng mỏi duỗi có phần thoải mái. Trường sinh quyết không phải sửa không, chữa thương một đêm đã vinh quang đầy mặt. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều có hắn bực này bá đạo sức khôi phục. Như Lăng Tuyệt cùng Cuồng Anh Kiệt, bây giờ còn tại trong xa vào, lão Cuồng còn tốt, cơ bản không có gì đáng ngại, Lăng Tuyệt thiếu chút nữa ý tứ, nguyên thần thể có tổn thương ngấn, ước chừng đoán chừng, còn cần cái 3 năm ngày mới có thể khôi phục. Hắn không quấy rầy hai người, một thân một mình ra vườn nhỏ. Hiếm thấy tới một chuyến thần minh đảo, hắn phải đi đãi điểm bảo bối. Viên ngoại, là một mảnh thật tốt phong cảnh, mộc lấy nắng sớm chi quang, toàn bộ thần minh đảo, đều rạng ngời rực rỡ. Cho dù là ven đường hoa hoa thảo thảo, đều nhuộm mông lung hòa hợp tiên khí. Ân, Triệu Bân chân trước mới ra viên môn, chân sau liền có một hơi gió mát. Gió tới quỷ dị, nhẹ nhàng phất qua hắn lưng, rất là thanh lương. Ấn ký, Triệu Bân hai mắt híp lại, rất rõ ràng cảm giác. Không cần đến hỏi, liền biết có người âm thầm cho hắn hạ lạc ấn, lại là truy tung ấn ký, đoán không sai, là cừu gia làm, từ gia vườn nhỏ. Liền có không ít người trộm đạo theo dõi hắn. Hắn ra vẻ không biết, chạy thẳng tới phố dài. Minh Pháp nói thế nào, tương kế tự kế. Dám cho hắn phía dưới lạc ấn, hậu quả rất nghiêm trọng. Không tin ngươi không đi ra. Âm thầm theo dõi người, mấy lần mắt lộ hung quang. Nếu không phải thần minh đảo cấm ẩu đấu, Triệu Bân sớm bị diệt đến mấy lần. Cũng không sao, bọn hắn đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí, lần này nhất định diệt Triệu Bân. Hôm qua trận chiến kia, đánh gọi là cái nhiệt hỏa. Vĩnh hằng thể đại triển thần uy, đơn đấu 5, 6, 7A.
còn có Lăng Tuyệt cùng Bá Thiên thần thể, cũng là hung mãnh dị thường. Sáng sớm phố dài, rất là náo nhiệt, tổng gặp 3, 5 người ảnh tụ tập nhi trà bày tử quán, cuối cùng gặp một cái nói nhiều, đạp băng ghế phun lớn đặc biệt phun, thuận tiện lại chào hàng một chút ký ức tinh thạch, trong đó phong tồn, đều là thần hải đại chiến hình ảnh, lại là HD. Đừng nói, người mua còn không ít. Ai bảo bọn hắn tới chậm đâu, không có bắt kịp trò hay. Thân là kéo bè kéo lũ đánh nhau một trong những nhân vật chính, hôm nay Triệu công tử, liền phá lệ điệu thấp, nghiễm nhiên một cái đường đường chính chính nhàn tản mua khách, du tẩu ở mỗi trước gian hàng, chọn chọn lựa lựa, chân bảo hiếm thế dù chưa đãi đến, lại chuyển không ít đồ tốt, đa số tài liệu luyện đan. Dạo phố đâu? Đang lúc đi, một lão đầu nhi cất tay xông tới. Trách mắt xem xét, chính là yếu ớt lão đạo, nên đi đường ban đêm rớt xuống hố, sưng mặt sưng mũi, nhìn cái kia hai cái đút lấy lỗ mũi bông đoàn, phá lệ chói sáng. Bị đánh, Triệu Bân trên dưới nhìn lướt qua. Người tu đạo sao có thể nói bị đánh, gọi là luận bàn. Lão đạo nói chứng chạc đàng hoàng. Ngươi nên không ít bị người luận bàn, Triệu Bân một lời thâm trầm. Không nói vô dụng, cần phải cái đồ chơi này, yếu ớt lão đạo nói. Từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, toàn thân vàng óng ánh, hàng thật giá thật thần minh lệnh. Thứ này ta có. Ta nói là trên lệnh bài thời hạn. Cái này cũng có thể giao dịch, Triệu Bân nhíu mày. Đó là tự nhiên, yếu ớt lão đạo mang theo lệnh bài, trước tiên ở trên tay áo lau lau rồi một phen, lúc này mới tiếp tục nói, điều kiện tiên quyết là, người giao dịch tất cả tại trên bảng nổi danh. Thế nào bán, Triệu công tử có phần tới tinh thần. Tiện nghi. Yếu ớt lão đạo thụ một ngón tay. 1.000. 1.000 vạn, một ngày. Ngươi ăn cướp đâu? Chê đắt, có thể cầm bảo bối đổi. Yếu ớt lão đạo cười ha ha, nháy mắt ra hiệu, thí dụ như, người vĩnh hằng bản nguyên huyết, lại thí dụ như, vận mệnh của ngươi thần thụ. Ngươi tìm người khác a? Triệu Bân nói liền muốn đi. Ta biết ai có linh kiện, yếu ớt lão đạo chậm chậm nói. Mấy ngày không thấy, tiền bối lại đẹp trai. Vừa đi Triệu Bân. Lại quay đầu gạt trở về, cái gọi là linh kiện, dĩ nhiên không phải xe đạp linh kiện, là vĩnh hằng thể linh kiện. Hắn cái này lắp ráp vĩnh hằng thể, thiếu chính là linh kiện. Ai có, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, lại một mặt cười ha hả. Cho ta vài miếng lá cây trước tiên, yếu ớt lão đạo ngoắc ngón tay. Triệu Bân không keo kiệt, tiện tay hái được 3 mảnh. Yếu ớt lão đạo từ không khách khí, phất tay áo thu. Xong, hắn liền ôm bầu rượu. Uống nhàn nhã. Đừng thừa nước đục thả câu a. Ai có, Triệu Bân chọc chọc hàng này. Lý Văn Kiệt, yếu ớt lão đạo nói một cái tên người. Ai là Lý Văn Kiệt? Thần Minh đảo chủ đồ nhi. Hắn ở đâu? Tới, hướng về cái kia nhìn. Yếu ớt lão đạo chỉ một phương. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thì thấy một cái tố y thanh niên, đứng trước tại một cái trước gian hàng, đang cầm lấy một bộ cổ thư lật xem. Toàn thân trên dưới không một chút tiên lực ba động. Phàm nhân, Triệu Bân ngạc nhiên. Ngươi ánh mắt gì, yếu ớt lão đạo mắng. Không phải phàm nhân, Triệu Bân hai mắt cực điểm híp lại, mới biết Lý Văn Kiệt là phản pháp quy chân, có thể để cho hắn một mắt nhìn nhầm, thần minh đảo chủ đồ nhi, tuyệt đối đạo hạnh không cạn. Hắn chi chiến lực không tại Lăng Tuyệt phía dưới, yếu ớt lão đạo rượu vào miệng. Nhân tài như vậy, lại không để tiên bảng, Triệu công tử hít sâu một hơi. Sự thật lại một lần chứng minh, hồng hoang tiên bảng không có nghĩa là toàn bộ, quá nhiều ngọa hổ tàng long hạng người, đều bảng thượng vô danh, bây giờ Lý Văn Kiệt, chính là một cái ví dụ rất tốt. Đang khi nói chuyện, hắn đã xẹt tới. Đúng lúc gặp Lý Văn Kiệt quay người, đi cái đối mặt. Phản pháp quy chân người, chợt nhìn thật đúng là không có gì lạ thường. Nhưng, người càng là như vậy càng đáng sợ. Gặp gỡ tức hữu duyên, uống một chén. Triệu Bân cười nói. Vĩnh hằng thể, Lý Văn Kiệt tầm mắt không tầm thường, một mắt liền nhận ra Triệu Bân huyết mạch. Nghe nói, người có, Triệu Bân lời nói đến nước này, vô ý thức nhìn về phía yếu ớt lão đạo. Vĩnh hằng linh huyết, lão đạo bổ nửa câu sau. Nửa tháng trước liền đã không ở ta cái này, Lý Văn Kiệt nở nụ cười. Bán, yếu ớt lão đạo nhíu mày. Tặng người, Lý Văn Kiệt cầm một bức họa. Trên bức họa là một nữ tử, xinh cái kia dung mạo tuyệt thế. Triệu Bân gặp chi, cũng lông mày trao lên, nữ tử này hắn nhận ra. Lăng Tuyệt sư tôn, không lo tiên tử. Yếu ớt lão đạo gặp chi, liền lần cảm giác khuôn mặt đau, hắn cũng nhận ra.
Ngày xưa tại tinh không, chính là vị này đem hắn hung hăng so tài một trận. Ta còn có việc, đi trước một bước. Lý Văn Kiệt thu bức họa, quay người càng lúc càng xa. Chờ Triệu công tử lấy lại tinh thần, đã không thấy tung ảnh của hắn. Nói thực ra, không lo tiên tử cũng không như thế nào dễ tìm. Phải, tôi công bận rộn một hồi, yếu ớt lão đạo một tiếng ho khan. Lệnh bài thời hạn, cho ta mấy ngày. Triệu Bân kéo lại hàng này. Cầm lá cây để đổi. Sư tôn ngươi cũng là ta cứu. Một mã thì một mã. Một già một trẻ này cũng là có ý tứ, tại trên đường cái do dự. Mãi đến một người đến, hai hàng mới ngừng công kích. Lại nhìn người đến, là cái bộ dáng làm người hài lòng tiểu tiên tử. Đạo hữu, gia sư cho mời. Tiểu tiên tử khẽ nói nở nụ cười, là đối với Triệu công tử nói. Triệu Bân trên dưới dò xét một phen, mới hỏi, sư tôn ngươi là. Hắc bạch song sát, tiểu tiên tử cười cười. Song sát cũng tại thần minh đảo, Triệu Bân thầm nói. Thỉnh, tiểu tiên tử nói, đi đầu một bước bước ra chân nhỏ. Triệu Bân vội ho một tiếng, tùy theo đuổi kịp, thần sắc còn không như thế nào tự nhiên, gặp nhấc lên song sát, cuối cùng không tự chủ nhớ lại hôm đó hiện trường trực tiếp, đường đường chính chính hương. Diễm, liền cho ngươi hai ngày, nhiều không có, yếu ớt lão đạo cũng theo sau. Cái này hóa ra hảo. Triệu Bân trơn chu cầm thần minh lệnh, có dù sao cũng so không có mạnh. Nhưng thấy lão đạo một tay cầm một khối lệnh bài, liền như vậy nhẹ nhàng vạch một cái, Triệu Bân trên lệnh bài, liền tăng thêm hai ngày thời hạn, chỉnh Triệu công tử, cũng nghĩ lấy tới phủi đi hai cái. Nàng thật không đơn giản, yếu ớt lão đạo truyền âm một tiếng. Đã nhìn ra, Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, cái này tiểu tiên tử, giống như một cái tiểu tinh linh, thánh khiết vô hạ, không nhiễm nửa điểm trần thế. Còn có chính là huyết mạch, dị thường thần bí. Lại là một cái ngọa hổ tàng long hạng người, đồng dạng không có lên tiên bảng. Cũng đúng, hắc bạch song sát dậy ra đồ nhi, há lại là hạng người qua loa. Ba người một trước một sau, đi tới một mảnh rừng trúc bên ngoài. Tiểu tiên tử một bước bước vào, Triệu Bân thì như bóng với hình. Ngược lại là yếu ớt lão đạo, như đụng thép tấm, âm thanh đuan đi quần vang dội. Rất rõ ràng. Hắc bạch song sát không ra thế nào chào đón hắn, bên ngoài hảo, bên ngoài mát mẻ. Đây chính là nhân phẩm. Triệu Bân quay đầu liếc mắt nhìn, tâm tình vô cùng sảng khoái. Lão đạo khuôn mặt liền phá lệ đen, quá cho không mặt. Sâu trong rừng trúc, mơ hồ có thể gặp hai bóng người. Triệu Bân lúc đi vào, đang gặp song sát ngồi ở bờ sông đánh cờ. Tiểu tiên tử có phần hiểu lễ giáo, đem người đưa đến liền yên lặng lui xuống. Này liền tiên vương, Triệu Bân trộm đạo liếc mắt nhìn song sát, có thể ước chừng đoán chừng tu vi, lúc này mới bao lâu a? Liền từ ngày xưa nửa bước thái hư, chạy đến đạo hư cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, song sát phương thức tu luyện cùng người khác khác biệt. Hậu tích bạc phát nội tình, đối với tu vi tăng lên nhiều trợ lực. Thần hải một trận chiến, ngươi vừa giận, hắc sát nhặt cờ lạc tử. May mắn, Triệu Bân có phần biết chuyện. Sách ấm cho hai vị tiền bối châm trà. Có biết tìm ngươi tới cần làm chuyện gì? Bạch sát khẽ nói. Không biết, Triệu Bân thả ấm trà, theo con mắt còn nhìn lướt qua thế cuộc. Hắn cũng là một cái đánh cờ người trong nghề, hắc sát ván này, sợ là phải thua. Lại xem cái này, hắc sát bóp nát một khối ký ức tinh thạch. Phong tồn trong đó hình ảnh, thành một đạo màn nước, chiếu rọi ở giữa không trung. Trong tấm hình, là một cái thanh niên áo tím. Đang xếp bằng ở núi Chi Đỉnh, mộc lấy tinh huy ngộ đạo, cái này đều không gì, chủ yếu là hắn tôn dung, càng là cùng Triệu Bân sinh giống nhau như đúc. Thế gian này, lại còn có người cùng ta sinh giống nhau như vậy. Triệu Bân thổn thức, đâu chỉ sinh giống nhau, hắn vẫn là một tôn đạo thể. Vĩnh Hằng đạo thể, Bạch Sát đạo. Vĩnh Hằng, đạo thể, Triệu Bân thần sắc kinh ngạc. Người quả thực không biết hắn là ai. Hắc Sát cười nhìn Triệu Bân. Chưa từng thấy. Triệu Bân lắc đầu, nói cũng đúng lời nói thật. Vậy cái này mới là lạ. Xác định là Vĩnh Hằng đạo thể. Ngươi là đang chất vấn ta hai người tầm mắt, hắc bạch song sát đều nói. Sợ Triệu Bân không tin, bạch sát cũng bóp nát một khối ký ức tinh thạch, lần này chỗ chiếu dọi đi ra ngoài, là đại chiến hình ảnh, hắc bạch song sát cùng cái kia Vĩnh Hằng đạo thể đại chiến hình ảnh. Triệu Bân hai mắt híp lại, nhìn cũng rõ ràng. Dị tượng không lừa được người, thực sự là Vĩnh Hằng đạo thể. Thế gian lại còn có Vĩnh Hằng truyền thừa, hơn nữa. Cùng hắn sinh giống nhau như đúc. Cái này mẹ nó trùng hợp.
Có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi nhưng có nghĩ tới, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Bạch Sát lời nói bên trong bao sâu ý. Tiền bối ý tứ, ta là nhập thế hóa thân. Triệu Bân nhíu mày. Phải hay không phải, thử xem liền biết. Hắc Sát nhẹ phẩy tay, trong tay áo bay ra một tia quang, chính xác nói, là một khỏa linh châu, nhuộm huyền dị chi khí, lại khắc họa cổ lão bí văn. Trần Châu, Triệu Bân nhận ra cái đồ chơi này. Ngày xưa, Không Niệm Thiên cũng có một khỏa, bất quá đã nát. Rót vào một tia hồn lực, liền có thể biết rốt cuộc. Bạch Sát cười nói, cái này không được đâu, chuẩn bị cho ngươi hỏng làm sao xử lý. Tiểu bối, ngươi cũng quá coi thường Trần Châu. Đây chính là ngươi để cho ta thử. Làm hư cũng đừng làm cho ta bồi. Triệu Bân không nói nhảm, tế một tia hồn lực, rót vào trong Trần Châu. Một cái chớp mắt này, Hắc Bạch song sát đều bỏ lại quân cờ, tĩnh nhìn Trần Châu. Một hồi lâu, cũng không thấy này Châu có phản ứng, gì khác thường cũng không có. Không phải hóa thân, song sát trầm ngâm nói. Nguyên nhân chính là không phải hóa thân, chuyện này mới phá lệ quỷ dị. Hai cái sinh giống nhau như đúc người, một cái lắp ráp vĩnh hằng thể, một cái không sứt mẻ vĩnh hằng đạo thể, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn không phải hóa thân, chẳng lẽ vĩnh hằng đạo thể là hóa thân? Song sát liếc nhau, dù chưa ngôn ngữ, nhưng đều có thể từ đối phương trong mắt, đọc ra câu nói này. Khả năng này không phải là không có. Vạn nhất Triệu Bân mất trí nhớ đâu, không nhớ rõ hóa thân một chuyện. Hay là, tiểu tử này đang lừa dối bọn hắn, đặt một cái hóa thân bên ngoài hèn mọn phát dục, lừa gạt được tất cả mọi người. Răng rắc, hai người trầm tư lúc, chợt nghe tiếng tạch tạch, phá lệ thanh thúy. Nhìn qua mới biết, đúng rồi Trần Châu nát, hóa thành một đống mảnh vụn. Cái này, Hắc Bạch song sát gặp chi, tất cả khóe miệng kéo một cái. Cái này mẹ nó Trần Châu a, chân quý bực nào, này liền nát. Hôm nay mặt trăng, thật tròn cái nào. Triệu công tử thì ngửa ra đầu, nhìn về phía hư vô cùng mờ mịt, mặc dù là cái giữa ban ngày, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng hắn thưởng thức ánh trăng, một bộ thần thái, rất tốt giải thích một phen, ta nói không thử a. Các ngươi không phải để cho ta thí, nhìn, nhà ngươi hạt châu nát a. Hắc Bạch song sát không ngôn ngữ, nhào nhào đứng lên, một trái một phải đứng ở Triệu Bân trước người, đầu tiên là trên dưới một phen quét lược, lúc này mới vòng quanh Triệu Bân xoay lên vòng nhi, ân, đi lòng vòng nhìn. Bạch Sát còn tốt, ngược lại là Hắc Sát, xoay quanh nhìn lên, còn khi thì đưa tay, xoa bóp Triệu Bân cánh tay nhỏ bắp chân, tiểu tử này là thần minh sao? Chỉ một tia hồn lực, lại nát Trần Châu. Không phải thần minh a. Thật lâu, hai người mới kết luận. Hắn chính là một cái động hư cảnh, hàng thật giá thật. Đây mới là lạ. Song sát thần thái, cực kỳ phiền muộn. Vĩnh hằng đạo thể sự tình còn chưa hiểu rõ, lại tới một cái càng quỷ quái. Hai vị tiền bối là ở đâu gặp được vĩnh hằng đạo thể? Cơ chí Triệu công tử, trơn tru rời đi chủ đề, hơn nữa thần sắc chân thành tha thiết, chợt nhìn cũng giống như một cái khiêm tốn cầu cạnh đại hảo thanh niên. Trang cũng tốt, diễn kịch cũng được. Hắn thật sự nghĩ biết vĩnh hằng đạo thể lai lịch. Thái cổ tinh vực, phổ thiên tinh thần. Song sát không giấu giếm, còn tại xoay quanh nghiên cứu Triệu Bân. Giải rác bát tự, Triệu Bân yên lặng ghi tạc trái tim, chờ thần minh đảo chuyện, liền đi điều tra một phen. Nghĩ như vậy, hắn quay người liền muốn đi. Song sát từ không làm, riêng phần mình đưa tay đem hắn níu lại. Còn có việc, Triệu Bân hỏi. Trần Châu hủy, Hắc Sát ngữ trọng tâm trường nói. Lời này, còn có nửa câu sau, người phải bồi. Ta phải giảng đạo lý a. Triệu Bân mắt liếc hàng này. Không bồi thường cũng được, thuận tiện hay không thưởng vài miếng lá cây. Bạch Sát cười tủm tỉm nói. Hai người đặt cái này người giả bị đụng đâu rồi? Triệu Bân mặt đen một phần. Không lấy không, Hắc Sát lật tay lấy một vật, chính là thần minh lệnh. Bạch Sát cũng nhẹ phẩy ống tay áo, lại một khối thần minh lệnh treo ở giữa không trung. Lệnh bài thời hạn, đổi lấy người tạo hóa chi diệp. Hai người cười nói. Cái này còn giống câu tiếng người. Triệu Bân nhìn nhìn hai người trên lệnh bài con số, tiện tay lột một cái lá cây, mười mấy phiến là có, đổi lệnh bài thời hạn đầy đủ. Song sát cũng dứt khoát, tiện tay đem thời hạn quay lại. Cầm thần minh lệnh, Triệu Bân vắt chân lên cổ chạy mất tăm. Sau lưng, song sát ánh mắt, phá lệ thâm thúy, vĩnh hằng đạo thể một chuyện không đơn giản. Trần Châu một chuyện càng không đơn giản, cái kia gọi Triệu Bân tiểu tử, tuyệt đối cất giấu kinh thiên bí mật.
Sau đó, chính là lòng của hai người đau thời gian. Thật tốt một khỏa trần châu, nói nát liền nát. Cũng trách bọn hắn, nhất định để Triệu Bân nếm thử. Ai? Cùng với một tiếng thầm than, hai người đều vào sâu trong rừng trúc. Tạo hóa chi diệp có, bọn hắn phải rèn sắt khi còn nóng, tới một hồi thuế biến. Bên này, Triệu Bân một đường bay tán loạn, như một tia u quang. Đi ngang qua một gốc cây già lúc, hắn vô ý thức định rồi thân hình. Dưới cây có người, chính là tiểu tiên tử, đang tại nâng bút vẽ tranh. Có lẽ là hiếu kỳ, Triệu Bân thăm dò liếc nhìn. Vẽ lên cũng là nữ tử, đẹp tựa như ảo mộng. Tú Nhi, Triệu Bân trong lòng một lời. Không tệ, tiểu tiên tử vẽ người, cùng Nguyệt Thần như một cái khuôn lúc đi ra ngoài. Nhà đầu, người vẽ là ai? Triệu Bân đứng ở bàn phía trước. Nguyệt Thần, tiểu tiên tử khẽ nói nở nụ cười, đặt bút lại là một vòng. Vì cái gì vẽ nàng? Triệu Bân thuận miệng hỏi một chút. Ta thường xuyên mộng thấy nàng, tiểu tiên tử cười nói. Nghe chi, Triệu Bân lại nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều tiểu tiên tử một mắt, thường xuyên mộng thấy Nguyệt Thần. Đây là gì cái đạo lý, chẳng lẽ, nhà đầu này cùng Nguyệt Thần có ngọn nguồn hay sao? Hắn nhìn lên, tiểu tiên tử đã thả xuống bút vẽ. Xong, thì thấy nàng xách ra một cái túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một cái con dấu, giống một cái tiểu hào ngọc tỷ. Chỉ có hài nhi bàn tay cái kia to bằng, nàng đối với con dấu hả hơi, lúc này mới trên bức họa đóng cái chương, ngụ ý rõ ràng, bức họa này ta làm. Chính là nàng cử động này, để cho Triệu Bân con mắt sáng lên một cái. Nhà đầu này có bảo bối, ngay tại cái kia trong túi chữ vật, vừa mới tiểu tiên tử từ bên trong cầm con dấu lúc, hắn mơ hồ có phát giác, nên độn giáp chữ thiên, Long Uyên đã ở run rẩy. Tiểu muội muội, người túi đựng đồ này có thể hay không cùng ta nhìn một chút? Triệu Bân cười nói, không thể, tiểu tiên tử nói, lại đem túi chữ vật cất, sư phụ nói, người cuối cùng trộm nhân bảo bối. Bên trên một cái chớp mắt còn cười ha hả Triệu công tử, một cái chớp mắt này, sắc mặt lại có chút đen, hơn nữa, còn có một loại trước nay chưa có xúc động, tự nhiên mà sinh, đó chính là hướng về song sát trong chăn, nhét mấy chục cân bạo phù, nổ hắn cái bay đầy trời, dám nói ta nói xấu. Ta không trắng nhìn. Phát hỏa về phát hỏa. Triệu Bân vẫn là một mặt cười làm lành. Vì thế, hắn còn hái được một mảnh tạo hóa chi diệp, một mặt cười híp mắt nhìn xem còn nhỏ tiên tử, thần thái kia, cực giống một cái móc chân đại hán, làm bộ quả lừa gạt học sinh tiểu học tên vở kịch. Tạo hóa chi diệp, tiểu tiên tử mắt to chớp. Có cho hay không nhìn, Triệu Bân cầm lá cây lung lay. Ta nơi này cũng không gì bảo bối. Xem đi, vẫn là bánh kẹo dễ dùng, tiểu tiên tử lại đem túi chữ vật lấy ra. Tiện tay đưa cho Triệu Bân, cũng là thuận tay cầm tạo hóa chi diệp, treo ở lòng bàn tay hiếu kỳ dò xét, nàng vẫn là đầu hẹn gặp lại bảo vật này. Triệu Bân tay chân, so với nàng càng trơn tru, đã giật ra túi chữ vật, mắt to đi đến một nhìn, đích xác không có gì đáng tiền vật, đơn giản một chút phù chú cùng bổ huyết đan thuốc, trừ này, chính là một cái lược. Liền ngươi, Triệu Bân lấy ra lược. Độn giáp chữ thiên khắc vào trên lược, chợt nhìn cũng không gì lạ thường. Đối với cái này, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chữ thiên như không có khai quang, chính là tĩnh mịch nặng nề, cùng phổ thông chữ viết không có gì khác nhau, nếu không phải Long Uyên bên trên chữ có cảm ứng, hắn cũng khó nhìn ra. Ta cùng với cái này lược rất là hữu duyên. Triệu Bân một lời thâm trầm, thần sắc ý vị thâm trường. Không đợi tiểu tiên tử mở miệng, trong tay hắn lại nhiều một mảnh tạo hóa chi diệp, hai tay chỉ kẹp lấy, thế nào nhìn đều giống như khen người tiền thiếp động tác. Trong lúc giơ tay nhấc chân, rất có thổ hào khí chất. Vẫn là câu nói kia, lá cây không còn có thể sống lại nữa. Nhưng độn giáp chữ thiên, lại là chân thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người này cỡ nào kỳ quái, tiểu tiên tử biểu lộ quái dị. Bất quá, nàng vẫn là thu tạo hóa chi diệp, cái này mua bán kiếm bổn không lỗ. Hẹn gặp lại, Triệu Bân cầm lược, quay người không còn hình bóng. Nhìn hắn chạy như vậy nhanh. Tiểu tiên tử không khỏi gãi đầu một cái kia lược, rất bất phàm sao. Người kia sao như nhặt được bảo bối, vì thế, còn không tiếc cầm tạo hóa chi diệp để đổi. Nàng không suy nghĩ nhiều, lại đề bút vẽ, lại muốn làm một bức họa. Chẳng biết tại sao, gần nhất mơ tới Nguyệt Thần số lần càng ngày càng thường xuyên. Bên này, Triệu Bân đã luyện ra lược bên trên chữ thiên, trước tiên lấy lôi điện rèn luyện một phen, lúc này mới khắc ở Long Uyên bên trên, nó giống như tươi sống. Từng tấc hư hóa, mãi đến gom vào kiếm thể. Cảm giác thật mỹ diệu.
Long Uyên cười hắc hắc, toàn thân kim quang lấp lóe. Nó như ngựa hoang mất cương, giữa không trung chợt tới chợt lui. Không tệ. Triệu Bân trên dưới quét lược, càng xem càng thuận mắt. Hắn tâm tình này thư thản, hắn tử phủ bên trong tạo hóa thần thụ, thì hơi run một chút, giống như là đang biểu đạt một loại nào đó kháng nghị. Triệu Bân gặp chi, không khỏi một tiếng ho khan. Cũng không thể lại lột lá cây, lại lột liền trơ trọi. Quay đầu cho ngươi tìm chút thuốc bổ. Triệu Bân cười ha ha. Tạo hóa thần thụ hình như có linh, giống như nghe hiểu, lúc này mới an phận xuống dưới. Dừng chút bên ngoài, yếu ớt lão đạo còn tại, Triệu Bân đi ra lúc, cái kia hàng đang ngồi xếp bằng tại trên tảng đá, một mặt thâm trầm nhả khói, khói mù lượn lờ bên trong, như tự tại tu tiên. Đầu thật cứng rắn a. Triệu Bân một tiếng thổn thức, rất có thưởng thức tính nhìn xem lão đạo cái chán, một khối xanh một miếng tím, không khó tưởng tượng, hắn tiến rừng trúc sau, lão đầu nhi này không ít trở ngại, ân, cũng chính là rừng trúc kết giới. Song sát tu vi tuy thấp, nhưng tạo ra kết giới, cũng vô cùng huyền ảo, bằng không thì, cũng sẽ không đem một tôn đỉnh phong tiên vương ngăn tại ngoài cửa. Gặp Triệu Bân đi ra, hắn trơn tru nhảy xuống nham thạch, một cái kéo lại Triệu công tử, song sát tìm ngươi làm gì. Còn có thể làm gì, mời ta nhìn hiện trường trực tiếp. Triệu Bân thuận miệng nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, yếu ớt lão đạo con mắt, cái kia bóng loáng a. Trực tiếp, gì trực tiếp, nam nữ hỗn hợp loại kia. Triệu Bân không để ý, đã bước chân, trong lòng thầm nhủ chính là Trần Châu cùng Vĩnh Hằng đạo thể, hạt châu vỡ vụn hắn không biết nguyên do, mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài đạo thể, hắn cũng là không hiểu ra sao, còn có tiểu tiên tử, vì đi thường xuyên mơ tới Nguyệt Thần. Đây đều là nỗi băn khoăn. Nói thầm gì đây, yếu ớt lão đạo xông tới. Lão đạo, hỏi ngươi nghe qua chuyện, Triệu Bân ôm bầu rượu. Nói, hồn lực rót vào Trần Châu, khiến hạt châu vỡ vụn, đây là gì cái đạo lý? Không có gì đạo lý, đơn giản hai loại khả năng. Đạp tay yếu ớt lão đạo, đường đường chính chính vuốt râu một cái, hoặc là thí hồn giả quá cường đại, kỳ hồn lực vượt qua Trần Châu cực hạn chịu đựng. Hoặc là thí hồn giả chính là vi phạm quy tắc tồn tại, cùng Trần Châu lên va chạm. Triệu Bân nghe xong hơi nhíu mày, lão đạo nói hai loại khả năng, có vẻ như đều cùng hắn không dính dáng, hắn một cái động hư cảnh, có thể có bao nhiêu cường đại, hắn nhóm này trang vĩnh hằng thể, còn có thể xúc phạm cấm kỵ. Còn có khả năng loại thứ ba, lão đạo lại bồi thêm một câu. Là cái gì? Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Thí hồn Trần Châu, là cái đồ dỏm, lão đạo ý vị thâm trường nói. Coi như ta không có hỏi, Triệu Bân bước nhanh hơn. Chớ đi a, lão đạo đi mau một bước, lần thứ hai kéo lại Triệu công tử, cũng không để ý Triệu Bân có nguyện ý hay không, kéo lên liền đi, ra ra dẫn người đi chỗ tốt. Triệu Bân vốn không nguyện ý, vẫn là bị nài ép lôi kéo kéo đi. Hai người lại hiện thân nữa, đã là một tòa dưới chân linh sơn. Ngửa đầu mong nhìn, sơn phong cao vút trong mây, có mông lung chi quang rong chơi. Trừ này, chính là một vòng nhàn nhạt mùi thuốc. Nếu đoán không sai, có người ở trong núi luyện đan. Dừng bước, trước sơn môn, có hai tiểu đồng lập ngay ngắn, gặp hai người đi tới, cách thật xa liền quát một tiếng. Triệu Bân gượng cười, biết tới đường đột. Nhưng yếu ớt lão đạo, nhưng là không còn tính khí tốt như vậy, thuần thục, liền đem hai tiểu đồng treo trên cây, thuận tiện, còn cho hai người đưa vào mộng đẹp. Như vậy quấy rầy người luyện đan, không tốt à? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Ta lại không nhắc lên hắn đan lô. Yếu ớt lão đạo phủi tay, nhanh chân vượt qua sơn môn. Triệu Bân liếc nhìn hai tiểu đồng, cũng đi theo vào. Núi này rất bất phàm, bên trong có càn khôn, âm thầm ẩn giấu rất nhiều pháp trận. Còn có, sơn phong chủ nhân, hẳn là một cái luyện đan sư không thể nghi ngờ, bởi vì lên núi một đường, hắn nhìn thấy không chỉ một phiến tiên thổ, trồng tất cả kỳ hoa dị thảo, trong đó có không ít, hắn chớ nói nhìn thấy, nghe đều không nghe qua. Đồ tốt, Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng. Nhìn về nhìn, cũng không thể mù tùy tiện. Cấm chế quá nhiều, không để ý liền sẽ đi trong hố. Không lâu, hai người leo lên đỉnh núi. Đích xác có người ở luyện đan, là cái tai to mặt lớn lão đầu nhi, tóc trắng tròm râu bạc phơ, lại tu vi không kém, nhìn nó ý uẩn, nói tới tiên vương đỉnh phong, khí chàng rất là không tầm thường. Cái này ai làm a? Triệu Bân giật giật yếu ớt lão đạo góc áo. Hòa khí chân nhân, lão đạo trả lời một câu, mang bên mình ngồi xuống. Nghe chi, Triệu Bân không khỏi nhìn thêm một cái lão đầu mập. Ân, tuổi già sức yếu,
mặt mũi hiền lành, dài chính là thật hòa khí. Sao rảnh rỗi tới chỗ ta? Hòa khí chân nhân cười nói. Nhớ ngươi thôi, yếu ớt lão đạo lại sủi tay, không thấy luyện đan giả, liền nhìn chằm chằm đan lô nhìn, trong đó đan dược đã thành hình, cấp bậc còn không thấp, hương vị nên không tệ. Sợ là nghĩ đan dược a? Hòa khí chân nhân nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Triệu Bân trên thân, trong truyền thuyết vĩnh hằng thể, quả là nhân trung long phượng, Đại La Tiên Tông nhặt được bảo. Ngọn lửa thật là bá đạo, Triệu Bân nhìn nhưng là hòa khí chân nhân hỏa, như tuyết trắng noãn, lóe lên là huyền dị chi quang, tang thương cổ lão chi khí, cũng là khi thì tỏa khắp. Đó là thượng thanh tiên hỏa, yếu ớt lão đạo truyền âm. Thượng thanh tiên hỏa không phải màu tím sao? Triệu Bân nghi hoặc. Thuế biến biết hay không? Hiểu. Lão đại, ta xem nó rất thuận mắt, hỗn thiên hỏa nhảy ra ngoài. Nó một màn này tới không quan trọng, hòa khí chân nhân thượng thanh tiên hỏa, biến rất sao động, đâu chỉ hỗn thiên hỏa nhìn nó thuận mắt, nó nhìn hỗn thiên hỏa cũng rất thơm, đem hắn ăn còn có thể thuế biến. Nếu không thì thế nào nói cũng là hỏa diễm, nghĩ đều như thế một dạng. Hỗn thiên hỏa phấn khởi như vậy, cũng nghĩ đem lên rõ ràng tiên hỏa cho dung. Hảo hỏa diễm, hòa khí chân nhân nở nụ cười. Cười cười, thì thấy hắn hai mắt híp lại xuống. Ba, năm trong nháy mắt sau, mới thấy hắn hít sâu một hơi, nhìn lầm, lại là hỗn thiên ma viêm. À không đúng, nói cho đúng là hỗn thiên ma viêm một mạch chi nhánh, hỏa chi nguyên dị thường tinh túy. Thế nào cảm tạ ta? Yếu ớt lão đạo cười nhìn hòa khí chân nhân. Lò đan này, về ngươi, hòa khí chân nhân mỉm cười. Triệu Bân nhìn một chút yếu ớt lão đạo, lại nhìn hòa khí chân nhân. Rất rõ ràng, hai cái này lão đầu nhi có giao dịch, hơn nữa cùng hắn hỗn thiên hỏa có liên quan. Cứ nói đi, yếu ớt lão đạo sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn tới này. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn trơn tru triệu hồi hỗn thiên hỏa, trơn tru đem hắn đưa vào vĩnh hằng giới, đây chính là cục cưng quý giá của hắn, là tuyệt sẽ không bán, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dưới ánh trăng thần minh đảo, được an lành chi quang. Cho dù là ban đêm, ở trên đảo vẫn như cũ rất phồn hoa, đặc biệt là trên đường cùng trong núi tiểu đạo, nhiều người ảnh nhốn nháo, phần lớn là chạy tới đảo bảo bối, cũng không ít trưởng bối, dẫn nhà mình tiểu bối, chạy tới mở mang hiểu biết, thuận tiện, đi thần minh di tích cổ nhìn một chút, tạm thời cho là lịch luyện. Nhưng, an lành cùng phồn hoa phía dưới, lại cất giấu một vòng giết chết cơ. Thần minh đảo cấm ẩu đấu, nhưng thần minh di tích cổ lại không có cái này hạn chế. Di tích cổ là ngộ đạo nơi tốt, nhưng cũng là rất nhiều người phần mộ, luôn có như vậy mấy người, vào di tích cổ chính là vì giết người cướp của, hơn nữa. Chuyên chọn bọn tiểu bối hạ thủ. Bực này ví dụ, đã là nhìn mãi quen mắt. Từ xưa, chính là cơ duyên và ách nạn cùng tồn tại. Phàm là vào di tích cổ giả, cơ bản đều có cái này giác ngộ. Xuất đan. Đỉnh núi, hòa khí chân nhân hét lên một tiếng. Tùy theo, thì thấy một khỏa mượt mà đan dược, trùng tiêu mà lên. Đan dược nhuộm quang huy, tại hư không vẽ ra một đạo hoa mỹ màu sắc. Quá nhiều người hướng cái này nhìn, có thể gặp đan dược dị tượng, màng liên kết phủ tạng lấy rất xa, vẫn như cũ có thể ngửi được đan thơm khí, đó là một khỏa phẩm giai không thấp tiên đan, lão bố nhóm đều ánh mắt rạng rỡ. Hảo đan, thân ở đỉnh núi Triệu Bân, cũng tại ngửa đầu nhìn. Tiên vương chính là tiên vương, luyện ra đan chính là bất phàm. Hắn cũng là luyện đan sư, so sánh cùng nhau còn kém quá xa. Xuống đây đi ngươi. Yếu ớt lão đạo có phần tự giác, cách không dò xét tay. Hòa khí chân nhân nói, viên này đan thuộc sở hữu của hắn. Đan dược bị tóm lại, liền treo ở hắn lòng bàn tay, thấm vào ruột gan đan khí, như tự hải triều, đâm đầu vào mãnh liệt, Triệu Bân ngửi một cái, chợt cảm thấy tinh thần đại chấn, đan này quá bất phàm. Cho ta xem thôi. Xéo đi. Ta sẽ nhìn một chút. Một già một trẻ lại đặt cái kia lôi kéo, hình ảnh rất không hài hòa. Hòa khí chân nhân đã đi tới, luyện đan tiêu hao không nhỏ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tiểu hữu, hòa khí chân nhân hiền hòa nở nụ cười. Hỏa diễm ta không bán, Triệu công tử chứng trạc đàng hoàng. Không mua hỏa diễm của ngươi, hòa khí chân nhân cười cười. Sau đó, hắn mới bổ nửa câu sau, muốn mượn tiểu hữu hỗn thiên hỏa, giúp lão hủ luyện hóa một vật. Lấy tiền bối tu vi, thêm nữa thượng thanh tiên hỏa, cũng luyện không thay đổi vật kia. Cùng tu vi không quan hệ, thượng thanh tiên hỏa luyện không thay đổi, cần ngươi hỗn thiên hỏa. Này ngược lại là mới lạ, Triệu Bân thổn thức. Không trắng dùng,
Hòa khí chân nhân lấy một túi chữ vật. Trong túi, thả hai khỏa đan dược, một vàng một bạc phá lệ chói mắt. Sư phụ nói, giúp người làm niềm vui, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Triệu Bân Trơn Chu tiếp nhận. Người ra sư cha, sợ là cùng Phật môn có thù. Yếu ớt lão đạo mắt liếc hàng này. Triệu Bân xem thường, có chỗ tốt cầm, không cần thì phí. Bên này, hòa khí chân nhân đã lấy một vật. Triệu Bân trách mắt xem xét, mới biết là cái hộp đen. Hộp này rất cổ lão, nhuộm ma quang, có ma khí rong chơi, càng có từng đạo ma văn điêu khắc, nhìn lên liền biết, là ma chi truyền thừa vật, hơn nữa nhiều năm rồi. Hắn tại nhìn, vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương cũng tại nhìn. Cái đồ chơi này là hắn, tại rất nhiều năm trước liền thất lạc. Không nghĩ, lưu lạc đến thần minh đảo. Đây là, Triệu Bân tò mò hỏi. Không biết, hòa khí chân nhân một tiếng ho khan, vật này chiếm được chợ đen, đã có trăm năm, lão phu từng tìm thần minh đảo chủ nhìn qua, trong đó. Nên bịt lại một tông bảo vật. Gì bảo vật? Đến nay mở không ra. Hiểu rồi. Triệu Bân tiến lên một bước, tiến tới cái hộp đen phía trước, trên dưới trái phải nhìn. Hắn cực kỳ xác định, trên cái hộp từng đạo ma văn, là phong ấn, cần phương pháp đặc thù mới có thể đem nó mở ra, cứng rắn muốn cưỡng ép mở ra, chắc chắn sẽ hư hao trong đó bảo vật. Rất nặng nề. Triệu Bân đưa tay vuốt ve, như đang sờ băng u cục. So sánh hàn ý, hắn càng khiếp sợ hộp ma trọng lượng, nhìn mảnh không gian này, bởi vì mà vặn vẹo, rất có bắn nổ điềm báo. Nếu không phải cực hạn trọng lực, không phải là cảnh tượng này. Ma khí này, cỡ nào quen thuộc, Triệu Bân trong lòng một lời. Cẩn thận phân rõ sau, hắn mới con mắt tránh tinh quang, cùng đại ma vương khí tức giống nhau. Khó trách muốn hỗn thiên hỏa, ai bảo hỗn thiên hỏa là hỗn thiên ma viêm một mạch chi nhánh đâu. Đừng xem, mở cả A, yếu ớt lão đạo ngáp một cái. Ta thử xem, Triệu Bân tâm niệm khẽ động, đem hỗn thiên hỏa triệu vĩnh hằng giới. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn ta. Hỗn thiên hỏa rất hăng hái, trước tiên ở giữa không trung chạy một vòng, cái này mới dùng hỏa diễm bao khỏa hộp ma, hắn liệt diễm hừng hực, hướng chết nung khô. Cái này hỏa, có chút ý tứ. Hòa khí chân nhân vuốt râu, có phần xem trọng hỗn thiên hỏa, linh trí cao như thế, hơn nữa tính tình, cùng chủ nhân giống nhau như vậy. Ba người tất cả tập trung vào hộp ma, yên tĩnh nhìn nó biến hóa. Cổ lão ma văn, thật có buông lỏng. Ma quang đang lóe lên. Có hy vọng, hòa khí chân nhân có phần tới tinh thần. Bên cạnh thần yếu ớt lão đạo, cũng là ánh mắt lập lòe, rất muốn biết, bên trong chứa cái gì, ngay cả thần minh đảo chủ đều không phá nổi phong ấn, hẳn là một tông bất phàm bảo vật. Ma văn là có buông lỏng, nhưng tốc độ rất chậm. Mãi đến sau nửa đêm, ma văn mới hơi có lưu chuyển. Hỗn thiên hỏa cẩn trọng, Triệu Bân thì đặt cái kia nhào nặn mắt, chỉ trách mở tiên nhãn nhìn lén hộp ma. Gì cũng không nhìn thấy không nói, còn gặp cái phản phệ, hai mắt hứa ra kim tinh. Tản, muốn tản. Chẳng biết lúc nào, mới ngửi yếu ớt lão đạo một tiếng gào to. Nhìn trên hộp ma bí văn, đang cùng nhau tiếp một đạo rút đi. Đây không phải luyện hóa, mà là tại mở khóa, bí văn chính là hộp ma khóa. Kích động nhất bất quá hòa khí chân nhân, hắn tìm người tính qua, trong đó chi vật là cái chân bảo hiếm thế, trăm năm trước đãi tới một cái vật. Tối nay cuối cùng là muốn mở ra bảo tàng. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, rất nhanh vang vọng ra. Hỗn thiên hỏa tản hỏa diễm, ỉu xìu không đáng chú ý. Mặc dù không phải luyện hóa, nhưng mở cái này khóa thật sự rất tốn sức. Ta giúp ngươi mở. Yếu ớt lão đạo kéo ống tay áo, nhẹ nhàng vén lên hộp ma. Hòa khí chân nhân thì một tay bấm niệm pháp quyết, mở che lấp kết giới, miễn cho bảo vật kèm theo cổ lão dị tượng, lại rước lấy ngoại nhân vây xem. Tài không lộ ra ngoài đi. Lén lén lút lút liền tốt. Oanh! Hộp ma mở ra trong nháy mắt, một cỗ rộng rãi bàng bạc chi lực, từ bên trong mãnh liệt tuôn ra. Khoảng cách gần nhất yếu ớt lão đạo, tại chỗ bị chấn lật ra đi, còn có hòa khí chân nhân cùng Triệu Bân, cũng cùng nhau bị đụng bay, hai đại tiên vương còn tốt, Triệu công tử suýt nữa tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Thoải mái! Mắt thấy Triệu Bân ăn quả đắng, đại ma vương tâm tình vô cùng sảng khoái. Không phải nhà mình đồ vật, thiếu đụng cho thỏa đáng, hậu quả rất nghiêm trọng. Oanh! Không đợi ba người rơi xuống đất, lại là một tiếng ầm ầm. Là hộp ma đang run, có lẽ là quá nặng nề, hắn ngọn núi đều lắc lư. Sau đó, thì thấy trong hộp kinh hiện vòng xoáy, sức cắn nuốt vô cùng kinh khủng. Hai đại tiên vương miễn cưỡng ổn định trận cước,
ngược lại là họ Triệu vị kia, một cái không có thế nào đứng vững, tại chỗ bị hút tới, chờ hai tiên vương phản ứng lại, Triệu Bân đã bị nuốt vào trong hộp ma. Gì tình huống? Yếu ớt lão đạo từng bước đi tới, muốn đem Triệu Bân túm ra. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn là chậm, hộp ma đã tự động khép kín, không chỉ khép lại, lúc trước rút đi từng đạo ma văn, lại một đường tiếp một đạo ấn ra, đem hộp ma khóa. Hộp ma yên tĩnh treo ở giữa không trung. Mộc lấy ảm đạm tinh huy, nó càng lộ vẻ tang thương cổ lão. Triệu Bân, yếu ớt lão đạo biểu lộ ra khá là vội vàng, lần lượt vuốt hộp ma. Không vội không được a, cái này mẹ nó Đại La Tiên Tông thánh tử, năm nào muốn nâng lên một cái truyền thừa, cái này như tại trong hộp ma có chuyện bất chắc, không niệm thiên còn không giết chết hắn. Sao sẽ như thế? Hòa khí chân nhân thần sắc, cũng phá lệ tái nhợt. Bảo bối một cái không có mở đến, còn mẹ nó dựng một nhân tài đi vào. Thật lâu, cũng không thấy trong hộp có đáp lại. Đến nỗi Triệu Bân, bọn hắn cũng không biết là chết hay sống. Dù sao, ai cũng không tiến vào qua, quỷ hiểu được bên trong là gì cái tình trạng. Chanh! Yếu ớt lão đạo gấp, tiện tay xách ra một cây đao, muốn mạnh mẽ bổ ra hộp ma. Hòa khí chân nhân gặp chi, mang mang ngăn lại, cưỡng ép phá phong, sợ là thương tới tính mạng hắn. Cũng không thể làm như vậy chờ lấy. Yếu ớt lão đạo như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng. Chuyện này trách hắn, mở hộp ma phía trước, nên trước tiên đem Triệu Bân bảo vệ. Cái này chỉnh, đem người cho lộng không còn. Tìm đảo chủ. Hòa khí chân nhân sủy hộp ma, một bước lên trời mà đi. Yếu ớt lão đạo trơn tru đi theo, có lẽ là đi gấp, trong tay còn mang theo cái thanh kia tiên đao, thậm chí đi ngang qua người gặp chi, bất giác cho là hắn đang đuổi giết hòa khí chân nhân đâu. Triệu Bân lại hiện thân nữa, chính là một cái đen như mực thế giới. Hắn là từ trên trời rơi xuống tới, là tấm tấm dòng dã một cái chữ lớn kề sát đất trên mặt, lúc trước bởi vì hộp ma chi lực va chạm, hắn vốn là trạng thái không ra thế nào hảo, bây giờ lại tới đây giống như một ném, đường đường chính chính bị vỡ nát gãy xương, nghiễm nhiên một cái còn sống bánh thịt. Hắn bị ngã mơ hồ, rất lâu cũng không đứng dậy. Long Uyên bọn chúng tất cả kêu gọi, làm gì cũng không có đáp lại. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Vĩnh Hằng cánh cửa bên trong. Ma vương thầm mắng có phần khó chịu. Đây chính là cái nơi tốt, không biết bao nhiêu người chèn phá ra đầu muốn vào tới đâu. Chỉ tiếc, chưa có người biết hộp ma càn khôn. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, mang theo đau đớn ý vị. Gân cốt đều bị ngã cái nát bấy, hắn có thể không đau sao? Đây là đâu? Hắn đứng dậy lúc, mờ mịt nhìn xem tứ phương. Những gì thấy trong mắt tất cả màu đen một mảnh, lại ma khí tung bay. Hắn vô tận thị lực, cũng không trông thấy cái gọi là phần cuối. Lại nhìn dưới chân, là xốp màu đen thổ nhưỡng. Nhận ra đây là đâu không? Tiên lôi cũng đi ra, cọ sát hỗn thiên hỏa. Không biết, hỗn thiên hỏa bay tới bay lui, nó là hỗn thiên ma viêm một mạch chi nhánh không giả, nhưng không có nghĩa là nó liền có trí nhớ của đời trước, tựa như cái này đen thui thế giới, một chút ấn tượng đều không. Hộp ma không gian. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, còn tại mong nhìn tứ phương. Cái này phòng trong thành càn khôn, nghiễm nhiên một phương đại thế giới. Lão đầu nhi, Long Uyên tiếng kêu gọi vang dội, la lên yếu ớt lão đạo. Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng không nhàn rỗi, đều nổi lên giọng. Vô dụng, nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới. Triệu Bân mở ra bước chân, một đường đi dọc theo đường đi phía dưới tả hữu mong nhìn. Trong đi lại, hắn không chỉ một lần hóa ra phân thân, chạy về phía tứ phương xem xét. Đây là một cái đại thế giới không thể nghi ngờ, hơn nữa bao la vô biên, bởi vậy có thể thấy được, hộp ma chủ nhân, đối không gian rất có lĩnh hội, bằng không thì, cũng sẽ không đem càn khôn tạo mênh mông như vậy. Đây là chỗ nào? Nghi ngờ lời nói, đột nhiên vang lên. Là kiếm thánh tỉnh, đã bay ra Triệu Bân tử phủ. Triệu Bân không giấu giếm, đem lúc trước sự tình giải thích một phen. Kiếm thánh tàn hồn tung bay, trên không trung vừa đi vừa về du đãng. Long Uyên nó ba cũng là có ý tứ, theo đuôi kiếm thánh chạy tới chạy lui. Vẫn là Triệu công tử hàm xúc, đứng ở tại chỗ yên lặng chờ kiếm thánh, vị tiền bối này không tầm thường, chiến lực cực mạnh có thể đổ bán thần, tầm mắt từ cũng sẽ không tục, nhất định có thể nhìn ra nơi đây manh mối. Nên hỗn thiên ma giới, kiếm thánh quay về lúc, cho xác định đáp án. Hỗn thiên ma giới, Triệu Bân nhíu mày, thật cùng hỗn thiên đại ma vương có liên quan. Chính xác nói.
là cùng Hỗn Thiên Ma Thần có liên quan, ta từng nhìn qua một bộ bí quyển, cuốn chúng lời, Hỗn Thiên Ma Thần từng luyện không gian tại hộp ma, thành một phương đại giới, là Hỗn Thiên Ma Giới. Cuốn chúng nhưng có nói, như thế nào ra Hỗn Thiên Ma Giới? Không có nhắc đến, Kiếm Thần Tàn Hồn hơi run một chút rung động. Sau đó, hắn còn bù đắp một phen lời nói, nếu ta tại thời kỳ đỉnh phong, hứa có thể cưỡng ép phá phong, bây giờ trạng thái như vậy, tối đa ba thành nội tình, xa xa không lay động được nơi đây càn khôn. Ta trước tiên tìm xem một chút, có lẽ có đường ra. Triệu Bân lại bước chân. Kiếm Thánh Tàn Hồn không có trở về tử phủ, như một tia quang, dòng chơi tại Triệu Bân tả hữu. Hắn đồng dạng tại nhìn lén, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục Hỗn Thiên Đại Ma Thần thủ bút, mênh mông như vậy đại giới, càn khôn đoạt thiên tạo hóa như vậy, người bình thường là luyện không ra. Ngoại giới, yếu ớt lão đạo cùng Hòa Khí chân nhân đã đến một tòa linh sơn. Đây là Thần Minh đảo chủ phủ đệ, toàn thân đều bao phủ tại tiên huy phía dưới. Bọn hắn đến lúc đó, Thần Minh đảo chủ đang ngồi tại đình nghỉ mát uống trà, trừ hắn, trong đình còn có một người, chính là Dấu Thiên lão đạo, hai người ngược lại là thanh nhàn, vừa uống trà vừa hướng ngồi xuống cờ. Sao cái nào đều có ngươi? Dấu Thiên lão đạo mắt liếc yếu ớt lão đạo. Hôm nay tâm tình khó chịu, chớ chọc ta. Yếu ớt lão đạo không là bình thường phát hỏa. Vẫn là Hòa Khí chân nhân đáng tin cậy, trước tiên lấy ra hộp ma. Gặp chi, Thần Minh đảo chủ không có gì khác thường, cái hộp này hắn đã thấy qua nhiều lần, hoặc có lẽ là, hắn đã cùng Hòa Khí chân nhân nghiên cứu qua nhiều lần, từng nếm thử mở ra, không thể phương pháp. Cái này, đồ chơi gì, Dấu Thiên lão đạo hơi hiếu kỳ. Hòa Khí chân nhân không để ý tới, chỉ đem lúc trước sự tình nói thẳng ra. Nghe chi, Thần Minh lão đạo lông mày trao lên, có kinh ngạc cũng có kinh ngạc Triệu Bân hỏa, tiền thân càng là Hỗn Thiên Ma Viêm, cũng kinh ngạc hộp ma, lại mẹ nó còn đi đến nuốt người. Vô luận trả giá cỡ nào đại giới, đem cái hộp này mở ra. Tiền ta ra, yếu ớt lão đạo thả lời nói hùng hồn, thuận tiện còn lau mồ hôi một cái, vẫn là câu nói kia, Đại La Thánh Tử A. Tương lai tiên tông trưởng giáo A, như bị hắn cả không còn, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề tiền. Thần Minh đảo chủ vừa nói, một bên trên dưới nhìn lén hộp ma. Hòa Khí chân nhân thì một tiếng ho khan, đích xác vấn đề không phải là tiền. Hai người bọn họ đã nghiên cứu nhiều năm, nếu có thể mở ra, còn cần chờ đến hôm nay. Này cục không khó giải. Dấu Thiên lão đạo vuốt râu một cái. Lời này vừa nói ra, ba cái lão đầu nhi đều cùng nhau nhìn lại. Đã Hỗn Thiên Ma Viêm có thể giải phong ấn, lại tìm hắn chi nhánh hỏa diễm không được sao? Dấu Thiên lão đạo mạch suy nghĩ rõ ràng, nói lời này lúc, liền vuốt râu động tác đều thâm trầm không thiếu. Nói đơn giản dễ dàng, Hỗn Thiên chi nhánh tốt như vậy tìm. Ba lão đầu tất cả liếc mắt. Dấu Thiên lão đạo tắc sửa sang lại cổ áo, ý vị thâm trường nói, Ngô Chi Thủy có. Ai có, ba người lại đồng loạt xem ra. Thắng Thiên Càn, Dấu Thiên lão đạo nói một cái tục danh. Ba người nghe xong lẫn nhau đối mặt, tựa như đều nghe qua người này, không hiện sơn bất lộ thủy, lại là tinh thông xem bói, vẻn vẹn luận thôi diễn chi pháp, đạo hạnh tuyệt không đang diễn thiên lão dưới đường. Thuận tiện hay không đem hắn mời đi theo. Yếu ớt lão đạo cười ha ha. Mặt mũi của ta sợ là không dùng được. Dấu Thiên lão đạo hít sâu một hơi. Nói xong, hắn còn nhìn về phía Thần Minh đảo chủ, ngụ ý rõ ràng, được ngươi thỉnh. Làm phiền đạo hữu, Hòa Khí chân nhân có phần biết chuyện, kín đáo đưa cho Thần Minh đảo chủ một cái đan dược, thanh nhất sắc cao giai tiên đan, yếu ớt lão đạo phả tiên tông trả thù, hắn sao lại không phải, đang yên đang lành đem người thánh tử cả không còn, cũng không phải cho người tìm trở về đi. Một câu nói, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không phải là sự tình. Lão phu lại thử xem, Thần Minh đảo chủ thu đan dược, quay người không thấy. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đơn giản một tấm thiệp mời chuyện, tiện tay mà thôi. Nhưng, Thắng Thiên Càn có cho hay không mặt nhi, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Có ai không? Yếu ớt lão đạo. Hòa Khí lão đầu nhi. Thời khắc này Hỗn Thiên Ma Giới, đã tràn đầy tiếng hô hoán. Tất cả Triệu Bân phân thân, đi đến đâu thét lên cái nào, đã hô một tháng lâu. Bọn hắn hô một tháng, Triệu Bân cũng đi một tháng. Một tháng này, hắn vừa đi vừa nghỉ, đến nay không tìm được đường ra. Thì ra là thế, Kiếm Thánh đột nhiên một lời. Tiền bối có phát hiện, Triệu Bân trách mắt hỏi. Nơi đây cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua,
không ngang nhau, không ngang nhau. Ngoại giới một ngày, ở đây có lẽ chính là 10 năm, thậm chí càng lâu. Kiếm Thánh chậm chậm nói, ta đã có cảm giác xem xét, hỗn thiên ma giới không chỉ đề cập tới không gian, còn đề cập tới thời gian. Tiền bối đối với thời gian lĩnh vực còn có trải qua. Triệu Bân vô ý thức đạo. Hiểu sơ, Kiếm Thánh chỉ đơn giản hai chữ, nhưng hắn cái này hiểu sơ, tại Triệu công tử xem ra, chính là rất có tạo nghệ, ai quy định tu kiếm đạo, liền không thể kiêm tu những thứ khác. Ngoại giới một ngày, ma giới 10 năm. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, tâm cảnh rất không bình tĩnh. Thật sự không hổ thần minh, hỗn thiên ma thần thật là lớn thần thông. Có thể xuyên tạc tốc độ thời gian trôi qua, chẳng phải là cùng ngày xưa đại đạo thiên cục một dạng, nói như vậy, cửu đỉnh chí tôn cùng hỗn thiên ma thần. Nhất định đều đối thời gian pháp tắc rất có lĩnh hội. Lão đại, cái này có một tòa bia đá. Không giống nhau gào to âm thanh, từ một phương truyền đến. Triệu Bân thân như kinh hồng, chạy thẳng tới phân thân phương kia. Vẫn thật là một tòa bia đá, phải có cao 10 trượng lớn, 4 chữ lớn khắc họa bên trên, viết cứng cáp hữu lực, tuy không phải cái này thời đại văn tự, nhưng Triệu Bân nhìn hiểu, hỗn thiên ma giới, rất tốt ấn chứng Kiếm Thánh ngờ tới, đây chính là hỗn thiên ma thần thủ bút. Oanh! Mờ tối hư vô, đột có tiếng sấm vang vọng. Triệu Bân ngửa con mắt nhìn lên, thương miểu đã là sấm sét vang dội. Thế giới này bắt đầu biến không ra thế nào ổn định, lúc trước tự nhiên tung bay ma khí cùng ma sát, bây giờ chính như chiều lăn lộn, lại mang theo cuốn lấy tiếng ô ô, giống như kêu rên cũng giống như gào thét. Triệu Bân thông suốt đứng vững, triệu hồi Long Uyên kiếm, cảnh giác nhìn qua tứ phương. Nơi đây quá quỷ dị, như thế hùng vĩ động tĩnh, tổng cảm giác một tôn ma đầu muốn thức tỉnh. Tại hắn mong nhìn xem, thật là có một đạo bóng người mơ hồ, từ cuồn cuộn ma khí bên trong chậm rãi đi ra. Từng giờ từng phút tố ra chân tướng, lại cùng hắn sinh giống nhau như đúc, bất đồng chính là, đối phương toàn thân áo đen, con mắt trống giống vô thần, tay cầm chính là một cây đen nhánh chiến mâu. Triệu Bân lông mi hơi nhíu, đây là gì tình huống? Người kia cũng không phải là chân thực ngươi, lại là từ ngươi mà đến. Kiếm Thánh chậm rãi nói. Đột nhiên thêm ra một cái ta, nên không phải tới nói chuyện trời đất. Triệu Bân hai mắt híp lại. Sự thật chứng minh. Đối phương đích xác không phải tới nói chuyện trời đất, là tới đánh nhau, vừa mới đi ra, liền vũ động chiến qua công phạt, mặc dù không phải chân chính người, nhưng lại chiến lực cường đại. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị làm, sách kiếm giết đi lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh, phanh, mở tối hộp ma thế giới, đại chiến mở màn. Triệu Bân cùng một chính mình khác, chiến khí thế ngất trời. Kiếm Thánh là quần chúng. Đã quay về Triệu Bân tử phủ. Hỗn thiên ma vương cũng là quần chúng, trốn ở Vĩnh Hằng Chi Môn. Ma vương thần thái không ra thế nào ôn hòa, thậm chí có thể nói là khó coi, Triệu Bân vô duyên vô cớ đến cơ duyên, hơn nữa còn là tại hắn hỗn thiên ma giới, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ lạc. Ta hiểu. Đại chiến Triệu Bân, cuối cùng là biết rõ hỗn thiên ma giới ý nghĩa tồn tại. Cái này hiển nhiên là cái sân thí luyện, chuyên cung người tu hành sử dụng. Cũng chính là chính mình cùng chính mình đánh, thêm nữa tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, chính là kèm theo thần cấp treo tu luyện thánh địa. Hắn liếc mắt nhìn tử phủ, lại vòng liếc mắt nhìn tứ phương. Ma giới bên trong cũng không thứ hai cái kiếm thánh, chỉ hắn có một chính mình khác. Nếu đoán không sai, ma giới tu hành có cảnh giới hạn chế, dù là kiếm thánh chỉ còn dư một tia tàn hồn, cũng không che giấu được hắn là sự thật tiên vương, bực này cấp bậc nên khó mà phục chế. Yên tâm tu hành, ta giúp ngươi nhìn càn khôn. Trong tử phủ, truyền ra Kiếm Thánh ung dung lời nói. Triệu Bân có thể nhìn ra, hắn há lại sẽ nhìn không ra. Hỗn thiên ma giới mặc dù huyền ảo, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Nếu ngay cả tiên vương, bán thần cùng chí tôn đều có thể phục chế, đó mới là thật sự nghịch thiên. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, chuyên tâm ác chiến một chính mình khác. Ma giới phục chế tuy không phải không khác biệt, nhưng áo đen Triệu Bân chiến lực, lại là cùng hắn đồng bộ, cái gọi là đồng bộ, hắn trở nên mạnh mẽ. Một chính mình khác cũng trở nên mạnh mẽ, trái lại cũng thế. Cái này rất tốt. Chiến lực cùng giai, mới có thể càng dễ ma luyện đấu chiến tâm cảnh. Cùng mình đánh, mới có thể đang trong đại chiến đột phá tự thân cực hạn. Đang khi nói chuyện, áo đen Triệu Bân lại đánh tới, già thiên đại thủ rộng rãi bàng bạc. Tới. Triệu Bân một chút cũng không sợ, nghịch thiên một quyền oanh diệt trưởng ấn.
sở học của hắn thần thông, áo đen Triệu Bân cũng thông hiểu, hơn nữa dùng rất nhiều lưu, tựa như tiếp thiên quyền, cái kia bá liệt vô song quyền uy, chân thực đủ lực đạo, đánh vào trên thân cực kỳ sảng khoái. Vĩnh Hằng Chi Môn, mở. Triệu Bân trong lòng một quát, kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Thật sao, áo đen Triệu Bân sau lưng, cũng có cửa lớn hiển hóa, chỉ có điều toàn thân đều đen như mực, nhìn Triệu Bân thổn thức không thôi, huyết mạch tiên tàng đều có thể phục chế, ma thần thật sự treo. Một trận chiến này, ước chừng kéo dài nửa tháng. Nửa tháng đến, Triệu Bân chiến máu me khắp người. Lại nhìn áo đen Triệu Bân, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Nói không phát hiện chút tổn hao nào không xác thực cắt, vết thương trên người hắn ngấn, cơ bản đều là trong nháy mắt khôi phục, so trường sinh quyết còn bá đạo, nói bất tử chi thân cũng không đủ, làm sao đều đặt xuống không ngã. Triệu công tử không tin tà, càng đánh càng mạnh. Hắn cái này chiến ý vô song, đối phương cũng là dựng. Chiến lực đồng bộ đi, chiến ý tử cũng tại trong phạm trù. Khó giải. Như lời này, kiếm thánh đã không biết nói bao nhiêu hồi. Dòng dã nửa tháng, hắn không chỉ nhìn đại chiến, cũng tại nhìn càn khôn. Hỗn thiên ma giới là hoàn toàn phong bế, cũng là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tại không biết mở cửa pháp quyết điều kiện tiên quyết, cơ bản không thể nào ra ngoài. Muốn cưỡng ép mở ra phong ấn cũng được, vấn đề là hắn không có thực lực kia. Như thế, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngoại giới. Lại tìm hỗn thiên chi nhánh, một dạng có thể mở hộp ma. Cho nên... yên lặng chờ chờ liền tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn vừa trầm vào tử phủ tiên trì. Đến nỗi Triệu Bân, mặc hắn đi chiến liền tốt, vô luận thành bại cũng sẽ là cơ duyên. Kiếm thánh xa vào, hỗn thiên ma giới oanh minh lại càng ngày càng hùng vĩ. Triệu Bân chiến đến quên mình, một bộ không đem đối thủ quật ngã, không coi là xong tư thế. Hỗn thiên ma vương vẫn là quần chúng, càng xem càng phát hỏa. Nếu không phải cùng đạo quân có ước định, hắn cũng sẽ không an phận như vậy. Nói đến đạo quân, hắn không thể không bội phục tên kia quyết đoán, dám can đảm cùng hắn làm giao dịch người, trên đời cũng không có mấy cái, nếu hắn phá phong lúc đổi ý, đạo gia ắt gặp tai họa ngập đầu. Bất quá, hắn là cái phòng thủ cam kết người. Theo như nhu cầu đi, đơn giản lợi ích cho phép. Diệt. Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới đưa một chính mình khác đánh rất hư không. Là hắn tâm cảnh có thuế biến. Lại ma giới không cách nào phục chế, lúc này mới đã vượt ra tự thân. Phốc, áo đen Triệu Bân tiêu tán, hóa thành một mảnh ma khí. Hắn mặc dù tản, nhưng sự tình vẫn chưa xong, nhìn hư vô sấm sét, lại tụ ra một bóng người, lại là một cái khác hắn, toàn thân lôi tức quanh quẩn, tay cầm chính là một cái lôi đình kiếm. Không có chúng chàng nghỉ ngơi. Triệu Bân lảo đảo một chút, mới cưỡng ép đứng vững. Nhìn lôi đình Triệu Bân. So áo đen Triệu Bân muốn mạnh, chỉ vì hắn xuất từ tâm cảnh thuế biến sau Triệu Bân chiến lực, đồng bộ đi. Hỗn thiên ma giới càn khôn cấm chế, chính là tà dị như vậy. Cái này, còn không phải để cho Triệu Bân đau chứng. Để cho chứng hắn đau chính là, ma giới không có linh lực tiếp tế. Cũng chính là nói, hắn phải tiêu hao tài nguyên tu luyện đến bổ sung tiên lực. Hắn liếc mắt nhìn vĩnh hằng giới, đã có một loại nào đó giác ngộ. Cơ duyên không phải bạch kiểm. Hắn phải chạy táng ra bại sản đi. Dạng này tên vở kịch, cùng ngày xưa đại đạo thiên cục biết bao giống nhau. May nhà ta thực chất nhì dày. Triệu công tử hít sâu một hơi, quay đầu chạy. Hắn trước tiên cần phải chữa thương, mới có thể cùng một chính mình khác đánh. Lôi đình Triệu Bân trước tiên đuổi theo, một đường truy một đường đánh. Thoải mái. Gặp Triệu Bân lại ăn quả đắng, hỗn thiên ma vương tâm tình rất tốt. Không có chuyện gì. Tiểu tử này kháng đánh, trong thời gian ngắn không chết được. Ngoại giới, thần minh đảo chủ đã trở về. Thiệp mời đã đưa ra, tới hay không hắn không biết. Nhất thiết phải tới. Yếu ớt lão đạo ba người, đều hít sâu một hơi. Thần minh đảo chủ tự mình mời, mặt mũi này có thể không cho. Mộc lấy nguyệt quang, bốn cái lão đầu nhi lại vây hộp ma, như đầu hẹn gặp lại dấu thiên lão đạo, còn thỉnh thoảng đem lỗ tai dán đi lên, đến. Cũng không nghe thấy khác thường âm thanh. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã lớn hiện ra. Nhìn thần minh di tích cổ phương kia, đã có không ít người đi vào, phần lớn là top 5 top 3. Đoán chừng có tạo hóa cũng có ách nạn, bão đoàn sưởi ấm rất có tất yếu, miễn cho bị diệt. Có người đi vào, từ cũng có người đi ra, đủ 8 thành trở lên, cũng là che lấy eo đi ra ngoài, thậm chí,
là nguyên thần cùng tàn hồn trạng thái, nhất định là ở bên trong gặp khó khăn. Sao chả không tới? Yếu ớt lão đạo đứng ở đỉnh núi, cực điểm nhìn về phương xa. Như hắn, hòa khí chân nhân cũng ngồi không yên, đi tới đi lui. Đường đi xa xôi, nói đến là đến. Dấu thiên lão đạo ngáp một cái, coi như bình tĩnh. Hắn là đứng nói chuyện không đau eo, việc này muốn bày trên người hắn, sợ là so hai vị này gấp hơn, đem đại la thánh tử cho cả ném đi, lấy không niệm thiên bản tính, có thể làm tốt mới là lạ. Ngoại giới một ngày, hỗn thiên ma giới cũng không chỉ 10 năm. Từ thiên quan sát, lờ mờ thế giới tất cả đều là sấm sét vang dội. Mà Triệu công tử cùng Lôi đình Triệu Bân, ngay tại trong đó ác chiến. Không tệ, hai người bọn hắn đã chiến mười mấy năm. Triệu Bân muốn siêu thoát tự thân, làm gì tâm cảnh không thuế biến. Nguyên nhân chính là không thuế biến, một trận chiến này mới đánh phá lệ bền bỉ. Kiếm thánh trong lúc đó từng tỉnh lại qua mấy lần, thật lâu cũng không lên tiếng. Mười mấy năm xa vào, hắn vẫn là tàn hồn, cũng không phải là không thể tụ ra bản mệnh nguyên thần, mà là thiếu tiếp tế, hỗn thiên ma giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, không thấy một tia thiên địa linh lực, đây mới là căn nguyên, Triệu Bân khốn cục, cũng giống vậy là hắn thời khắc này khốn cảnh. Sáng sớm, Cuồng Anh Kiệt chậm rãi mở con mắt. Một phen chữa thương, hắn thể phách đã không còn đáng ngại. Hai ba trong nháy mắt sau, hắn mới vặn eo bẻ cổ đứng dậy, vòng nhìn tứ phương. Không thấy Triệu Bân, hắn tiến tới Lăng Tuyệt trước người. Tiểu tử này thương nặng hơn, còn phải một hai ngày mới có thể khôi phục. Yên tâm chữa thương, ta ra ngoài đi bộ một chút. Cuồng Anh Kiệt vỗ vỗ Lăng Tuyệt, quay người ra vườn nhỏ. Cũng như khi trước Triệu Bân, hắn lúc ra cửa, cũng có một hơi gió mát phất qua phía sau lưng. Ấn ký. Cuồng Anh Kiệt trong lòng một lời, sau đó chính là một vòng cười lạnh. Rất rõ ràng. Âm thầm có người cho hắn loại lạc ấn, không cần đến hỏi, liền biết là Cửu gia. Hắn ra vẻ không hay biết cảm giác, lắc hoảng du du chạy về phía phố dài, hiếm thấy tới một chuyến, hắn cũng nghĩ đãi điểm bảo bối, đến nỗi truy tung ấn ký, hắn suy nghĩ cùng Triệu Bân không có sai biệt. Minh Pháp có nói, tương kế tự kế đi. Dám đối với hắn phía dưới lạc ấn, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu công chúa. Cuồng Anh Kiệt lấy thần thức truyền ra kêu gọi, một đường cũng không ngừng. Dù là tại trước gian hàng chọn chọn lựa lựa lúc, cũng không quên ngoái nhìn nhìn tứ phương, tất nhiên là tìm hắn bạn gai tốt, đã nói xong cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay, thế nào liền không thấy bóng dáng lạc. Chẳng lẽ, đã nhập thần minh di tích cổ? Nghĩ như vậy, hắn xuyên qua phố dài, đi di tích cổ phương hướng. Âm thầm đi theo hắn người, tất nhiên là nhìn chằm chằm không thả, từng đôi hung tàn bạo ngược con mắt, lóe lên đều là huyết sắc u quang, đoán chừng là chỗ tốt, giết người cướp của phù hợp. Quả nhiên, họ cuồng đến chỗ nào chỗ đó náo nhiệt. Hắn tiến vào không sao, đoán chừng ngừng lại thành đàn đỡ hiện trường. Còn tốt, trong đó có tu vi áp chế. Tiền lớn người vây công, cứ thế bắt không được hắn. Di tích cổ chiến khí thế ngất trời, hỗn thiên ma giới cũng đánh hừng hực khí thế. Lại là nhiều năm, Triệu Bân cùng Lôi đình Triệu Bân đại chiến, còn chưa hạ màn kết thúc. Tâm cảnh thuế biến, nào có dễ dàng như vậy. Không cách nào siêu thoát tự thân, liền đặt xuống không ngã một chính mình khác. Huống hồ, Triệu Bân có điều cố kỵ, cũng chính là tài nguyên tu luyện của hắn. Một khi tài nguyên hao hết, một khi không còn tiếp tế, chờ đợi hắn lại là tử vong. Ngộ đạo, cũng có thể siêu thoát tự thân, kiếm thánh ung dung một lời. Triệu Bân như có điều suy nghĩ, xa vào thật lâu mới hiểu ra. Là hắn nghĩ nông cạn, chỉ chú trọng tâm cảnh thuế biến, nghiễm nhiên quên đi đạo lắng đọng. Tạ tiền bối đề điểm. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, lại rút kiếm giết vào hư không. Hắn phía sau công phạt, không còn trưởng ấn quyền ảnh đao mang. Còn sót lại kiếm đạo bí pháp. Một trận chiến này, hắn muốn chuyên tu kiếm đạo, có cái kiếm thánh tại tử phủ, có thể không chỉ điểm hắn một hai. Hắn cái này cẩn thận tưởng nhớ, kiếm thánh tất nhiên là hiểu. Nguyên nhân chính là kiếm thánh biết được, mới không che giấu, thật sự truyền không thiếu kiếm đạo áo nghĩa. Đương nhiên, hắn đạo không phải Triệu Bân đạo. Áo nghĩa về áo nghĩa, lộ còn cần Triệu Bân tự mình đi. Kiếm thánh chỉ điểm, để cho Triệu Bân thấy được thiên ngoại thiên. Chiêu kiếm của hắn không quá mức biến hóa, nhưng kiếm uy khước lắng đọng trở thành kiếm ý. Ngày xưa, hắn cần phân thân trợ chiến, mới có thể sử dụng vạn kiếm chi uy. Bây giờ, đã không cần phân thân hỗ trợ thu thập sức mạnh, liền có thể đem kiếm ý, phát huy đến cực hạn.
dụng ý không dùng sức, vô hình công phạt mới là chí mạng nhất. Hắn không còn câu nệ tại kiếm chiêu, thậm chí phần lớn thời gian cũng không dùng kiếm. Chiến bên trong, trong mắt của hắn càng nhiều hiểu ra chi quang. Tung bị đánh máu me khắp người, hắn cũng còn mắt chứa vui mừng. 10 năm, hắn đem vạn kiếm tu thành một kiếm. Mà 10 năm này, hắn cũng chỉ tu một kiếm này. Kiếm đạo của hắn, cuối cùng là nhuộm máu tươi, diễn mở một con đường. Kẻ này, ngộ tính quả thực nghịch thiên. Kiếm thánh lẩm bẩm ngữ, là đối với Triệu Bân sợ hãi thán phục. Chớ nói hắn, liền vĩnh hằng cánh cửa bên trong ma vương, cũng không khỏi hí hư. Nhân tài mỗi năm có, thời đại này đặc biệt nhiều. Bỏ đi ân oán không nói, hắn vẫn là có phần xem trọng Triệu Bân. Diệt! Triệu Bân một kiếm phá càn khôn, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát. Hắn tâm cảnh không thuế biến, nhưng lại tại trên kiếm đạo vượt qua tự thân. Lôi đình Triệu Bân táng thân, hóa thành một tia lôi điện, tán trong bóng đêm. Nó hủy diệt, chính là một cái khác Triệu Bân tân sinh. Không đợi Triệu công tử thở một ngụm, thì thấy một người kiên quyết ngoi lên mà ra. Người kia vẫn như cũ cùng hắn sinh giống nhau như đúc, chỉ có điều thần sắc thất thần, hai mắt cũng trống rỗng, bởi vì là trong đất đi ra ngoài, trên người hắn, Phật vô tận là từng mảnh cho bụi. Đã từ Triệu Bân phục chế mà ra, hắn từ lúc Triệu Bân thời khắc này chiến lực đồng bộ. Cho nên, hắn tiên thiên liền so áo đen Triệu Bân mạnh, cũng so lôi đình Triệu Bân càng kinh khủng. Trận chiến này, tu không gian chi đạo. Triệu Bân không sợ hãi chút nào, muốn sát bên cái ma luyện chính mình đạo. 10 năm tu nhất kiếm, hắn đã đi ra kiếm đạo lộ, cái tiếp theo 10 năm, liền chuyên tu không gian, tất nhiên kiếm đạo có thể để cho hắn siêu thoát tự thân, cái kia không gian chi đạo cũng giống vậy có thể. Đối không gian, hắn tại phàm giới liền có trải qua. Hắn thuấn thân tuyệt sát cùng nghịch thiên đổi chỗ, bao quát nghịch hướng triệu hoán trận, đều toán không gian chi pháp, còn có phong thần bộ, nếu tu luyện đến đại thành cũng thuộc về không gian lĩnh vực, không nhìn càn khôn cách trở. Tới, Triệu Bân chân đạp phong thần bộ mà đến, nhiệt tình 10 phần. Cho bụi Triệu Bân vô ý thức, nhưng công phạt vô song, đối diện một kiếm, suýt nữa bổ Triệu Bân, cũng đúng. Hắn một kiếm này là Triệu Bân hao phí 10 năm tu ra, uy lực sao có thể yếu đi. Mới đại chiến, tức thì kéo ra màn che. Mở tối thế giới, vang lên tiếng oanh minh. Chuyên tu không gian Triệu Bân, lại chiến đến quên mình. Thân là quần chúng, kiếm thánh tàn hồn cũng không nhàn rỗi. Hắn đối không gian cũng có cảm ngộ, lại rất có tạo nghệ. Chỉ điểm của hắn, thêm nữa Triệu Bân nghịch thiên ngộ tính, có thể xưng tuyệt phối. Kết quả là... Chiến bên trong Triệu Bân, lại mơ hồ thấy được một vùng trời mới, đó là không gian lĩnh vực thiên ngoại thiên, hắn đang từ từ xua tan mây mù, đang từng bước một tiếp cận chân lý. Lộ, hay là muốn tự mình đi? Đối với cái này, kiếm thánh vô điều kiện tin tưởng. Tiểu bối này, trời sinh chính là một cái tu luyện hạt giống tốt. Ma giới bên trong thời gian, cũng chỉ vì ma giới bên trong người mà đi. Nhuốm máu một trận chiến, lại kéo dài 10 mấy năm. Tiếc nuối là, Triệu Bân không gian chi lộ cũng không đi ra. Lộ dù chưa đi ra, nhưng cảnh giới của hắn lại có tăng lên, nghiễm nhiên đã vượt qua động hư đỉnh phong, đã chạm đến thái hư cảnh che chắn, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, liền có thể đạp đất phá quan. Tiền bối, thiên kiếp phải chăng có thể phá ma giới? Triệu Bân hỏi. Người khác có lẽ không được, người lại có thể. Kiếm thánh cười nói. Thiên kiếp là công bằng, nhưng nó lại là phân cấp bậc. Cái này cấp bậc. Là nhìn độ kiếp giả trình độ yêu nghiệt. Như vĩnh hằng thể, hắn kiếp số tuyệt không là bình thường thiên phạt. Nếu không thì, thử xem. Triệu Bân ngửa con mắt, liếc mắt nhìn Thương Miểu. Hắn ý nghĩ này, để cho ma vương một hồi mặt đen. Một ít người a, thật không cầm bảo bối làm bảo bối. Đây chính là hỗn thiên ma giới, lại suy nghĩ hủy. Trước tạm đi ra không gian chi lộ. Triệu Bân thu con mắt, lại cùng cho bụi Triệu Bân ác chiến. Thiên kiếp thế nhưng là đồ tốt, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể lãng phí. Huống hồ, ma giới là tu luyện thánh địa, tại cái này tu hành làm ít công to, nếu là hủy, quả thực phung phí của trời, hắn còn tìm tưởng nhớ lấy, chờ ngày nào ra ngoài, đem cái này hộp ma cho bắt cóc đâu. Có cái này thần cấp treo ở tay, không chỉ hắn, tiên tông tiểu bối cũng đều có thể đi vào tu luyện. Trừ này, còn có hắn phàm trần bạn cũ nhóm. Chờ bọn hắn bên trên tiên giới. Một dạng có thể đi vào tu hành. Ngoại giới 1 ngày, ma giới 10 năm. Tu vi không thấp quan trọng,
đều có thể bù lại. Tóm lại, trừ phi hắn ở đây bị hao tổn đến dầu hết đèn tắt, bằng không, tuyệt sẽ không dùng thiên phạt hủy ma giới. Sao còn chưa tới? Thần minh đảo chủ Sơn Phong, tiếng lẩm bẩm liên tiếp không dứt. Chính là yếu ớt lão đạo cùng hòa khí chân nhân, như một cái ở ngoài cửa chờ đợi giáng sinh phụ thân, đặt vậy đến đi trở về động, cách mỗi ba, năm trong nháy mắt, liền sẽ hướng thiên ngoại nhìn một chút, là chờ thắng thiên càn, cũng là chờ hỗn thiên chi nhánh, dù là chậm một giây, Triệu Bân đều có thể ném mạng. Cái kia hàng như không còn, hai người bọn họ cũng biết đi theo chôn cùng. Đề cập tới lấy tài sản tính mệnh, đổi ai cũng biết mắc tiểu. Bình tĩnh. Cùng đảo chủ đánh cờ giấu thiên lão đạo, mắt liếc hai người. Đứng nói chuyện không đau eo a, chuyện này không có bày thế nào trên người hắn. Thần minh đảo chủ cũng đành chịu, chỉ trách đường đi quá xa xôi. Bốn người không chờ đến thắng thiên càn, lại chờ được một tên tiểu bối. Mắt to một nhìn, chính là Lăng Tuyệt, thương thế đã khôi phục, không thấy Triệu Bân, cũng chưa thấy Cuồng Anh Kiệt. Nhưng hắn tới đây, cũng không phải tìm hai bạn gai tốt, là tới nghe ngóng sư tôn. Sư tôn tới qua nơi đây, đây là hắn nghe tin tức. Nếu không phải như thế, hắn cũng không rảnh rỗi chạy thần minh hải tới tản bộ. Không biết tiểu hữu sư tôn là, thần minh đảo chủ cười hỏi. Lăng Tuyệt vội vàng hoảng lấy một bức họa, mà người trong bức họa, chính là Không Lo tiên tử. Gặp chi, bốn cái lão đầu nhi đều là mi già trao lên, không khỏi nhìn thêm một cái Lăng Tuyệt. Khó trách tiểu tử này như vậy có thể đánh, nguyên lai là không sầu đồ nhi a. Ai nói nữ tử không bằng nam, nàng chính là một cái tuyệt đại ngoan nhân, ngày xưa một trận chiến, từng đánh ngã qua một tôn bán thần. Có thể làm nàng đồ nhi, há lại là hạng người qua loa. Từ xưa danh sư xuất cao đồ, một điểm mau bệnh không có. Kỳ quái. Khác ba vị không có gì, ngược lại là yếu ớt lão đạo, đặt cái kia nói thầm cái không xong. Đếm kỹ một phen. Triệu Bân sư tôn đánh qua hắn, Cuồng Anh Kiệt sư tôn đánh qua hắn, bây giờ, Lăng Tuyệt sư tôn cũng đánh qua hắn, hắn là lớn một tấm thiếu so tài khuôn mặt sao. Tiền bối, Lăng Tuyệt tính thăm dò kêu một tiếng. Nửa tháng trước liền đã rời đi, thần minh đảo chủ cười nói. Có biết đi đâu? Người ra sư tôn không nói rõ. Đa tạ, Lăng Tuyệt chắp tay cúi đầu, lại quay người xuống núi. Sau lưng, bốn cái lão bối đều tại thâm trầm vuốt sợi râu. Kẻ này năm nào nhất định thành tựu bất phàm, có lẽ cùng Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt kém chút ý tứ, nhưng tuyệt đối có phong thần tiềm chất. Đợi đến khoảng không, ta tìm ngươi tâm sự. Lão đạo hít sâu một hơi, không biết đang suy nghĩ gì. Đánh không lại già, hắn phải đem tiểu nhân thu thập một trận. Từ cái này phương thu mâu, hắn lại nhìn về phía thiên ngoại, trông mòn con mắt. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ thắng thiên càn. Bên này... Lăng Tuyệt đã chạy thẳng tới thần minh di tích cổ. Sư tôn như nghe hắn ở đây, chắc chắn sẽ ngoặt trở về. Lời nói phân hai đầu. Hỗn thiên ma giới bên trong Triệu Bân, còn tại tận tụy ngộ đạo. Không gian chi lộ không ra thế nào dễ đi, chiến mười mấy năm cũng không đi tới. Đối với cái này, kiếm thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên phú cao, không có nghĩa là liền ngộ thấu. Triệu Bân không thiếu ngộ tính, thiếu là thời gian lắng đọng. Mà thời gian này, mười mấy năm rõ ràng không đủ, bởi vì không gian đích xác không ra thế nào dễ dàng lĩnh hội, hắn quen thuộc tu không gian người, cái nào không phải hàng trăm hàng ngàn năm tu hành. Thời gian tốt, ma giới có nhiều thời gian. Triệu Bân tại trong chiến ngộ đạo, dù chưa đi ra không gian chi lộ, nhưng đã phải mấy phần chân lý, cũng chớ xem thường cái này mấy phần chân lý, bọn chúng sẽ như từng khỏa hạt giống, cùng với tuế nguyệt mọc rễ nảy mầm. Ngươi, cùng bản vương có liều mạng. Rảnh rỗi đau chứng ma vương, đặt cái kia lẩm bẩm. Vĩnh Hằng một mạch không kẻ yếu, truyền ngôn cũng không phải thổi. Hắn tuy là ma đầu, nhưng này chân lý hắn không chút nào chất vấn. Phốc, hư không huyết quang chợt hiện, Triệu Bân lại một lần đẫm máu. Tâm cảnh không thuế biến, không gian chi lộ cũng không đi ra, tất nhiên là đánh thảm liệt. Cho ta nghỉ một lát. Triệu Bân ho một ngụm máu, quay người mở chui. Đánh mười mấy năm. Hoặc chiến hoặc trốn chạy, vạn pháp trường sinh quyết cũng không chịu nổi thụ thương tốc độ, đồng dạng không ngăn được, còn có tài nguyên tu luyện của hắn, không giờ khác nào không tại tiêu hao. Oanh, phanh, cho bụi Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, mang theo ra hỏa đầy trời truy sát. Triệu Bân có phần kính nghiệp, trốn chạy lúc cũng không quên ngộ đạo, nhìn hắn phong thần bộ, trải qua thiên truy bách luyện, đã xa không phải ngày xưa có thể so sánh,
đã rất có không gian màu sắc, nhưng tại trong không gian xuyên thẳng qua. Trong truyền thuyết đốn ngộ, thường thường chỉ là trong nháy mắt. Ngộ tính nghịch thiên Triệu Bân, cuối cùng là đang cùng cho bụi Triệu Bân đại chiến thứ hai cái 10 năm, tìm được tích tắc này, rất nhiều cảm ngộ lắng đọng, rất nhiều chân lý dung hợp, cuối cùng được không gian tạo hóa, mặc dù lộ vẻ rất miễn cưỡng, nhưng hắn đích thật đi ra không gian chi lộ. Hắn vẫn như cũ không thuế biến tâm cảnh, nhưng cái này không gian chi đạo để cho hắn siêu thoát tự thân. Ngày xưa Ngưu bức hống hống cho bụi Triệu Bân, rơi xuống hạ phong, bị nện đứng không vững. Diệt! Triệu Bân cái này vừa quát, hô lên hơn 20 năm tích tụ chi khí. Hắn lấy không gian chi pháp vây lại cho bụi Triệu Bân, sinh sinh ma diệt thành bụi trần. Đến nước này, hắn đã chiến bại cái thứ ba chính mình. Theo ma giới ý nghĩa tồn tại, hắn đã siêu thoát tự thân 3 lần. Kiếm thánh là vui mừng, Hỗn Thiên Ma Vương nhưng là trầm mặc. Cũng là người từng trải, biết rõ siêu thoát tự thân gian khổ, như bọn hắn, năm đó con đường tu hành, cái nào không phải thành trăm thành thiên năm tính toán, hậu sinh khảo ý, bọn hắn không thể không thừa nhận. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, cái thứ tư Triệu Bân hiển hóa. Hắn là từ ma sát biến thành, mạnh hơn nhiều trước ba cái Triệu Bân. Thật muốn chơi chết ta sao? Triệu Bân lảo đảo một bước, con mắt vẫn đục vô cùng. Hắn là quá mệt mỏi, hao tổn không chỉ là tiên lực, còn có bản mệnh tinh lực, lại bồng bột khí huyết, cũng không chịu nổi như thế tạo a. Một trận chiến chính là 10 năm, ai mẹ nó chịu được. Ta còn phải nghỉ một lát. Triệu Bân che lấy eo, lại một lần mở đột. Cho dù muốn đánh, cũng chờ hắn thở một ngụm mới được. Thở dốc ngoài, hắn lại tại minh tưởng. Hiểu kiếm đạo cùng không gian chi đạo, hắn đi ra hai con đường, kế tiếp lại siêu thoát tự thân, còn phải lại mở một con đường, muốn tại chiến trung chuyên tu loại nào đạo, hắn phải tuyển một tuyển. Mộng chi đạo, lực chi đạo, vạn vật chi đạo, luân hồi chi đạo, trừ chủ tu chiến chi đạo bên ngoài, hắn còn kiêm tu rất nhiều. Như thế, hắn tự có rất nhiều lỗ có thể lựa chọn, bất luận một loại nào đạo đốn ngộ, đều có thể thành lộ, đều có thể siêu thoát tự thân, đây là hắn tình cảnh hôm nay, muốn sống sót liền phải lĩnh hội. Lực chi đạo, suy tư thật lâu, hắn mới thì thào một lời. Cũng chính là một cái chớp mắt này, hư vô có một đạo quang chợt lóe lên. Tia sáng kia tới đột ngột, cũng không điềm báo, lại tìm liền không chỗ có thể tìm ra. Thời gian, Triệu Bân hai mắt híp lại, dù là chỉ có một cái chớp mắt, hắn cũng nhìn rõ tích. Cái kia một đạo thần bí quang, được thời gian màu sắc, chính là thời gian pháp tắc. Kiếm thánh tiền bối nói qua, Hỗn Thiên Ma Giới là không gian, nhưng cũng đề cập tới thời gian chi đạo. Điểm này, nhìn nội ngoại hai giới tốc độ thời gian trôi qua liền biết. Hắn chưa từng trải qua thời gian chi đạo, đến nay đều rốt nát vô tri. Nguyên nhân chính là không trải qua, hắn mới có một loại dục vọng mãnh liệt. Hắn nhìn về phía kiếm thánh, tựa như đang tìm kiếm một loại nào đó đáp án. Con đường này, không dễ đi, kiếm thánh chậm chậm nói. Triệu Bân không có trả lời, vừa trầm miệng thật lâu. Liền kiếm thánh đều nói như vậy, vậy nhất định là khó như lên trời. Có thể tu đạo chi lộ, cũng không phải chính là nghịch thiên mà lên sao. Hạ cái 10 năm, tu thời gian. Triệu Bân tuyển một đầu chật vật lộ. Ít nhất tại kiếm thánh xem ra, con đường này rất khó đi ra. Dù hắn, đến nay đều đối thời gian pháp tắc kiến thức nửa vời. Hắn thật bất ngờ, ngoài ý muốn Triệu Bân lựa chọn, rõ ràng có rất nhiều đường có thể đi, lực chi đạo, luân hồi chi đạo, vạn vật chi đạo. Vô luận một loại nào, Triệu Bân hoặc nhiều hoặc ít đều có trải qua, như lực chi pháp tắc, như luân hồi chi lực, như vạn vật ý cảnh. Hết lần này tới lần khác, tiểu bối này lại tuyển thời gian. Xa vào thật lâu, kiếm thánh mới có chỗ thoải mái. Đây là Hỗn Thiên Ma Giới, đề cập tới không gian cũng đề cập tới thời gian. Ở đây ngộ thời gian chi đạo, được trời ưu ái. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Triệu Bân đã chiếm thứ hai. Lựa chọn như vậy, có vẻ như cũng không mau bệnh. Tại ngoại nhân mà nói, đây có lẽ là không biết lượng sức, nhưng tại Triệu Bân mà nói, đó chính là kỹ nhiều không đè người, hắn ngộ tính nghịch thiên, hoàn toàn có thể kiêm tu nhiều loại đạo. Kiếm thánh ngoài ý muốn, cũng là ma vương ngoài ý muốn. Hắn lại một lần đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, ngược lại biết theo cán trèo lên trên, mượn ma giới tốc độ thời gian trôi qua, tới lĩnh hội thời gian chi đạo, lộ mặc dù không dễ đi, nhưng không phải không có khả năng. Siêu! Triệu Bân còn tại trốn, đang lẩn trốn bên trong khôi phục tiên lực,
cũng đang trốn bên trong bắt giữ thời gian. Ma sát Triệu Bân thì một đường truy một đường đánh, không cho Triệu Bân cơ hội thở dốc chút nào. Tốc độ thời gian trôi qua. Như cái này bốn chữ, Triệu Bân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu hồi. Ngoại giới một ngày, ma giới 10 năm, thời gian nghiêm trọng không ngang nhau, hắn cũng không mảy may cảm giác, nhưng tồn tại đã thật, tại ma giới vượt qua mỗi một phút mỗi một giây, cũng là dấu vết tháng năm. Hắn ngước nhìn thiên khung, thấy đều là một vùng tăm tối. Chưa bao giờ đề cập tới chẳng qua thời gian lĩnh vực hắn, cần trong bóng đêm tìm tòi tiềm hành, hắn hoang mang, hắn rốt nát vô tri, nhất định ở trên con đường này, gập ghềnh,